Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Bảo Châu Review. Các bạn đừng quên để lại những bình luận cảm xúc dưới video để ủng hộ team mình nhé. Những người bọn họ đều là cao tầng trong quan trung hình đường, cũng biết một ít chuyện liên quan tới tiểu phàm thiên, nhưng bọn họ căn bản không ảo tưởng bản thân có thể tiến vào trong đó. Quan trung hình đường có chìa khóa dư ra, nhưng đó là giữ lại cho ba vị tông sư võ đạo. Nếu như là những đại phái nội tình truyền thừa thâm hậu ngược lại có thể giao chìa khóa cho một vài võ giả thế hệ trẻ tuổi cho bọn họ tiến vào tìm kiếm cơ duyên của bản thân. Nhưng rõ ràng quan trung hình đường còn chưa xa xỉ tới mức độ đó. Một lúc lâu sau, ba vị đầu lĩnh tập hình ti đồng loạt bước vào trong đại đường. Lần này tam thủ lĩnh tư minh không đi sau quan tư vũ mà cùng hai vị thủ lĩnh khác cùng tiến vào. Đây là lần đầu tiên sở hưu được gặp đại thủ lĩnh tập hình ti, An Lưu Niên. An Lưu Niên là một người trung niên cao lớn gầy gò, làn da trắng trẻo. Màu trắng đó là trắng bệnh nhợt nhạt, hốc mắt hãm sâu mang theo chút âm trầm. Thân thể hắn bao phủ trong áo choàng màu đen, sau lưng cõng năm thanh trường kiếm nhưng đều dùng vỏ kiếm bình thường che phủ, không nhìn ra nội tình. An Lưu Niên vẫn luôn kín tiếng giấu tài, kín tiếng tới mức bên ngoài rất ít người nghe nói tới tên của hắn, thậm chí trong quan trung hình đường cũng có nhiều người không biết hắn. Ngay cả trong tập hình ty, người phụ trách đại đa số sự vụ là nhị thủ lĩnh Phương Sát cùng tam thủ lĩnh Tư Minh. Vị đại thủ lĩnh là hắn thường xuyên như thần long thấy đầu không thấy đuôi, không ai biết rốt cuộc hắn đang làm gì. Trước đó Sở Hưu không biết gì về An Lưu Niên có điều y đã nghe được thông tin về An Lưu Niên ở chỗ Mai Kinh Liên. Chẳng trách với thực lực hiện tại quan tư vũ vẫn không thể khiến tập hình ti hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của mình. Thật sự là bối phận của An Lưu Niên quá lớn, theo lý mà nói hắn thậm chí còn hơn quan tư vũ một thế hệ. Ngay trước khi sở cùng ca còn sống, An Lưu Niên cùng sở cùng ca là đồng liêu, hai bên còn từng tranh đoạt vị trí đường chủ quan trung hình đường. Có điều khi đó ưu thế của sở cùng ca thật sự quá rõ ràng, chỉ cần không phải người mù ai cũng biết trước đường chủ này nên giao cho ai cho nên dù An Lưu Niên có muốn tranh cũng chẳng tranh nổi, cuối cùng hắn chủ động từ bỏ vị trí này. Sau này Sở Cùng Ca bất hạnh bỏ mình, theo lý mà nói vị trí này nên tới phiên An Lưu Niên. Thế nhưng Sở Cùng Ca cho rằng tính cách An Lưu Niên quá mức cực đoan âm trầm, làm việc dễ theo hướng cực đoan. Bảo hắn làm đại thủ lĩnh tập hình ti thì được, bảo hắn trưởng quản toàn bộ quan trung hình đường e là không ổn, cho nên Sở Cùng Ca giao vị trí này cho Quan Tư Vũ. Lúc đầu An Lưu Niên không phục Quan Tư Vũ, không chịu phối hợp, dù sao khi đó quan tư vũ rõ ràng chỉ là hậu bối của hắn, bước vào cảnh giới tông sư võ đạo cũng muộn hơn hắn, dựa vào đâu mà đòi bắt hắn cúi đầu xương thần. Có điều sau này quan tư vũ thể hiện thực lực bản thân, đồng thời còn dẫn dắt quan trung hình đường tới địa vị như hiện tại. Uy danh của quan tư vũ trong quan trung hình đường càng lúc càng lớn, An Lưu Niên có không phục cũng chẳng được. Có điều mặc dù An Lưu Niên không còn tâm tư tranh đoạt vị trí đường chủ với quan tư vũ nữa, nhưng một mẫu ba phần đất tập hình ti này vẫn là của hắn. Chỉ cần An Lưu Niên còn sống một ngày, tập hình ti nhất định phải nằm dưới sự khống chế của hắn hắn có thể mặc kệ mọi việc nhưng quan tư vũ cũng đừng hòng động vào tập hình ti sở hưu nheo mắt nhìn an lưu niên trong lòng thầm nghĩ quan tư vũ vẫn tương đối lo nghĩ cho đại cục sợ gây nên tổn thất cho quan trung hình đường nên không chọn đấu đá đến cùng với an lưu niên chẳng qua đó là quan tư vũ nếu đổi lại thành sở hưu y không cách nào chịu đựng được chuyện dưới chứng mình còn có cao thủ cường giả không chịu nghe theo mệnh lệnh bản thân muốn dẹp giặc ngoài trước phải yên thủ trong ngay cả nắm đấm của mình còn không chặt lấy gì đấu với người ngoài. Sau khi mọi người đến đông đủ, một lúc sau quan tư vũ cũng dẫn theo Mai Kinh Liên đi đến. Theo lý mà nói đây là nghị sự nội bộ của quan trung hình đường. Mai Kinh Liên mặc dù là phu nhân của quan tư vũ nhưng nàng vẫn chỉ là người ngoài, xuất hiện ở nơi này thời điểm này là không phù hợp. Có điều đám người tiêu tập lại như không thấy gì. Cũng không nói gì, quan tư vũ làm chuyện tương tự đã chẳng phải lần đầu, bọn họ cũng đã quen. Lúc này mở miệng chỉ có thể đắc tội quan tư vũ. Bọn họ còn chưa ngu ngốc tới mức lắm mồm như vậy. Chẳng qua lúc này An Lưu Niên lại dùng giọng hơi khàn khàn nói, "Quan Tư Vũ, hình đường nghị sự, ngươi mang một ả đàn bà vào đây làm gì? Làm đường chủ mấy năm, được người ta khen tặng tới quen tai, bắt đầu hống hách quên mất mình họ gì rồi à?" Đám người ở đây trong lòng rét run, bầu không khí đã đầy mùi thuốc súng. Những năm gần đây Quan Tư Vũ và An Lưu Niên rất ít khi chạm mắt, chính là vì chỉ cần bọn họ gặp mặt sẽ rất dễ xảy ra tình huống như hiện tại. Quan Tư Vũ rất biết cách ẩn nhẫn, chịu suy nghĩ vì đại cục. Nhưng An Lưu Niên lại không cam lòng để Quan Tư Vũ trở thành đường chủ, cho nên bao lâu nay hắn chưa từng gọi Quan Tư Vũ là đường chủ đại nhân. Kéo Mai Khinh Liên ngồi xuống, Quan Tư Vũ lạnh lùng nói, hình đường nghị sự thì đã sao? Quy củ của hình đường đâu có quy định nào không cho phép nữ nhân tham gia. Nếu quy củ thật sự không cho phép thì ta sẽ sửa lại quy củ. Giờ, ta mới là đường chủ, sở hưu kinh ngạc nhìn Quan Tư Vũ. Quan đường chủ rất ít khi tỏ ra bá đạo như vậy chẳng lẽ lần này có nữ nhân của mình ở bên cạnh nên mới cứng rắn như vậy đương nhiên quan tư vũ cũng có tư cách cứng rắn chuyện khác không nói tối thiểu lần trước quan tư vũ do chiến với hạ hầu trấn thần thông cửu biến trực tiếp áp đảo hạ hầu trấn từ chuyện này có thể nhìn ra tu vi của quan tư vũ tuyệt đối không đơn giản mặc dù hắn còn chưa đạt tới cảnh giới chân hỏa luyện thần nhưng cũng là nhân tài kiệt xuất trong cảnh giới võ đạo chân đan an lưu niên hừ lạnh tiếng nói hôm nay ngươi gọi mọi người tới rốt cuộc có chuyện gì quan tư vũ trầm giọng nói Đương nhiên là muốn bàn bạc xem ai có thể tiến vào tiểu phàm thiên. An Lưu Niên nghe vậy cau mày nói, loại chuyện như vậy cần gì bàn bạc. Đời trước của Quan Trung Hình Đường ta lưu lại ba cái chìa khóa, vừa vặn ba người chúng ta mỗi người một cái. Quan Tư Vũ nói ta biết chỉ có ba chiếc. Có điều ta không định để cả ba chúng ta đều tiến vào mà cần một người lưu lại thủ hộ Quan Trung Hình Đường. Tiểu Phàm Thiên 30 năm mới mở ra một lần. Lần trước khi mới mở Quan Trung Hình Đường chỉ có một chiếc chìa khóa, lúc đó Sở Cùng Ca đại nhân còn trẻ tuổi được tiến vào quan trung hình đường do lão đường chủ trấn thủ giờ mặc dù quan trung hình đường chúng ta không gặp cảnh hỗn loạn bốn bề đều là địch như lúc trước có điều để an toàn vẫn cần một người ở lại trấn thủ nghe xong lời này cả an lưu niên và phương sát đều biến sắc quan tư vũ là đường chủ chắc chắn hắn sẽ đi rồi cho nên giữa an lưu niên và phương sát sẽ có một người không được gì nhưng tiểu phàm thiên 30 năm mới mở một lần đây có thể là cơ hội duy nhất của bọn họ 30 năm trước phương sát vẫn là võ giả thế hệ trẻ tuổi không có tư cách tiến vào An Lưu Niên khi đó cũng không phải tông sư võ đạo, hơn nữa còn không bằng sở cùng ca, cho nên cũng không có tư cách. Lần này nếu không tiến vào tiểu phàm thiên, vậy 30 năm sau An Lưu Niên và Phương Sát đều không còn trong thời trắng niên nữa. Cho dù lúc đó có tiến vào nhận được cơ duyên bảo vật gì, hiệu quả cũng kém đi nhiều. Theo lời của quan tư vũ vừa ra khỏi miệng, bầu không khí trong phòng nghị sự bỗng trở nên quái dị. An Lưu Niên lạnh lùng nói, quan tư vũ, vậy ngươi định để ai lưu lại chấn thủ? Để ai đi, quan tư vũ trầm giọng nói để phương sát lưu lại chấn thủ hắn là nhị thủ lĩnh tập hình ti mọi người cũng phối hợp trong thời gian dài như vậy địa vị thực lực đều đủ vừa vặn phù hợp lưu lại chấn thủ ở hình đường người đi thêm vào sở hưu lần này tiểu phàm thiên mở ra các đại phái chắc chắn chú trọng mang thêm đệ tử thế hệ trẻ tuổi tiến vào sở hưu hôm nay đứng hạng tư trên long hồ bảng nếu tiểu thiên sư trương thừa trinh minh vương tông huyền kiếm thủ phương thất thiếu đi sở hưu lại không đi vậy người trong giang hồ sẽ nghĩ sao về quan trung hình đường ta Chẳng phải cho thấy quan trung hình đường ta không coi trọng đệ tử trẻ tuổi à?" Nghe xong lời này, sắc mặt Phương Sát đã đen kịt, chỉ lo coi trọng đệ tử thế hệ trẻ, vậy người có thâm niên trong quan trung hình đường như mình lại không cần coi trọng. Phương Sát bèn hừ lạnh nói, "Đường chủ, ta không phục." Hắn không phải an lưu niên có thể gọi thẳng tên Quan Tư Vũ. Phương Sát mới bước vào tông sư võ đạo không được bao năm, thực lực đương nhiên không bằng Quan Tư Vũ, cho nên không dám làm càn như vậy. Phương Sát tức giận nói, "Tiểu phàm thiên 30 năm mới mở ra một lần, Chính vì sở hưu còn trẻ cho nên hắn còn có thời gian, nhưng nếu ta bỏ qua lần này, lần sau ta đã chẳng còn trong tuổi trắng niên nữa rồi, cho dù có nhận được cơ duyên thì cũng ích lợi gì. Đúng là cảnh giới chân đan có 300 năm tuổi thọ nhưng mấy ai thật sự sống được tới 300 tuổi. Ta tới lục tuần mới bước vào cảnh giới chân đan, tuổi tác đã không nhỏ, có thể duy trì thời gian trắng niên đỉnh phong này bao nhiêu năm? Đời này có mấy cái 30 năm mà chờ đợi. Phương sát nói lời này hết sức ủy khuất, trên mà thực tế cũng đúng như lời hắn nói. Theo lý mà nói tông sư võ đạo cảnh giới chân đan có thể sống 300 năm, nhưng đó chỉ là lý luận. Ngươi có bảo đảm cả đời mình không giao thủ với bất cứ ai, không để lại bất cứ thương tích ngầm nào không? Cho nên thực ra không mấy tông sư võ đạo sống được tới 300 tuổi. Còn khi phương sát bước vào cảnh giới chân đan mặc dù không tính quá già nhưng cũng chẳng còn trẻ tuổi nữa. Thời gian trắng niên đỉnh phong chắn chỉ duy trì từ hiện tại tới khi hắn chừng trăm tuổi. Tổng cộng khoảng vài chục năm, sau khi hơn trăm tuổi lực lượng khí huyết của hắn sẽ không tiếp tục tăng trưởng khi đó cho dù hắn thật sự nhận được cơ duyên bảo vật gì tác dụng của nó đối với hắn cũng chỉ có hạn sở hưu ở bên cạnh cười ha hà nói phương thủ lĩnh không phải sở hưu ta muốn tranh cái gì mà là lời này của ngươi thật là thú vị các ngươi không đợi được thì ta đợi được chắc trước mắt ta đại biểu cho quan trung hình đường tranh phong cùng tuấn kiệt trẻ tuổi như trương thừa trinh tông huyền lần này ta không đi vậy ta sẽ chậm hơn họ một bước tương lai có lẽ ta sẽ chậm hơn bọn họ một bước dài không phải sở hưu ta nói chuyện khó nghe chỉ với địa vị của ta hôm nay trong thế hệ trẻ giang hồ nếu ta chạy tới các thế lực đứng đầu giang hồ khác bọn họ thà tước đoạt cơ hội tiến vào của con trai ruột cũng sẽ để ta tiến vào phương sát cười lạnh nói kẻ hậu sinh nói chuyện đúng là cuồng vọng có bản lĩnh thì ngươi đi đi giao hết những thứ quan trung hình đường cho ngươi ra ta muốn xem xem rốt cuộc bọn họ có tin tưởng ngươi không một kẻ không chút tiết tháo làm nô cho ba họ cho dù thiên phú có tốt cũng chẳng ai thu lưu phương sát cũng là kẻ lão luyện đương nhiên sẽ không vì một câu của sở hưu mà chịu thua thiên phú của sở hưu quả thật hiếm có trên giang hồ quan trung hình đường cũng nhờ sở hưu mà gây dựng được danh tiếng vang dội nhưng tương tự nếu giờ sở hưu rời khỏi quan trung hình đường bên ngoài thật sự không mấy tông môn dám thu lưu sở hưu trước đó sở hưu gia nhập thanh long hội sau đó không hiểu sao lại phản bội thanh long hội gia nhập quan trung hình đường thế nên nếu giờ sở hưu lại phản bội quan trung hình đường gia nhập thế lực khác vậy chẳng phải làm nô ba họ à một lần hai lần còn được không thể liên tục đến lúc đó sẽ không ít người nghi ngờ mức độ trung thành của sở hưu mọi thế lực đều lo lắng bọn họ thu lưu bồi dưỡng sở hưu tương lai liệu sở hưu có phản bội bọn họ không như vậy chẳng phải bọn họ lấy giỏ trúc múc nước uổng công dã tràng ư sở hưu nheo mắt nhìn phương sát lạnh lùng nói ngươi nói ai làm nô ba họ trước đây không lâu do chuyện an bá thông phương sát và sở hưu đã từng giao thủ một chiêu đối phương cũng dùng thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền khi đó về mặt sức mạnh sở hưu còn hơi kém hơn phương sát một chút có điều sau khi bị nhiếp nhân long truy sát trong tuyệt cảnh đó mặc dù cảnh giới sở hưu không đột phá quá lớn nhưng y có thể cảm nhận được thực lực bản thân đã tăng cường thêm một chút hơn nữa liên tục đối địch chính viện với tông sư võ đạo trong đó một đối thủ còn là nhiếp nhân long có tên trên phong vân bảng lần này đối mặt với tông sư võ đạo ngưng tụ chân đan tâm cảnh sở hưu cũng xảy ra chút biến hóa những tông sư võ đạo này có vẻ chẳng phải cao tới mức không chạm vào được chứng kiến mùi khói lửa giữa đôi bên càng lúc càng dày mai khinh liên lại đột nhiên mở miệng Vốn dĩ đây là chuyện nội bộ của quan trung hình đường, ta chỉ là một nữ lưu không tiện xen vào. Có điều đứng theo góc độ người ngoài, ta vẫn có vài lời muốn nói. Có điều đúng lúc này An Lưu Niên lại lạnh lùng nói, nếu không tiện xen vào thì đừng có xen vào. Ngươi đã biết ngươi là người ngoài vậy còn lắm lời làm gì? Quan Tư Vũ nhìn An Lưu Niên, lạnh lùng nói, phu nhân, ngươi nói, tất cả mọi người nghe. An Lưu Niên nhìn Quan Tư Vũ quát khẽ, "Quan Tư Vũ, ngươi điên rồi à? Ngươi biết rốt cuộc ngươi đang làm gì không?" chuyện lớn như vậy mà ngươi để một nữ nhân đứng nêu ý kiến à lúc này an lưu niên đã thật sự phẫn nộ thật ra phương sát không phải người của hắn nhưng cũng không phải người của quan tư vũ chẳng qua hai người đều không muốn hoàn toàn thần phục quan tư vũ mà thôi cho nên giờ phương sát không được đi quan tư vũ lại không nhắm vào mình an lưu niên có thể không mở miệng nhưng giờ an lưu niên lại phát hiện quan tư vũ thật sự thay đổi mấy năm gần đây an lưu niên không thật sự thần phục quan tư vũ có điều hắn cũng coi như chịu phục khi vừa tiếp quản quan trung hình đường Quan Tư Vũ thật sự thiết diện vô tư, vì luật pháp hình đường thậm chí hắn phế bỏ cả đệ tử chân truyền của mình. Chuyện này cũng khiến đông đảo võ giả trong Quan Trung Hình Đường thấy được thái độ của Quan Tư Vũ. Bầu không khí trong Quan Trung Hình Đường cũng lập tức nghiêm chỉnh, không ai dám vi phạm kỳ cương pháp luật nữa. Tới đệ tử chân truyền của mình Quan Tư Vũ còn nặng tay như vậy, bọn họ có là gì? Hơn nữa sau này Quan Tư Vũ còn tung hoành các nơi khiến ba nước thừa nhận địa vị của Quan Trung Hình Đường, đồng thời dẫn dắt Hình Đường phát triển tới địa vị chưa từng có như bây giờ mặc dù an lưu niên không thần phục quan tư vũ nhưng hắn thật sự chịu phục tối thiểu nếu đổi lại hắn làm đường chủ an lưu niên tự thấy bản thân không làm được như quan tư vũ cho nên mấy năm gần đây an lưu niên vẫn luôn ẩn nhẫn kín tiếng thậm chí chỉ quản lý đại khái tập hình ti mặc dù hắn không thần phục nhưng cũng không gây ra phiền toái gì cho quan tư vũ thậm chí khi thấy quan tư vũ sắp xếp tâm phúc tư minh vào tập hình ti làm tam thủ lĩnh hắn cũng mặc kệ đây cũng là một loại thái độ của an lưu niên dù sao hắn cũng là người của quan trung hình đường cũng do quan trung hình đường bồi dưỡng ra, cho nên quan trung hình đường có ngày lớn mạnh, hắn cũng vui vẻ chứng kiến. Thế nhưng không biết từ khi nào quan Tư Vũ bắt đầu thay đổi, không còn nóng lòng khuếch trương quan trung hình đường như trước, ngược lại vội vàng co lại tự bảo vệ mình. Đồng thời quan Tư Vũ còn sắp xếp thế lực bản thân vào các nơi, thiết diện phán quan năm đó giờ đã có tư tâm. Phần phần chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ lúc này, chính từ khi nữ nhân không rõ lai lịch kia xuất hiện bên cạnh quan Tư Vũ. Mai khinh liên ánh mắt ai oán, nàng làm một điệu bộ nhẹ nhàng thanh thoát nói nô gia chỉ không nhẫn tâm nhìn quan trung hình đường vì chút chuyện nhỏ này mà xa vào nội đấu nên muốn nói vài lời công bằng mà thôi nếu đại thủ lĩnh không thích vậy nô gia sẽ không nói đừng làm ảnh hưởng tới hòa khí không biết vì sao chứng kiến bộ dáng này của mai khinh liên an lưu niên lại giận mà không chỗ nào phát tiết bực tức trong lòng dâng lên không ngờ hắn lại trực tiếp vỗ bàn một cái chỉ thẳng vào mai khinh liên quát lớn con yêu nữ kia ngươi còn dám ngồi đây khích bác ly gián nữa à ngươi có tư cách nói năng gì ở đây sao? Sở hưu nhíu mày, trạng thái hiện tại của An Lưu Niên rõ ràng không đúng. An Lưu Niên này nhìn bộ dáng là loại người ẩn giấu tâm tư, tỉnh táo âm trầm, thế nhưng giờ trước mắt bao người như vậy hắn lại không khống chế được tâm tình bản thân, chuyện này rõ ràng không đúng. Nếu nói trong này không có Mai Khinh Liên động tay động chân, sở hưu cũng chẳng tin nổi. Có điều chuyện càng kỳ dị là cả ba vị tông sư võ đạo đều không phát giác Mai Khinh Liên ra tay thế nào, sở hưu cũng không phát hiện giờ tinh thần lực của y đã khôi phục có thể vận dụng thiên tử vọng khí thuật nhìn thử có điều sử dụng thiên tử vọng khí thuật trong trường hợp này sở hữu không chỉ hại mai khinh liên còn hại chính mình bên kia quan tư vũ thấy cảnh này quanh người hắn khí thế đã ngưng tụ tới cực hạn bản thân như hóa thành một vòng xoáy hố đen thiên địa nguyên khí vô tận bị hút vào trong đó như tạo thành một thâm uyên kinh khủng vô biên vô tận mọi người ở đây đều vô cùng kinh hãi bọn họ đều từng chứng kiến quan tư vũ xuất thủ cho dù lần trước vì chuyện của Sở Hưu mà Hạ Hầu Trấn đánh tới cửa, Quan Tư Vũ cũng không để lộ khí thế kinh khủng tới vậy. Gương mặt An Lưu Niên cũng lộ vẻ kinh hãi. Đã lâu rồi hắn chưa thấy Quan Tư Vũ xuất thủ, cho dù lần trước Quan Tư Vũ giao chiến với Hạ Hầu Trấn, An Lưu Niên cũng không tới xem. Mãi tới lúc này cảm nhận được khí thế của Quan Tư Vũ, An Lưu Niên mới biết rốt cuộc Quan Tư Vũ đã cường đại tới mức nào. Xét theo thời gian đột phá tông sư võ đạo, An Lưu Niên sớm hơn Quan Tư Vũ mười mấy năm nhưng giờ xem ra thực lực quan tư vũ đã sớm vượt xa hắn đại bộ phận người trong giang hồ đều cho rằng thực lực quan tư vũ không xứng với thứ hạng của hắn trên phong vân bảng cho là hắn không có tư cách đứng trong mười hạng đầu phong vân bảng không thể so sánh với những cảnh giới chân hỏa luyện thần chuyện này không chỉ người trong giang hồ cho rằng như vậy những người trong quan trung hình đường như a lưu niên cũng nghĩ vậy tất cả đều nghĩ quan tư vũ có thể có thứ hạng như vậy hoàn toàn là nhờ sở cùng ca ban cho thế nhưng giờ a lưu niên mới biết quan tư vũ có xứng với thứ hạng của mình không tạm không bàn chí ít quan tư vũ không yếu như tưởng tượng của hắn khí thế quanh người quan tư vũ đã ngưng tụ tới mức kinh khủng phảng phất như một khí thế này phóng thích toàn bộ tổng bộ hình đường sẽ bị hủy diệt an lưu niên trừng mắt với quan tư vũ vừa khó nhọc chống cự khí thế của quan tư vũ vừa nghiến răng nghiến lợi nói thần thông cửu biến thôn thiên căn nguyên một thức này bắt nguồn từ phệ thiên lão ma mà ta giết chết năm xưa đoạt lấy bản thiếu của thôn thiên ma điển trong tay hắn giờ ngươi lại dùng nó đối phó ta quan tư vũ mặt không đổi sắc nói bản thiếu của thôn thiên ma điển vẫn trong võ khố giờ chỉ là thần thông cửu biến của riêng ta a lưu niên mấy năm gần đây ngươi có làm gì ta cũng tha thứ cho ngươi vì ngươi là người có thâm niên nhất quan trung hình đường ta là chiến hữu đồng liêu sắt cánh bên cạnh sở cuồng ca đại nhân năm xưa là công thần gây dựng bao công lao cho quan trung hình đường ta nhưng có chuyện ngươi không nên quên giờ ta mới là đường chủ quan trung hình đường câu nói này ta đã nói một lần giờ là lần thứ hai hôm nay ta không muốn nói thêm lần thứ ba nói xong lời này quan tư vũ mới thu hồi khí thế bản thân khiến mọi người xung quanh thở phào một hơi lúc này quan tư vũ lại thản nhiên nói phu nhân có lời gì ngươi cứ việc nói giờ không ai dám ngắt lời ngươi nữa mai khinh liên đứng đậy nói vậy nô no, gian xin được nói chìa khóa chỉ có ba cái không cân nhắc tới địa vị các thứ chỉ xét riêng công lao sở đại nhân cũng có tư cách tham gia phương thủ lĩnh thứ cho ta nói thẳng mấy năm qua phương thủ lĩnh có dẫn dắt tập hình ti lập được đại công gì không đáp án là không Tất cả chuyện nhỏ do tam thủ lĩnh tư minh làm, chuyện lớn hoặc do an lưu niên đại nhân xuất thủ hoặc do lão già xuất thủ. Trong đó người rảnh rỗi nhất chính là phương sát phương đại nhân người. Ngược lại, sở hưu từ khi gia nhập quan trung hình đường tới nay đã nhiều lần lập được đại công cho quan trung hình đường, kiếm được thanh danh và lợi ích cho hình đường. Không nói lúc trước, chỉ nói hiện tại, e là công lao của phương đại nhân còn không cao bằng sở hưu đúng không? Phương sát rất muốn phản bác, có điều chuyện này rõ ràng tất cả mọi người đều chứng kiến thời gian vừa qua công lao hắn lập được quả thật không bằng sở hưu nhưng vấn đề là phương sát là nhị thủ lĩnh tập hình ti đã là tông sư võ đạo bản thân đã ngồi trên vị trí đứng đầu bên trên là an lưu niên thực lực thâm niên đều mạnh hơn hắn nhìn xuống là tư minh tâm phúc của quan tư vũ cho nên nếu xuất hiện vấn đề gì khó quá và đơn giản quá đều có người làm đương nhiên hắn không vội vàng xông tới nhận việc mai khinh liên tiếp tục nói lại tạm thời bỏ qua vấn đề công lao ba chiếc chìa khóa vào tiểu phàm thiên đều có lai lịch trong đó một là truyền thừa các đời của quan trung hình đường nhưng còn hai là do đường chủ đời trước sở cùng ca đại nhân tìm được cho nên nếu xét nghiêm chỉnh là hai chiếc chìa khóa này phân phối ra sao có nên tới hỏi con trai duy nhất của sở cùng ca đại nhân sở nguyên thăng lời này vừa nói ra sắc mặt phương sát lập tức đen kịt nói thế thì trực tiếp giao thẳng chìa khóa cho sở hưu đi còn cần bàn bạc gì nữa ai mà chẳng biết lúc trước sở hưu gia nhập quan trung hình đường là do sở nguyên thăng cho nên nếu để sở nguyên thăng phân phối chìa khóa Chắc chắn có một chiếc giao cho Sở Hưu. Hơn nữa đáng ghê tởm nhất là Phương Sát lại không thể phản bác, vì địa vị của Sở Nguyên Thăng trong quan trung hình đường hết sức đặc thù. Mặc dù hắn không có bất cứ thực quyền gì nhưng hắn là dòng dõi duy nhất của Sở Cùng Ca. Bản thân Phương Sát gặp Sở Nguyên Thăng cũng phải đối đãi khách khí, ngay cả An Lưu Niên cũng không thể không nể mặt. Chứng kiến Mai Khinh Liên khiến Phương Sát không còn lời nào để nói, Quan Tư Vũ trầm giọng nói, "Sự tình quyết định như vậy, lần này tới Tiểu Phàm Thiên do ta, An Lưu Niên cùng Sở Hưu đi." Phương Sát Ngươi không cần thấy ủy khuất, chẳng phải ngươi lo lắng lần sau khi Tiểu Phàm Thiên Khai mở ngươi không còn trắng niên ư? Trong võ khó có một giọt chất lỏng do vạn tái không thanh lưu lại, ngươi ăn nó vào có thể tăng cường 10 đến 20 năm tuổi thọ. Trước kia ngươi tu luyện Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong ngã sát quyền bị phản phệ một lần khiến cho nội phủ lưu lại thương tích ngầm. Một giọt vạn tái không thanh này cũng có thể giúp ngươi chữa trị thương tích ngầm này. Nghe Quan Tư Vũ nói vậy, ánh mắt Phương Sát vẫn lộ vẻ không cam lòng. Đúng là hắn rất muốn giọt chất lỏng vạn tái không thanh trong võ khó chẳng qua phương sát tích lũy công huân thêm một thời gian nữa cũng đổi được nhưng trong tiểu phàm thiên lại là vô số may mắn và cơ duyên nếu hắn nhận được thứ còn quý giá hơn chất lỏng vạn tái không thanh thì sao phương sát trực tiếp đứng dậy lạnh lùng nói đường chủ ta vẫn không phục qua bao năm như vậy ta đã lập vô số công lao cho quan trung hình đường nếu là chuyện khác ta có thể tặng cho một tiểu bối như hắn nhưng danh ngạch tiến vào tiểu phàm thiên ta sẽ không nhường nếu cả một tông sư võ đạo như ta còn không có tư cách tiến vào một tiểu bối như sở hưu dựa vào cái gì hay nên nói phương sát ta phấn đấu cả đời cho quan trung hình đường không bằng công lao một tên tiểu bối kiếm được trong thời gian vừa rồi quan tư vũ nhíu mày có vẻ hắn cũng không ngờ phương sát lại cố chấp tới mức này rõ ràng hắn đã thể hiện thái độ nhưng đối phương vẫn nhất quyết muốn đi ngay lúc quan tư vũ còn định nói gì sở hưu lại đột nhiên mở miệng phương thủ lĩnh ngươi luôn miệng tông sư võ đạo ý ngươi là chỉ cần tới tông sư võ đạo là có tư cách tiến vào vậy tốt hôm nay chúng ta không đề cập tới thân phận không nhắc tới quyền thế hay công lao chỉ nói riêng thực lực ngươi với ta đánh một trận nếu ta thắng cơ hội này là của ta ngươi có dám ứng chiến không đám người tiêu tập xung quanh lập tức giật mình sở hưu này còn dám khiêu chiến cả tông sư võ đạo mặc dù bọn họ biết sở hưu đã từng giết chết một tông sư võ đạo có điều người kia chỉ là tán tu thực lực có hạn làm sao so sánh được với nhị thủ lĩnh tập hình ti phương sát mai khinh liên cũng kinh ngạc nhìn sở hưu tên này tâm địa bành trướng như vậy từ lúc nào thật ra nếu sở hưu không mở miệng mai khinh liên đã thuyết phục được quan tư vũ đổi phương sát thành sở hưu bất luận kết quả cuối cùng ra sao chìa khóa này đều là của Sở Hưu. Giờ Sở Hưu lại chủ động lên tiếng như vậy, vạn nhất thua sẽ thành khéo quá hóa vụng. Sở Hưu nheo mắt nhìn Phương Sát, Mai Khinh Liên nghĩ không sai, tâm địa hắn thật sự bành trướng, cũng muốn phát tiết cơn giận lúc bị tụ nghĩa trang truy sát. Sau khi liều mạng với Nhiếp Nhân Long, Sở Hưu phát hiện tông sư võ đạo cũng chẳng phải cao tới mức không chạm vào được. Khi Sở Hưu còn cách cảnh giới tông sư võ đạo rất xa, do thực lực kém nên y có cảm giác kính sợ với cảnh giới này đó không phải hèn nhát mà là bản năng kính sợ đối với lực lượng một kẻ tôm tép chẳng khác gì kiến hôi cả ngày hô hào nhân định thắng thiên muốn nghịch thiên đây chẳng qua chỉ là chuyện cười khi ngươi có thực lực tiếp cận với trời ngươi mới có tư cách nghịch thiên còn giờ sở hưu đã giết tông sư võ đạo còn từng giao thủ với tông sư võ đạo có tên trên phong vân bảng như nhiếp nhân long hắn thật sự có tư cách để tâm địa bành trướng cũng có tư cách ngồi ngang hàng với tông sư võ đạo chẳng phải phương sát luôn miệng nói hắn là tiểu bối ư vậy sở hưu sẽ cho phương sát thấy cái gọi là tiểu bối hậu bối không phải xem tuổi tác thâm niên mà phải nhìn thực lực bên kia phương sát nghe vậy sừng sốt một hồi sau đó lập tức cười lớn đây là ngươi nói đấy nhé đường chủ cùng mọi người đều nghe thấy rồi đấy là tên sở hưu này chủ động nói muốn giao đấu với ta không phải ta ỷ lớn hiếp nhỏ đâu nhé quan tư vũ cau mày nhìn sở hưu ngươi nghĩ kỹ chưa sở hưu gật đầu đương nhiên tránh cho có kẻ không phục quan tư vũ vung tay lên nói nếu thế các ngươi tranh tài đi có điều phải nhớ đừng gây thương hại gì cho nhau phương sát cười đắc ý nói đường chủ yên tâm ta sẽ chú ý hạ thủ sở hưu cũng thản nhiên nói ta cũng sẽ kiềm chế phương sát là tông sư võ đạo sở hưu cũng có thế lực giao đấu với tông sư võ đạo hai người giao thủ lực phá hoại rất lớn cho nên trực tiếp chuyển tới diễn võ trường trong tổng đường nơi này lúc bình thường là để tông sư võ đạo như quan trung hình đường tu luyện trong đó có gia cố trận pháp phòng ngự cho dù có tông sư võ đạo xuất thủ cũng không thể phá hỏng được Phương sát nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, hắn không biết rốt cuộc tên tiểu tử này lấy đâu ra dũng khí, dám tới khiêu chiến mình. Phải biết trước đó khi xung đột với An Bá Thông, hắn giúp An Bá Thông ra mặt, từng giao thủ một chiêu với Sở Hưu. Mặc dù Sở Hưu chặn một quyền của Phương sát khiến hắn hơi kinh ngạc, có điều lúc đó về mặt sức mạnh, Sở Hưu vẫn kém hắn rất xa, mặc dù Phương sát thừa nhận trong cảnh giới ngang nhau, hắn kém hơn Sở Hưu rất nhiều, nhưng giờ hai người bọn họ chênh lệch một cảnh giới lớn, còn là cảnh giới tông sư võ đạo khác biệt một trời một vực. Chẳng qua chỉ bế quan vài tháng, chẳng lẽ tên sở hữu này bế quan còn đột phá gì à, dù sao Phương Sát cũng không tin. Có điều mặc dù trong lòng Phương Sát nghĩ vậy nhưng sau khi bắt đầu, hắn lại là người ra tay trước. Phương Sát đám ra một quyền, sát ý vô biên ngung tụ thành thực chất, sát cơ đỏ rực tụ tập lại sau lưng Phương Sát hóa thành một hư ảnh ma thần, Thiên Tuyệt Địa diệt vong ngã sát quyền toàn lực xuất thủ. Phương Sát thân là thủ lĩnh tập hình Ti Thân kinh bách chiến, thực lực của hắn là giết tới chứ không phải bế quan tạo thành. Mặc dù trong lòng hắn vẫn có ý coi thường Sở Hưu nhưng khi ra tay lại không hề lưu tình, vừa xuất thủ đã dốc toàn lực. Phương sát đã gặp chuyện lật thuyền trong mương vô số lần, hắn sẽ không tái phạm sai lầm như vậy. Nhìn một quyền này của Phương sát, khóe miệng Sở Hưu lại lộ ra một ý cười, cũng theo đó đấm ra một quyền. Chỉ trong chớp mắt sát ý ngưng tụ, bước vào vòng ngã sát cảnh, không ngờ cũng là thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền. Mọi người ở đây đồng thời nhíu mày, Sở Hưu đang khiêu khích ư? Sở Hưu tinh thông thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền. Chuyện này tất cả mọi người đều biết, nhưng Thiên Tuyệt Địa Diệt vong ngã sát quyền chỉ là một trong đông đảo công pháp của Sở Hưu chứ không phải tuyệt kỹ thành danh của y. Còn bên Phương Sát, Thiên Tuyệt Địa Diệt vong ngã sát quyền thật sự là võ công thành danh của hắn. Trên người Sở Hưu có nhiều công pháp như vậy lại không dùng, nhất quyết vận dụng Thiên Tuyệt Địa Diệt vong ngã sát quyền, chuyện này rất dễ khiến người ta nghĩ là đang khiêu khích. Có điều khi Sở Hưu đánh ra một quyền này, mọi người mới phát hiện quyền này của Sở Hưu cùng chiêu quyền của Phương Sát có vẻ bất đồng. Trên con đường võ đạo binh khí của sở hưu vẫn luôn là đao có điều những sát pháp cận chiến khác lại sở hưu cũng có nhiều sở học hỗn tạp quyền trưởng chỉ ấn không cự tuyệt thứ gì nhưng tương tự trong số những sát pháp cận chiến này sở hưu đều không lĩnh ngộ được tới mức tinh túy có điều sau lần trước bị đuổi giết tinh thần lực sở hưu bị phế ma đao quá nổi bật cũng không thể vận dụng phần lớn thời gian y đều dùng sát pháp cận chiến đối địch quyền ý của y cũng được tăng cường trong trận chiến đó ngộ ra vài thứ khác với trước kia Lúc này mặc dù Sở Hưu vẫn vận dụng Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền, có điều trên sát quyền của Sở Hưu đã có một chút ý vị bất đồng. Phật quang kim sắc ôm sát cánh tay Sở Hưu, ma khí cùng sát khí mãnh liệt kết hợp, phát ra từng tiếng ma âm kinh người. Đồng thời tu luyện hai môn công pháp luyện thể Phật Ma là Đại Kim Cương Thần Lực và Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thân, hiện tại Sở Hưu hoàn toàn không sợ tông sư võ đạo như phương sát. Nhưng đây còn chưa phải đặc biệt nhất, điểm khiến Chiêu Thiên Tuyệt Địa Diệt Vong Ngã Sát Quyền của Sở Hưu trở nên khác biệt là quyền ý đó là quyền ý cường đại đánh đâu thắng đó bẫy nghĩa thiên hạ một quyền ầm ầm đánh ra quyền ý cường đại nhập thể phật quang ma khí huyết khí ba hợp một đột nhiên bốc phát hai quyền giao nhau lấy sở hưu và phương sát làm trung tâm mặt đất bên dưới cho dù có trận pháp bảo hộ cũng từ từ nứt vỡ uy năng đó khiến đám người tiêu tập cũng phải biến sắc giờ mặc dù sở hưu vẫn là thiên nhân hợp nhất nhưng bọn họ đã không cùng một cấp bậc còn trong mắt quan tư vũ lại lóe lên ánh sáng lạ chậm rãi phun ra ba chữ trần thanh đế Mai Khinh Liên ngồi bên cạnh Quan Tư Vũ không lên tiếng. Thực chất nàng cũng nhận ra quyền này của không ngờ lại giống với Trần Thanh Đế tới ba phần. Quan Tư Vũ cùng Mai Khinh Liên đều từng chứng kiến Trần Thanh Đế xuất thủ cho nên suy đoán của bọn họ cũng không sai so với thực tế. Sở Hưu có thể dùng ra quyền ý hiện tại chính là do lúc ở Cao Lăng Đồng ra chứng kiến chiêu quyền của Trần Thanh Đế, nó khiến Sở Hưu có thêm ý tưởng và tham khảo. Một quyền đơn giản hoàn toàn là phát huy lực lượng tới cực hạn không thêm vào bất cứ biến hóa lực lượng nào nhưng uy lực lại bá đạo vô song. Sở Hưu không phải tạ tiểu lâu, Hắn không phải đệ tử chân truyền của Trần Thanh Đế, đương nhiên không được truyền thụ quyền ý chân chính. Có điều có thể dựa vào kinh nghiệm người khác dùng lên người mình. So với những võ giả tán tu cũng không có sư phụ khác, ưu điểm lớn nhất của Sở Hưu chính là chịu suy nghĩ. Phần lớn võ giả tán tu khi quan sát cường giả giao thủ chỉ thấy chấn động cộng với tâm tư đứng ngoài xem trò hay, chỉ ở bên cạnh hô hào cổ vũ, cảm thán một vị cường giả nào đó thực lực cao siêu cỡ nào, võ thuật mạnh bao nhiêu. Tất cả chỉ là để sau này bọn họ thêm vốn liếng bốc phét. Nhưng Sở Hưu lại bất đồng, y sẽ suy nghĩ, nghĩ xem vì sao những cường giả này lại mạnh như vậy, mạnh ở đâu, mình phải làm sao mới có thể trở nên cường đại như vậy. Thói quen này khiến cho Sở Hưu mỗi khi giao thủ hay chứng kiến những cường giả khác giao thủ đều có một số lĩnh ngộ, đều tiến bộ một chút, mặc dù chỉ là một chút bé nhỏ nhưng góp gió sẽ thành bão. Những cảm ngộ này có thể mang tới lợi ích khó tưởng cho Sở Hưu. Lúc này ánh mắt phương sát lóe lên vẻ kinh sợ, mới qua bao lâu sao lực lượng tên Sở Hưu này lại tăng cường tới mức như vậy? trong lòng phương sát chợt trầm xuống trước đó hắn cho rằng sở hưu hống hách có điều giờ xem ra không phải sở hưu hống hách mà là y thật sự có lòng tin đối chọi với mình nghĩ tới đây phương sát không lùi mà tiến một quyền không thành quanh ng hắn lại ngưng tụ sát ý quanh song trưởng từng luồng cương khí đỏ thấm bùn lên vô số lực lượng thiên địa bị hắn dẫn dắt hóa thành một cái lưới lớn bao phủ lấy người sở hưu sợi tơ tràn ngập cương khí kia không đâu không có phong tỏa tất cả đường né tránh xung quanh sở hưu chỉ cần chạm phải một chút thôi sợi tơ cương khí cũng sẽ quấn chặt lấy cuối cùng trực tiếp vây giết sở hưu bên trong đương nhiên lúc này đang trước mặt quan tư vũ phương sát sẽ không hạ tử thủ nhưng đao kiếm không mắt quyền cước vô tâm hắn sẽ cho sở hưu một giáo huấn cả đời khó quên đón lấy tấm lưới khổng lồ đâu đâu cũng có kia trong mắt sở hưu nhật nguyệt tinh thần luân chuyển thiên tử vọng khí thuật được y thi triển tới cực hạn không lùi mà tiến thân hình y như con cá bơi trong lưới lớn nhưng mỗi lần đều tránh khỏi tấm lưới bao phủ Thấy thân hình Sở Hưu càng lúc càng gần, trong mắt Phương Sát đã có chút vội vàng dao động, Sở Hưu này rốt cuộc dùng chiêu số quỷ quái gì mà như nhìn thấu suy nghĩ của mình, né tránh trước như vậy. Ánh mắt Phương Sát lóe lên vẻ lạnh lùng, hai tay kết ấn, chỉ trong chốc lát thiên địa nguyên khí vô biên vô tận đã tràn vào sợi tơ cương khí kia. Quá nhiều lực lượng tràn vào chỉ trong chớp mắt, những sợi tơ cương khí kia đã không chịu nổi, ầm ầm nổ tung. Sở Hưu ở trung tâm có muốn tránh cũng chẳng tránh được. Có điều ngay lúc cương khí bùng nổ, sở hưu đã xuất thủ sở hưu tay nắm vô ý ấn quanh người phật quang rực rỡ ngưng tụ thành một hư ảnh đại nhật như lai sau lưng phật quang chiếu rọi thiên cố sừng sững bất động giữa vụ nổ của những sợi tơ cương khí kia hóa nhật đại pháp đây là võ công của đàm uyên đại sư rất ít khi lộ diện tại võ lâm trung nguyên nhưng lực bộc phát mạnh mẽ của nó có thể khiến sở hưu thoải mái chống đỡ một đòn toàn lực của tông sư võ đạo trong ánh sáng phật quang bao phủ thân hình sở hưu đã lao thẳng tới trước mặt phương sát một quyền đánh ra phật quang ma khí bùng lên uy thế vô song phương sát hù lạnh một tiếng thi triển thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền so với thiên tuyệt địa diệt vong ngã sát quyền đã có biến hóa của sở hưu quyền này của phương sát lại càng thuần túy một quyền đánh ra cương khí bùng nổ nhưng sở hưu lại như chưa hề phát giác tiếp tục xuất từng quyền từng quyền rõ ràng là đang đấu cứng với phương sát có điều điểm khiến mọi người cau mày là sở hưu làm vậy dường như có ý lấy sở đoàn của mình tấn công sở trường của đối phương Mặc dù bọn họ thừa nhận lục bộc phát của sở hưu rất mạnh nhưng dù sao y cũng chưa phải tông sư võ đạo, còn chưa ngưng tụ võ đạo chân đan Đấu cứng như vậy tiếp, cuối cùng người tiêu hao không chịu nổi vẫn là sở hưu. Tương tự bên phương sát cũng đã nhận ra điểm này. Hắn không hề lui bước trọi cứng với sở hưu. Mặc dù dưới lực lượng mạnh mẽ đó phương sát cũng bị chấn cho khí huyết sôi trào nhưng bên phía sở hưu cũng chẳng khá hơn. Có điều đúng lúc này sở hưu lại đột nhiên thu quyền, lui lại vài bước, hai tay kết ấn, ma khí vô biên bộc phát dẫn dắt huyết khí trong cơ thể phương sát khoảnh khắc này phương sát lập tức thầm hô không ổn bị lừa rồi hắn quên mất sở hưu còn biết tà điểm ma đạo ma huyết đại pháp vốn dĩ ma huyết đại pháp không có bao nhiêu công dụng với tông sư võ đạo nhưng vừa rồi sở hưu và phương sát đã giao đấu vài chục quyền mỗi quyền đều xuất thủ toàn lực lực lượng mạnh mẽ như vậy đủ chấn cho khí huyết trong cơ thể phương sát sôi trào đây mới là thời cơ tốt nhất để thi triển ma huyết đại pháp phương sát đau đớn rên khẽ một tiếng sắc mặt đỏ bừng khí huyết quanh người như đang sôi trào ma khí vô biên bao phủ xung quanh từng luồng lực lượng khí huyết bị ma khí thu nạp lơ lửng quanh người sở hưu tôn thêm vài quỷ dị của y phương sát nổi giận gầm lên một tiếng võ đạo chân đan trong cơ thể điên cuồng chuyển động tiếp nhận lực lượng thiên địa vào cơ thể chấn áp bản thân rốt cuộc cũng bình ổn lại khí huyết sôi trào có điều lúc này nghênh đón hắn lại là một đao một đao mang theo vô số huyết khí ma khí một đao cực hạn người giang hồ đều biết sở hưu dùng đao Ban đầu Phương Sát cũng lấy làm lạ vì sao Sở Hưu không dùng đao, chẳng lẽ ma đao của y xảy ra vấn đề gì? Có điều khi hai bên chiến tới cực hạn, Phương Sát cũng vô thức quên mất điểm này, mãi tới lúc này Sở Hưu mới chém ra một đao chí mạng này. Chút khí huyết hấp tu từ cơ thể Phương Sát không đủ ngưng tụ thành hóa huyết thần đao, nhưng Sở Hưu lại đem chúng ngưng tụ trên lưỡi đao, biến thành phần lưỡi đao đỏ máu, cũng có hiệu quả phá vỡ cương khí hộ thể của đối thủ. Ma khí vô biên lượn lờ trên thân đao, sôi trào mãnh liệt. Một đao như Suata phát từ địa ngục, hóa thành tiếng than khóc vô biên chém thẳng xuống đầu phương sát trước đó mặc dù công kích của sở hưu không yếu nhưng phương sát cũng không cảm thấy uy hiếp gì còn giờ một đao này lại khiến phương sát có cảm giác rợn cả tóc gáy cho nên phản ứng đầu tiên của hắn chính là lui phản ứng thứ hai là tránh có điều ngay lúc phương sát vừa hành động đã lập tức cảm nhận được một luồng khí cơ kỳ dị đang khóa chặt cơ thể mình phương sát vừa hành động đôi chút thế đao của sở hưu đã theo đó chuyển rời trong thời gian vài hơi, Phương Sát liên tục biến đổi thân hình 32 lần nhưng lại bị Sở Hưu nhìn thấu 33 lần, thậm chí có một lần thân hình hắn còn chưa kịp xê dịch đã bị Sở Hưu nhìn thấu. Đối với cao thủ tông sư võ đạo, thời gian một hơi thở dã rất dài, cho nên vài hơi sau Phương Sát hoảng sợ phát hiện một đao của Sở Hưu đã tới người, hắn thậm chí không có cơ hội cuối cùng để né tránh. Phương Sát nổi giận gầm lên một tiếng, cương khí đỏ máu bộc phát quanh người, nhưng một đao của Sở Hưu như cắt vào đầu hũ, trực tiếp xé rách cương khí hộ thể của hắn, ma khí mãnh liệt ầm ầm bộc phát đặc điểm của hóa huyết thần đao chính là thu nạp khí huyết của đối thủ có thể tùy ý phá vỡ phòng ngự bằng cương khí của đối phương mặc dù giờ sở hưu thi triển không phải bản đầy đủ của hóa huyết thần đao mà chỉ nám trên phần lưỡi của thiên ma vũ nhưng đặc tính này vẫn giữ lại được thiên ma vũ của sở hưu nhẹ nhàng đặt trên cổ phương sát luồng khí tức sắc bén vô song đó khiến cho lông tóc phương sát dựng đứng ánh mắt vẫn mang thần sắc không thể tưởng tượng nổi không ngờ mình lại thua sở hưu không thu đao y chỉ thản nhiên nhìn phương sát nói đã nhường rồi. Thật ra vừa rồi y hoàn toàn có thể xuất đao tiếp tục làm thịt Phương sát. Có điều trong tình huống hiện tại, giết Phương sát, Sở Hưu cũng chẳng dễ chịu gì. Huống hồ giờ đang là trước mặt quan Tư Vũ và An Lưu Niên, nếu Sở Hưu hạ thủ giết người, vậy đúng là không coi hai vị tông sư võ đạo ra gì. Sở Hưu đánh bại Phương sát, thật ra chuyện này trước đó mọi người đã có chút suy đoán. Dù sao Sở Hưu cũng từng có chiến tích giết chết tông sư võ đạo, vạn nhất trên tay y còn thủ đoạn tuyệt kỹ gì thì sao? Nhưng mọi người thật sự không ngờ Sở Hưu lại có thể thoải mái nghiền ép đánh bại Phương Sát như vậy, thực lực Sở Hưu rốt cuộc đã cường đại tới mức nào. Trên cổ Phương Sát còn đặt Thiên Ma Vũ của Sở Hưu, khí tức lạnh lẽo trên cổ khiến Phương Sát cảm nhận được hiện thực tàn khốc, hắn muốn nói điều gì nhưng rốt cuộc không thốt lên được khỏi miệng. Phương Sát thật ra vẫn không phục, thậm chí chính hắn cũng không hiểu sao mình lại thua như vậy. Hắn còn thủ đoạn tuyệt kỹ chưa dùng, thế nhưng giờ đã thua, thế này là sao? Có điều giờ đang trước mặt bao người, hắn còn là tông sư võ đạo là tiền bối trong quan trung hình đường. Nếu hắn đổi ý nói đấu lại lần nữa, vậy có cần thể diện nữa không? Phương sát không biết mình thua thế nào nhưng quan tư vũ và Mai khinh Liên Lai like thấy rất rõ, ánh mắt bọn họ nhìn về phía sở hưu đã mang theo vẻ khác lạ. Năng lực khống chế tiết tấu trong trận chiến của sở hưu quả thật kinh khủng. Sở hưu thắng được trận này không chỉ vì lực lượng cường hãn của bản thân y, cũng không phải do sự quỷ dị của hóa huyết thần đao cùng sức mạnh cường đại của đao cuối cùng. Tất cả là do khả năng khống chế tiết tấu trận chiến của sở hưu. Từ khi bắt đầu do đấu Phương Sát đã lâm vào tiết tấu của Sở Hưu, từng bước từng bước đều trong sự đoán của Sở Hưu, tới khi Sở Hưu chém ra đao cuối cùng, thắng bại đã rõ. đương nhiên trong đó có phần do đây không phải do chiến sinh tử, Phương Sát không lấy ra thủ đoạn tuyệt kỹ liều mạng, nhưng Sở Hưu cũng không lấy tuyệt kỹ thủ đoạn cuối ra. Có đánh lại lần nữa Sở Hưu cũng có thể lâm trận thay đổi chiến thuật, kết quả vẫn không nói trước được. Khả năng khống chế tiết tấu chính cuộc này không thể dạy bảo được, chỉ có thể nói là thiên phú đặc biệt của Sở Hưu y vô cùng mãn cảm với chiến cuộc nếu đổi lại là người khác khi giao chiến kịch liệt như vậy bọn họ làm sao nghĩ ra những thứ này cũng chẳng dám suy nghĩ lung tung phương sát vẻ mặt phẫn nộ đẩy thiên ma vũ của sở hưu ra rồi trực tiếp quay người bỏ đi bất luận nguyên nhân ra sao hắn cũng đã thua có đánh lần nữa cũng không được dù sao sau chuyện này hắn cũng mất hết mặt mũi rồi quan tư vũ đứng dậy trầm giọng nói đánh cũng đánh rồi sao cũng so rồi chuyện lần này quyết định như vậy đi khi tiểu phàm thiên khai mở sẽ do ba người ta An Lưu Niên và Sở Hưu tiến vào. Đại cục đã định, Tiêu Tập cùng Sở Tư Ma đều ngạc nhiên với thực lực của Sở Hưu, còn An Bá Thông lại lén lút rời khỏi. Ngay trước An Bá Thông dám khiêu khích Sở Hưu một là dựa vào thâm niên trong quan trung hình đường, hai là dựa vào quan hệ giữa bản thân và Phương Sát. Thế nhưng giờ ngay một vị tông sư võ đạo như Phương Sát cũng bại dưới tay Sở Hưu, chuyện này khiến An Bá Thông thật sự không dám tin tưởng, đồng thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác nguy cơ. Sau chuyện lần này, nếu Sở Hưu muốn trả thù hắn, hắn lấy gì ra cả đây? chỉ có điều an bá thông lại coi nhẹ sở hưu giờ sở hưu chỉ một lòng suy nghĩ về tiểu phàm thiên đâu còn tâm tư đi trả thù hắn sau khi sự tình kết thúc quan tư vũ gọi an lưu niên và sở hưu tới đưa cho mỗi người một chiếc chìa khóa tiểu phàm thiên an lưu niên nhận lấy chìa khóa mặt đen xì bỏ đi quan tư vũ cũng chẳng để tâm sau khi an lưu niên đi khỏi sở hưu nhìn bóng lưng an lưu niên trầm giọng nói đường chủ tập hình ti là chiến lược chủ yếu của quan trung hình đường ta phần lớn tài nguyên trong hình đường cũng cung cấp cho tập hình ti thế nhưng giờ đại thủ lĩnh lại không hề tôn kính đường chủ ngài chút nào như vậy thật sự rất quá đáng muốn dẹp giặc ngoài trước yên thủ trong theo thuộc hạ thấy vấn đề của quan trung hình đường hiện giờ không phải bên ngoài mà là bên trong quan tư vũ thở dài một cái nói chuyện này sao ta lại không biết có điều không thể để quan trung hình đường rối loạn được an lưu niên là người cùng thời với đường chủ sở cùng ca trong tập hình ti hắn có nhiều tâm phúc uy danh cũng không nhỏ quan trọng nhất là bản thân hắn cũng là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ của quan trung hình đường ta nếu ta xảy ra chuyện hay không có mặt trong hình đường, ngươi có thể một mình gánh vác một phương chỉ có An Lưu Niên. Ngươi không cần để ý chuyện lần này, An Lưu Niên không nhắm vào ngươi. Chờ sau khi tiểu phàm thiên khai mở, ngươi cứ đi vào là được. Nghe quan tư vũ nói vậy, sở hưu cũng không tiếp tục khích bác nữa, chỉ thi lễ rồi quay người rời đi. Có những lời nói một lần là đủ, nói nhiều sẽ khiến người ta không ưa. Sau khi sở hưu rời khỏi chỗ quan tư vũ, y lại được Mai Kinh Liên âm thầm gọi qua. Trong hậu trạch hình đường, Mai Khinh Liên nhìn Sở Hưu cau mày nói, "Hôm nay ngươi quá nóng vội, cho dù ngươi không khiêu chiến phương sát, ta cũng có nắm chắc kiếm danh ngạch tới tiểu phàm thiên cho ngươi. Thế nhưng lúc đó ngươi lại mở miệng khiêu khích, một khi ngươi bại, mọi chuyện sẽ không thể chu toàn được." Sở Hưu thản nhiên nói, "Chính vì có lòng tin tất thắng nên ta mới khiêu chiến, để một số kẻ tâm phục khẩu phục chẳng tốt hơn sao? Huống hồ đây không phải ta nóng vội gì, chẳng qua trong một số thời khắc" nên ẩn nhẫn đương nhiên phải ẩn nhẫn nhưng lại không thể đánh mất nhuệ khí được thành nữ đại nhân xin thứ cho ta nói thẳng giờ nhánh ẩn ma có vẻ đang mất đi nhuệ khí những tông môn như vô tướng ma tông còn sôi nổi trong giang hồ còn dễ nói nhưng có ít người ẩn nấp trong bóng tối một thời gian dài đã cho rằng che giấu bản thân mới là mục đích chủ yếu lại quên mất vì sao bọn họ phải ẩn nấp mai khi liên nghe vậy thần sắc lập tức lạnh băng mai liễu dựng ngược một luồng khí tức lạnh lẽo theo đó tỏa ra nàng lạnh lùng nói ngươi đang nói ta mất đi nhuệ khí ư sở hưu thản nhiên đáp sự thật mất lòng Thanh nữ đại nhân không phải đối tượng so sánh, ta chỉ đang đề nghị mà thôi. Nếu thanh nữ đại nhân không muốn nghe, ta thu hồi lại là được. Không phải Sở Hưu đang cố ý gây hấn với Mai Khinh Liên, y chỉ đang nói thật. Ẩn ma, ẩn ma, nếu cả đời ẩn trong bóng tối làm chuột cống, vậy nhanh ẩn ma thật sự xong đời. Hơn nữa Sở Hưu nói thẳng những lời này ngay trước mặt Mai Khinh Liên không phải do y ngay thẳng mà là Sở Hưu cảm thấy cũng đã tới lúc nên thay đổi địa vị bản thân. Trước đó Sở Hưu cần mượn nhờ Mai Khinh Liên để đặt chân trong quan trung hình đường cũng cần nhánh ẩn ma âm thầm trợ giúp nhưng giờ sở hưu đã có thực lực chính diện đối kháng với tông sư võ đạo mặc dù y sẽ không làm chuyện qua sông đoạn cầu nhưng chí ít đãi ngộ cũng nên thay đổi nhìn biểu cảm lạnh nhạt của sở hưu mai khinh liên đột nhiên hiểu ra điều gì nàng thu hồi lại khí thế quanh người hư khẽ một tiếng nói nếu thực lực đầy đủ có ai muốn âm thầm làm chuột cống cơ chứ ngươi cũng thấy bộ dáng hôm nay của a lưu niên rồi đấy lão nương chỉ hận không thể làm thịt hắn tại chỗ nhưng cuối cùng vẫn phải nhẫn nhị thôi sở hưu nếu ngươi đã là người trong nhánh ẩn ma vậy phải biết tình cảnh nhánh ẩn ma chúng ta ra sao, nhánh ẩn ma không thiếu thực lực, chỉ thiếu thời cơ, nếu đổi lại Sở Hưu trước đó y mà dám dùng giọng điệu này nói chuyện với Mai Khinh Liên, chắc chắn Mai Khinh Liên sẽ khiến y mở mang kiến thức, chứng kiến thế nào là quy củ. Nhưng vừa rồi Sở Hưu đã đánh bại Phương Sát, uy thế vẫn còn lưu lại tới giờ. Hiện tại Sở Hưu đã có thể dùng thân phận bình đẳng nói chuyện với Mai Khinh Liên, bình tâm tĩnh khí trò chuyện giải thích với nhau. Người của ma đạo thực tế hơn người của chính đạo nhiều. Chỉ cần có thực lực, tất cả đều dễ bàn." Sở Hưu nhíu mày nói, anh hùng tạo thời thế, thời thế tạo anh hùng. Thứ gọi là thời cơ không biết lúc nào mới xuất hiện. Hàn Huyên với Mai Khinh Liên vài câu xong, Sở Hưu trực tiếp trở lại đất Quan Tây chờ tin. Trước khi tiến vào tiểu phàm thiên tối thiểu Sở Hưu phải điều tiết trạng thái bản thân tới mức đỉnh phong mới được. Nhìn bóng lưng Sở Hưu rời đi, ánh mắt Mai Khinh Liên lóe lên vẻ khó hiểu. Nửa ngày sau, Mai Khinh Liên mới nhẹ giọng lẩm bẩm, "Lục Tấn Rốt cuộc ngươi kéo một kẻ ra sao vào nhánh ẩn ma? Vốn Mai Khinh Liên còn cho rằng mình đã nhìn thấu Sở Hưu, mãi tới lúc này Mai Khinh Liên mới phát hiện, hóa ra nàng chưa từng hiểu rõ Sở Hưu. Sở Hưu này tuyệt đối là kẻ không cam lòng đứng dưới người khác. Giá tâm Sở Hưu đã viết rõ trên mặt, khắc sau vào tận xương tủy của y. Ban đầu khi Mai Khinh Liên vừa tiếp xúc với Sở Hưu, lúc đó Sở Hưu còn rất nghe lời, thậm chí Mai Khinh Liên cùng vô tướng ma tông đều cho rằng Sở Hưu là đối tượng đáng để bồi dưỡng nhưng không biết từ khi nào Sở Hưu đã phát triển tới cảnh giới như vậy, thậm chí đủ để nói chuyện ngang hàng với nàng, cũng dám nói chuyện ngang hàng với nàng. Chuyện này nếu đặt trong một số danh môn chính phái đó chính là không biết lễ giáo, không hiểu tôn tì. Có điều trong giới ma đạo, bất luận nhánh Minh Ma hay Ẩn Ma, thật ra trong đầu mọi người luôn chỉ chú trọng thực lực. Những hư danh kia hầu như không ai để ý, cho nên đối mặt với thái độ vừa rồi của Sở Hưu, Mai Khinh Liên cũng không mấy phẫn nộ, vì đây là thứ Sở Hưu nên nhận được nhưng sở hưu chuyển biến nhanh như vậy đủ thấy tâm cơ y cực kỳ thâm trầm thậm chí tới giờ mai khinh liên vẫn không hiểu sở hưu đang suy nghĩ điều gì loại người như vậy tuyệt đối không phải vô danh sự tồn tại của sở hưu rốt cuộc là tốt hay là xấu đối với nhánh ẩn ma mai khinh liên cũng không biết lắc đầu mai khinh liên tạm thời không nghĩ tới những chuyện linh tinh này nữa nhánh ẩn ma vốn dĩ rồng rắn lẫn lộn thậm chí nói một câu không dễ nghe trong nhánh ẩn ma không có ai dễ đối phó giờ có một sở hưu dã tâm bừng bừng có vẻ không phải chuyện gì lớn huống hồ âm ma tông của nàng đã xuống dốc tới mức chỉ có mình nàng mai khinh liên cũng lười quản chuyện này sở hưu là người do lục tấn dẫn vào nhánh ẩn ma tương lai xảy ra chuyện gì cũng do vô tướng ma tông chống đỡ lúc này sở hưu đương nhiên không biết suy nghĩ của mai khinh liên y cũng chẳng buồn để ý thái độ hôm nay của y vốn là cố ý để mai khinh liên thấy sau khi trở lại phân bộ quan tây sở hưu lập tức mở hộp chứa chìa khóa tiểu phàm thiên có điều thứ gọi là chìa khóa kia lại khiến sở hưu sướng sốt đó là một hồn đá kỳ dị Hình thù không có quy tắc gì, như đục từ thứ gì đó xuống. Cái gọi là chìa khóa tiểu phàm thiên theo Sở Hưu thấy chỉ là một hòn đá bất quy tắc, bên trên không có bất cứ năng lực nào. Nói nó kỳ dị là vì hòn đá này thật sự rất cứng. Ban đầu Sở Hưu chỉ nắm thử thăm dò, thấy nắm không được lại dùng cương khí thử lại, cũng không có phản ứng. Cuối cùng thậm chí Sở Hưu dùng Thiên Ma Vũ chém lên hòn đá kia hai đao nhưng vẫn không để lại chút dấu vết nào. Chuyện này rất đáng ngạc nhiên, cầm hòn đá lên suy nghĩ sở hưu trực tiếp đứng dậy tìm tới chỗ lã phụng tiên đối với võ giả tán tu khác tiểu phàm thiên là bí mật nhưng đối với những đại phái có tư cách tiến vào tiểu phàm thiên lại không phải bí mật lớn lao gì đương nhiên sở hưu sẽ không giấu giếm lã phụng tiên sau khi thuật lại chuyện tiểu phàm thiên sở hưu lấy hòn đá ra nói với đám người thủy vô tướng thời thượng cổ các ngươi có nghe nói tới tiểu phàm thiên không có từng thấy thứ này không bốn người thủy vô tướng đều sống sót từ thời thượng cổ những thứ họ biết chắc chắn nhiều hơn võ giả hiện tại thủy vô tướng lắc đầu nói khi chúng ta bị phong ấn đại kiếp nạn thượng cổ còn chưa bắt đầu. Cho nên rốt cuộc thời gian đó xảy ra chuyện gì chúng ta cũng không biết. Có điều ta có thể cam đoan, thời thượng cổ tuyệt đối không có thứ như tiểu phàm thiên. Nói đến đây, Thủy vô tướng đột nhiên ngẩn ra. Hắn cầm hòn đá trong tay sở hưu lên quan sát thật kỹ rồi nói, có phải thứ này đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, cương khí cũng không cách nào phá hủy. Sở hưu gật nhẹ đầu, thủy vô tướng lẩm bẩm, ta đã nghĩ sao lại trông quen thế mà nếu ta không đoán sai thứ này hẳn là mảnh vỡ phàm thiên giới bi có điều sao phàm thiên giới bi lại bị đánh nát cơ chứ phàm thiên giới bi nó là cái gì thủy vô tướng nói phàm thiên giới bi chính là phàm thiên giới bi không ai biết nó là cái gì ngươi nhắc tới ba chữ tiểu phàm thiên cùng chất liệu hòn đá này ta mới liên tưởng tới phàm thiên giới bi trong thời thượng cổ ngày trước trên đỉnh thiên thương sơn cao nhất ở tây cực có một tấm bia đá dựng thẳng bên trên có viết ba chữ lớn thượng phàm thiên có điều bia đá đó không biết do ai lập ra trong đó không có bất cứ do động lực lượng nào thậm chí không ai biết thượng phàm thiên rốt cuộc nghĩa là sao dần dần tấm bia đá này được gọi là phàm thiên giới bi hơn nữa thời thượng cổ cũng có vô số người tới thử nghiệm phàm thiên giới bi này trong đó mặc dù không có bất cứ chấn động năng lực nào nhưng lại vô cùng kiên cố thậm chí ngay cả thần binh cũng không thể để chút dấu vết nào trên đó vô số cường giả đã tới đây ra tay thử nghiệm cuối cùng vẫn vô dụng giờ hòn đá trong tay ngươi có màu sắc giống hệt phàm thiên giới bi lại thêm đặc tính của nó Ta có thể khẳng định hòn đá này là một phần của Phàm Thiên Giới Bi. Thế nhưng ngay cả thứ như Phàm Thiên Giới Bi cũng vỡ vụn, sau khi chúng ta bị phong ấn rốt cuộc thế giới này đã xảy ra chuyện gì? Cái gọi là đại kiếp nạn thượng cổ chẳng lẽ kinh khủng như vậy ư? Sở Hưu vuốt ve hòn đá trong tay, cảm thấy bí ẩn thời thượng cổ vượt qua tưởng tượng của y, thậm chí người bị phong ấn từ thời thượng cổ như Thủy Vô Tướng cũng không hiểu rõ nổi. Đúng rồi, ngươi nói đỉnh Thương Thiên Sơn ở Tây Cực là chỗ nào? Sao ta chưa từng nghe nói? Sở Hưu đột nhiên hỏi, thủy vô tướng nói sau đại kiếp nạn thượng cổ toàn bộ thiên hạ đều thay đổi nghiêng trời lệch đất tối thiểu thế giới hiện tại đã hoàn toàn khác với thế giới trong trí nhớ của ta không tìm ra được bao nhiêu điểm tương tự nếu dựa theo vị trí mà nói thiên thương sơn hẳn nằm ở đông tây nhị côn luân sở hưu gật nhẹ đầu đúng lúc này lã phụng tiên ở bên cạnh không nói gì đột nhiên lấy từ trong hộp báu không gian ra một hòn đá thứ này có màu y hệt như hòn đá trong tay sở hưu chỉ có hình dạng bất đồng mà thôi thứ này của ta có phải cũng là chìa khóa như trong tay sở huynh không sở hưu sửng sốt hỏi lã huynh ngươi lấy được thứ này ở đâu mặc dù tiểu phàm thiên 30 năm mới mở một lần nhưng quy luật phương pháp tiến vào cùng các loại cấm kỵ đều đã bị người bên ngoài mày mò ra cho nên chìa khóa này thường tập trung trong tay những thế lực đỉnh cao trên giang hồ bị mọi người phân chia rất ít khi lưu lạc ra ngoài thật không ngờ lã phụng tiên lại tìm được mờ cái lã phụng tiên gãi đầu nói khi ở tây sở có buổi tối ta nghỉ ngơi ven đường chứng kiến một nhóm người đang đuổi giết một người khác vốn chuyện giang hồ báo thù không có người đúng kẻ sai người bị đuổi giết không nhờ ta cứu ta cũng lười để ý đến có điều nhóm người đuổi giết lại muốn giết ta diệt khẩu vậy ta dứt khoát giết chết tất cả bọn họ còn người bị đuổi giết lại đã trọng thương gần chết trước khi chết hắn giao thứ này lại cho ta không nói gì đã qua đời ta không biết thứ này là gì nên vẫn mang theo không ngờ lại là bảo bối nghe lã phụng tiên nói vậy sở hưu cũng bó tay vận may của lã phụng tiên thật sự kinh khủng ngồi trong nhà thôi bảo vật cũng từ trên trời rớt xuống vận may không nhìn thấy không sờ được nhưng tới người lã phụng tiên lại như thực chất thật sự rất kinh khủng dám người thủy vô tướng ngược lại vô cùng mừng rỡ theo họ thấy chúa công của mình có khí vận như vậy là chuyện may mắn cho bọn họ ngay trước trong thời thượng cổ lã ôn hầu chiến bại bị giết chân linh bị phong ấn mọi chuyện đều có một phần nguyên nhân là vận may không tốt đủ loại trùng hợp khiến cho bản thân đối địch với cả thiên hạ nếu lã ôn hầu không chết vậy quả thật vô địch thiên hạ rồi sở hưu trầm giọng nói nếu lã huynh cũng có chìa khóa vậy vừa hay chúng ta ở lại đây chờ tin e là giờ đã cách ngày tiểu phàm thiên khai mở không xa tiểu phàm thiên cứ 30 năm mới mở một lần thời gian khai mở cụ thể mặc dù có khác biệt nhưng sai biệt chỉ mấy ngày mà thôi cho nên mỗi lần tới thời gian này các đại tông môn cùng người buôn tin giang hồ của phong mãn lâu đều vô cùng coi trọng mọi tiếng gió thổi cỏ lay trong võ lâm một khi phát hiện có điểm gì lạ thường lập tức phái người tới điều tra lúc này trong khu rừng bình thường ở thương mang sơn tại ngụy quận cả ngọn núi đột nhiên vặn vẹo lượng lớn linh khí bộc phát khiến rừng rậm trong thương mang sơn càng thêm rậm rạp biến hóa này của ngụy quận nhanh chóng khiến mọi người chú ý trong đó người nhận được tin tức đầu tiên chính là tông môn lớn nhất ngụy quận thương lan kiếm tông lúc này đại đệ tử thương lan kiếm tông đỗ quảng trọng đang hưng phấn báo cáo chuyện này cho liễu công nguyên ai cũng biết trong ba canh giờ đầu khi tiểu phàm thiên mở ra ai cũng có thể tiến vào cho dù là người bình thường đây là chuyện nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng, hoàn toàn dựa vào vận may. Trong lịch sử giang hồ có không ít võ giả tán tu vừa vặn bắt kịp lúc tiểu phàm thiên khai mở cách đó không xa, sau đó bọn họ bất ngờ tiến vào. Cuối cùng nhận được cơ duyên trong truyền thuyết, lần này tiểu phàm thiên mở ra ngay cạnh thương lan kiếm tông, đây quả thật là cơ duyên cực lớn mà trời cao ban cho thương lan kiếm tông bọn họ. Có điều so với vẻ mặt hưng phấn của đậu quảng thần, gương mặt liễu công nguyên lại không chút biểu cảm. Trong tay hắn còn cầm một hòn đá, cũng là chìa khóa của tiểu phàm thiên với thực lực hiện tại của thương lan kiếm tông bọn họ có một chiếc chìa khóa đã là không tệ rồi liễu công nguyên đã từng vào tiểu phàm thiên có điều thế nhân chỉ biết cơ duyên trong đó nhưng lại không biết thiên hạ đâu có nơi nào là phúc địa chỉ có cơ duyên bên trong tiểu phàm thiên tuy nhiều cơ duyên nhưng nguy hiểm lại nhiều hơn cơ duyên nhiều lần thậm chí cả trăm lần liễu công nguyên đã già có tiến vào tiểu phàm thiên lần nữa cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng cho nên chiếc chìa khóa này hắn định lưu lại cho thẩm bạch thế nhưng giờ thẩm bạch đã bị phế tuy bế sinh tử quan trong mật địa thương lan kiếm tông nhưng vẫn không rõ sống chết kết quả giờ tiểu phàm thiên lại vừa vặn xuất hiện tại ngụy quận chuyện này đúng là châm chọc đậu quảng thần bên cạnh thấy liễu công nguyên không nói gì bèn vội vàng nói sư phụ nhanh nhanh hạ lệnh cho tất cả đệ tử thương lan kiếm tông ta đều tiến vào tiểu phàm thiên đi đây là ông trời chiếu cố cho thương lan kiếm tông chúng ta giao cơ duyên cho thương lan kiếm tông chúng ta liễu công nguyên lắc đầu nói không thể vào hết được đậu quảng thần sửng sốt nói vì sao những tông môn khác đều phải dựa vào chìa khóa mới có thể tiến vào, cho dù là tông môn như Đại Quang Minh tự thật ra cũng không có bao nhiêu chìa khóa. Thế lực khác thậm chí vì một chiếc chìa khóa mà đấu đá nhau đầu rơi máu nhảy, chỉ cầu một danh ngạch tiến vào Tiểu Phàm Thiên. Thế nhưng giờ Thương Lan kiếm tông rõ ràng có thể để toàn bộ tông môn tiến vào, vì sao Liễu Công Nguyên lại không đáp ứng? Nhìn đậu Quảng Thần, Liễu Công Nguyên thở dài một cái nói, đừng để lợi ích che mờ đôi mắt, người thường chỉ nhắc tới cơ duyên trong Tiểu Phàm Thiên, mấy ai nghĩ tới nguy hiểm trong đó? có thể tiến vào tiểu phàm thiên đều là cường giả hai giới chính ma hoặc tuấn kiệt trên long hồ bảng cho dù là tông sư võ đạo cũng có nguy hiểm vẫn lạc trong đó có một số cơ duyên nếu thực lực ngươi không đủ đừng nói lấy đi thậm chí có thể do đó mà mất mạng hơn nữa trong tiểu phàm thiên nguy hiểm chân chính không phải đủ thứ cạm bẫy mà là con người tiểu phàm thiên đã mở ra nhiều lần như vậy trong đó có rất nhiều võ giả tán tu tình cờ tiến vào nhưng người có bao người thật sự mang cơ duyên ra có thể đếm trên đầu ngón tay thương lan kiếm tông ta nếu dốc toàn bộ lực lượng tông môn vào trong đó ngươi có tin không chưa nói tới cơ duyên lợi ích ra sao người sống sót đi ra thậm chí không trăm người không được một nhưng đậu quảng thần vẫn không cam lòng nhưng cơ duyên ngay trước mặt rồi nếu sợ nguy hiểm mà lui bước thì đệ tử thật sự không cam lòng liễu công nguyên thở dài một cái nơi thôi ngươi dẫn người tiến vào đi có điều ngươi phải nói rõ nguy hiểm trong chuyện này với các đệ tử ai nguyện ý tiến vào đánh cược cùng ngươi thì đi vào tiểu phàm thiên ai không nguyện ý thì ở lại cùng ta canh giữ thương lan kiếm tông lưu lại hương hóa truyền thừa tông môn đậu quảng thần sửng sốt nói sư phụ người không đi à liễu công nguyên lung lay nói ta đã già rồi không đánh nổi bên trong tiểu phàm thiên tranh đoạt kịch liệt vượt ngoài tưởng tượng của ngươi mặc dù ta không sợ chết nhưng ta muốn lưu lại thủ hộ hy vọng cuối cùng của thương lan kiếm tông ta nói xong liễu công nguyên đưa mắt nhìn về sau núi nơi thẩm bạch bế sinh tử quan nơi đó có hy vọng cuối cùng của thương lan kiếm tông hắn nhưng lại là một hy vọng chưa rõ tiền đồ. Ngụy quận của Yến quốc chưa bao giờ được coi là phồn hoa. Trước đó Ngụy quận là Ngụy quốc, là nước phụ thuộc của Đông Tề. Sau khi Ngụy quốc bị Yến quốc tiêu diệt, toàn bộ Ngụy quận kể cả dân chúng bình thường hay tông môn võ lâm đều cam thủ Bắc Yên. Mà Bắc Yên cũng không thể phái người diệt sạch Ngụy quận được, cho nên Ngụy quận vẫn là khu vực không ai quản lý, tự mình phát triển. Lúc bình thường, khu vực Ngụy quận rất ít có võ giả Đông Tề và Bắc Yên đến. Có điều sau khi Tiểu Phàm Thiên khai mở, các đại phái đều nghe danh chạy đến, cầm chìa khóa tiến vào bên trong. Còn một bộ phận võ giả mặc dù không thể tiến vào nhưng lại chờ bên ngoài để tiếp ứng. Thế nhân nhắc tới tiểu phàm thiên chỉ biết cơ duyên trong đó nhưng lại quên mất nguy hiểm bên trong. Vẫn nhất có võ giả trọng thương sắp chết đi ra, bọn họ cũng có thể cứu viện kịp thời. Khi quan tư vũ cũng sở hưu tới, bên ngoài tiểu phàm thiên đã có vô số võ giả, có người phụ trách tiếp ứng của các đại phái. Cũng có một số người mặc dù không có tư cách nhưng vẫn muốn đứng ngoài xem trò hay. An lưu niên đến sau lạnh lùng nói, ta vào trước nói xong hắn trực tiếp bước ra một bước tiến vào khu rừng vặn vẹo kia thân hình biến mất bên trong mỗi người tiến vào trong tiểu phàm thiên đều được dịch chuyển tới vị trí ngẫu nhiên cho nên không cần tiến vào cùng nhau tiểu phàm thiên sẽ tồn tại 10 ngày sau 10 ngày này tiểu phàm thiên sẽ biến mất trong không gian tất cả mọi người sẽ bị bài xích ra ngoài hơn nữa tiến vào tiểu phàm thiên cũng có một số hạn chế ví dụ như thực lực võ giả tiến vào tiểu phàm thiên không có giới hạn thực lực bên dưới nhưng lại giới hạn thực lực bên trên cường giả chân hỏa luyện thần mà đi vào chắc chắn sẽ bị quy tắc của tiểu phàm thiên nhắm vào áp chế lực lượng thiên địa không ngừng ép tới cho nên một khi cường giả chân hỏa luyện thần tiến vào có thể nói đừng nghĩ bước được một bước chỉ có thể cưỡng ép dùng lực lượng bản thân ngăn cản lực lượng thiên địa mãnh liệt chỉ uống phí công phu cho nên sau vài lần thử nghiệm cường giả chân hỏa luyện thần không tiếp tục thử nữa mà nhường lại cơ hội cho những người khác có điều như vậy cũng không tệ dù sao thực lực chân hỏa luyện thần vẫn đó nếu có cường giả chân hỏa luyện thần xuất thủ Vậy toàn bộ tiểu phàm thiên đã thành chiến trường chém giết của những tông môn đỉnh cấp như Đại Quang Minh tự hay Bái Nguyệt giáo rồi. Tông môn không có cường giả chân hỏa luyện thần thậm chí muốn uống một chén canh cũng khó. Trước khi đến Quan Tư Vũ đã giao cho Sở Hưu một quyển sổ, trong đó là giới thiệu vị trí địa lý bên trong tiểu phàm thiên cùng miêu tả một số nguy cơ hung hiểm. Có điều thứ này tác dụng không lớn, thế giới bên ngoài thay đổi, thế giới trong tiểu phàm thiên cũng thay đổi, thậm chí không biết vì sao địa hình trong đó cũng liên tục biến hóa. Giờ đã 30 năm trôi qua, không ai biết rốt cuộc bên trong đã biến đổi thế nào. Lúc này những người ở thế giới bên ngoài thấy sở hưu và quan tư vũ đến, lập tức bàn tán xôn xao. Bên ngoài quan trung hình đường rất kín tiếng, có điều danh tiếng của riêng quan tư vũ lại không nhỏ. Thân là người kế nhiệm sở cùng ca, đứng trong 10 hạng đầu phong vân bảng, hầu như không ai không biết quan tư vũ. Còn sở hưu lại là tuấn kiệt hạng tư trên long hồ bảng, chắc chắn sẽ là một trong những người tiến vào tiểu phàm thiên lần này. Chỉ có điều trên giang hồ sở hưu đắc tội với tương đối nhiều người lại thêm tiếng tăm y không được tốt cho nên y xuất hiện chỉ khiến xung quanh xôn xao đôi chút không ai tới bắt chuyện lôi kéo cảm tình gì quan tư vũ trầm giọng nói với sở hưu lát nữa ngươi định vào với ta hay chờ vị bằng hữu của ngươi quan tư vũ đang nói tới lã phụng tiên trước khi tới lã phụng tiên giã dùng lực lượng mảnh vỡ chân linh của lã ôn hầu tiến vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất có điều hắn còn muốn củng cố cảnh giới một chút nên không xuất phát cùng lúc với sở hưu nhưng chắc trong một hai ngày tới hắn cũng tới kịp chỉ có điều Lã Phụng Tiên không phải người của quan trung hình đường, quan tư vũ đương nhiên không lãng phí thời gian đợi Lã Phụng Tiên, chuyện Lã Phụng Tiên có chìa khóa. Sở hưu không giấu giếm quan tư vũ, với nhân cách của quan tư vũ, hắn cũng khinh thường chuyện cướp đoạt chìa khóa của Lã Phụng Tiên. Huống hồ sau trận chiến ở Cao Lăng Đồng ra lần trước, người trong giang hồ đều nghe nói Trần Thanh Đế của Thiên Hạ Minh coi trọng tiểu ôn hầu Lã Phụng Tiên. Đó coi như nửa chỗ dựa của Lã Phụng Tiên, muốn động vào Lã Phụng Tiên phải tự nghĩ tới phân lượng bản thân đã. Sở Hưu nói, ta còn muốn chờ lã huynh một thời gian đường chủ đại nhân cứ vào trước là được quan tư vũ gật đầu nói vậy thì tốt ngươi cũng nên nắm chắc thời gian tiểu phàm thiên chỉ mở có 10 ngày đừng lãng phí nhớ cho kỹ mặc dù giờ ngươi đã có thực lực đối đầu với tông sư võ đạo nhưng những tông sư võ đạo đã có tư cách tiến vào tiểu phàm thiên cho dù có là tán tu cũng ai là kẻ yếu gặp tông sư võ đạo có thể tránh thì tránh đừng tự tin quá mức coi đối thủ của mình là tông sư võ đạo bình thường trong tiểu phàm thiên không như những nơi khác đối tượng tranh đấu của sở hưu chỉ là tuấn kiệt thế hệ trẻ cùng những võ giả dưới cảnh giới tông sư võ đạo quan tư vũ sợ sở hưu nóng máu tự kiêu khiêu khích một số tông sư võ đạo hành động này chẳng khác gì tự tìm đường chết sở hưu gật đầu sau khi quan tư vũ vào tiểu phàm thiên sở hưu mới đứng một mình chờ đợi thật ra sở hưu không chỉ chờ lã phụng tiên mà còn chờ những người khác như tạ tiểu lâu trên giang hồ nhân duyên của sở hưu chẳng ra sao nhưng cũng không đến mức bốn phương đều là thủ địch sau khi đám người tạ tiểu lâu đến, Sở Hưu hoàn toàn có thể liên thủ với bọn họ, bàn bạc vài nơi sau khi tiến vào tiểu phàm thiên tìm cơ hội tụ tập. Đây cũng là kinh nghiệm mà các đại môn phái đúc kết ra qua bao năm. Trong tiểu phàm thiên quy tắc thiên địa khác với thế giới bên ngoài, cho nên những thứ như ngọc giản đưa tin không dùng được. Hơn nữa do địa hình biến ảo nên cũng không có địa điểm nào đặc trưng, các đại phái chỉ có thể dùng phương pháp ngốc nhất, trực tiếp bố trí vài điểm tập hợp theo phương hướng. Sau khi dịch chuyển ngẫu nhiên thì chạy theo hướng đó, không gặp người thì cứ tiến thẳng. Dù sao tới cuối cùng kiểu gì cũng tập hợp đủ mọi người, Sở Hưu ở lại đợi không tới nửa ngày, những tông môn đại phái có thực lực đều đã tới. Bên phía Phật môn, người của Tu Bồ Đề Thiền viện đã vào trước khi Sở Hưu tới. Nghe nói là hai lão hòa thượng cùng một hòa thượng trung niên, không có người trẻ tuổi. Đối với Tu Bồ Đề Thiền viện chuyện này hết sức bình thường. Tu Bồ Đề Thiền viện tu pháp, yêu cầu cực cao đối với tu vi Phật pháp bản thân. Các đệ tử trẻ tuổi còn đang ngồi trong thiền viện đọc kinh Phật đệ tử tu bồ đề thiền viện có tứ cách sông sáo trong giang hồ đều có tuổi tác không nhỏ đại quang minh tự ở nơi cực bắc xa xôi cho nên còn chưa ai tới ngược lại người của đạo môn tới nơi trước thuần dương đạo môn có một lão đạo sĩ cùng bốn tiểu đạo sĩ tới lão đạo sĩ tay trái phất trần tay phải kiếm khi thế thuần dương cương khí mạnh mẽ vô bờ mặc dù tuổi già nhưng vẫn rực rỡ như vầng mặt trời ngược lại bốn người trẻ tuổi mặc dù đều có thực lực cảnh giới ngũ khí triều nguyên nhưng đều có vẻ non nớt thuần dương đạo môn là đao môn chính thống Thuần Dương cương khí của đạo gia hùng hồn hạo nhiên, chu tà trấn ma, uy danh chấn động giang hồ. Bao năm qua chỉ cần có sự kiện lớn chu sát tà ma đều có người của Thuần Dương đạo môn xuất thủ, mạnh mẽ không sợ chết, khiến người ta hết sức kính nể. Lại thêm ngày thường Thuần Dương đạo môn không tranh không đoạt, có kẻ khá kín tiếng cho nên không khiến người ta căm ghét. Ngoại trừ tính cách ngoan cố đầu óc cứng nhắc, danh tiếng của Thuần Dương đạo môn trên giang hồ cũng không tệ chỉ có điều mấy năm trước tuấn kiệt thiên tài trong thế hệ trẻ của thuần dương đạo môn bị người đứng hạng sau trên long hồ bảng hiện tại hạng tư trên long hồ bảng trước đây đoạt hồn đao lý phi liêm giết chết thế hệ trẻ của thuần dương đạo môn có vẻ không kiếm được ai ra mặt công pháp thuần dương đạo môn vốn chú trọng căn cơ tu luyện chậm chạp cho nên bồi dưỡng đệ tử trẻ tuổi không dễ giờ một người chết đi muốn bồi dưỡng một đệ tử khác có thể tự gánh vác một phương rất hao phí thời gian sau khi lão đọa kia tới những người trong võ lâm xung quanh lao nhau chào hỏi miệng gọi chân dương đạo trưởng lão đạo sĩ này lai lịch không nhỏ chính là chân dương tử một trong hộ điên lục chân nhân của thiên cương điện thuần dương đạo môn thiên cương điện của thuần dương đạo môn tự thành thiên cương đại trận trong đó thờ phụng bài vị tổ sư các đời của thuần dương đạo môn cùng bí điển thuần dương đạo môn thuần dương đạo kinh có thể nói đây là nơi quan trọng nhất trong thuần dương đạo môn lúc bình thường thiên cương điện do sáu vị tông sư võ đạo cùng trấn thủ được xưng là hộ điện lục chân nhân chân dương tử này chính là một trong số đó đảo mắt một vòng chân dương tử trầm giọng nói chư vị có thấy đám hung đồ ma môn kia xuất thủ không tiểu phàm thiên khai mở đám người ma đạo e là đứng ngồi không yên đây đã không phải lần đầu lão đạo ta tiến vào tiểu phàm thiên này lần này lão đạo ta tới không phải vì đoạt cơ duyên mà muốn giết vài tên hung đồ ma đạo thư giãn gần cốt mọi người xung quanh lập tức nịnh bợ không hổ là chân dương đạo trưởng ghét ác như cừu đám người ma đạo không khéo nghe uy danh chân dương đạo trưởng mà sợ mất vía không dám xuất hiện đâu sở hưu nheo mắt nhìn chân dương tử xét theo thái độ đối với giới ma đạo đại quang minh tự cùng thuần dương đạo môn là quyết liệt nhất thậm chí tới mức trong mắt không chứa nổi hạt cát vừa gặp là muốn động thủ có điều theo sở hưu cách làm của thuần dương đạo môn lại có phần ngu ngốc đại quang minh tự dám làm như vậy là vì đại quang minh tự có thực lực thuần dương đạo môn mặc dù không yếu nhưng lại kém đại quang minh tự một bậc thế nhưng bao năm như vậy thuần dương đạo môn vẫn làm theo ý mình chén giết không ít võ giả trong ma đạo thậm chí ngay người trong ma đạo thấy võ giả thuần dương đạo muôn cũng cảm thấy đau đầu đám người này rõ ràng là thần kinh thô trừ phi không đánh nổi còn không đã gặp mặt chỉ có không chết không thôi có điều lúc này một giọng cười lạnh lại vang lên chân dương tử cóc gẻ mà cũng to còi khẩu khí lớn lắm bổn quân ngay đây ngươi có bản lĩnh thì đến giết thử xem trường thanh tử trong hộ điện lục chân nhân chết thế nào chẳng lẽ ngươi quên rồi à đúng là không biết điều M.O.T. người trung niên thân mặc trường bào màu trắng theo hoa văn đám mây đầu đội mũ bạch ngọc gương mặt trắng trẻo từ trong khu rừng đạp không di tới khi thế bản thân cực kỳ cường đại ma khí thậm chí nhuộm đen đám mây trên đỉnh đầu vân trung quân bên dưới lập tức có người kinh hãi la lên người tới là một trong cửu đại thần vu tế vân trung quân cửu đại thần vu tế của bái nguyệt giáo danh chấn giang hồ thực lực của vân trung quân trong cửu đại thần vu tế chỉ xếp hạng ba nhưng có lẽ đã cách cảnh giới chân hỏa luyện thần không xa một số võ giả ở đây ôm tâm tư xem trò hay nhìn vân trung quân cùng chân dương tử một bên là kiêu hùng ma đạo một bên là chân nhân đạo môn ghét ác như thù. Hai vị này đối đầu e rằng còn chưa tiến vào tiểu phàm thiên đã đánh nhau đầu rơi máu chảy rồi. Còn ánh mắt sở hưu lúc này lại nhìn sang đám người sau lưng vân trung vân. Do thánh nữ bái nguyệt giáo dẫn đầu, phía sau là chín đệ tử trẻ tuổi của bái nguyệt giáo cùng một số đệ tử tinh anh đã đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất nhưng tuổi tác không lớn. Tính ra như vậy bái nguyệt giáo có tới 11 cái chìa khóa, nội tình tích lũy thật kinh khủng. Hơn nữa sở hưu còn phát hiện một vấn đề có vẻ bái nguyệt giáo cùng một số đại phái như thuần dương đạo môn không giao hết chìa khóa cho những cao thủ tông sư võ đạo mà chỉ phái một vị cường giả đủ sức chấn nhiếp cục diện chìa khóa còn lại đều giao cho đệ tử trẻ tuổi đương nhiên chuyện này không nghĩa những đại phái này khiêm nhượng mà là một loại biểu hiện cho căn cơ tích lũy thâm hậu của bọn họ trong quyển sổ quan tư vũ đưa cho sở hưu có miêu tả về linh khí trong tiểu phàm thiên trong đó linh khí dư giả có vô số loại thiên địa kỳ chân nhưng do quy tắc trong ngoài khác biệt cho nên lần đầu tiên tiến vào sẽ bị linh khí tẩy luyện cơ thể linh dược cùng cơ duyên nhận được trong đó cũng khác với thế giới bên ngoài lần đầu sử dụng hiệu quả sẽ là lớn nhất nhưng lần thứ hai tiến vào hiệu quả sẽ yếu đi bất cứ cơ duyên tăng cường tu vi nào cũng giảm bớt không ít lần thứ ba tiến vào lại yếu đi gấp đôi so với lần thứ hai cho nên tiến vào tiểu phàm thiên nhiều lần thật ra rất lãng phí bởi vì những thứ ngươi nhận được sẽ càng lúc càng ít sau khi phát hiện điểm này những đại phái nắm lấy quy luật đó thiết lập quy tắc nhường phần lớn cơ hội cho những võ giả trẻ tuổi nếu võ giả trẻ tuổi nhận được cơ duyên trong đó bước vào cảnh giới tông sư võ đạo vậy tương lai còn có cơ hội dẫn người tiến vào tiểu phàm thiên cho nên với phần lớn võ giả thế hệ trẻ chỉ cần bọn họ bước vào tông sư võ đạo vậy mỗi người đều có hai cơ hội tiến vào tiểu phàm thiên mặc dù phải cạnh tranh nhưng không kịch liệt như quan trung hình đường có ba chiếc chìa khóa mặc dù không xa xỉ như bái nguyệt giáo nhưng đã không ít thế nhưng quan trung hình đường vẫn phải tranh đấu một hồi mới quyết định được ai đi ai không căn cơ kém hơn không phải chỉ một chút lúc này giữa trường chân dương tử thấy vân trung quân đứng đó nói năng lớn lối như vậy sắc mặt lập tức tối đen hắn không nói hai lời thuần dương đạo kiếm trong tay lấp loáng ánh sáng trói mắt vô biên thuần dương cương khí như vầng mặt trời hàng lâm một kiếm đánh ra vạn pháp phá trực tiếp chém về phía vân trung vân đến hay lắm vân trung quân cười một tràng dài ống tay áo rộng lớn múa lên trong nháy mắt thiên địa bị ma khí bao phủ ma khí vô biên như vòi rồng đánh tới vây lấy thuần dương kiếm cương của chân dương tử tay áo vung lên một tiếng nổ vang lên chói tai thuần dương kiếm cương bị phá tan chân dương tử hừ lạnh một tiếng phất trần trong tay vung lên từng luồng cương khí truyền vào lực lượng thiên địa được phất trần lôi kéo dài tới trăm trượng trực tiếp quán quanh người vân trung vân còn vân trung quân lại cười lạnh một tiếng trực tiếp đấm ra một quyền ma uy lẫm liệt xé tan phất trần kia thân hình chân dương tử không nhịn được lui lại phía sau vân trung quân cười lớn hai tay niết ấn quyết ma vân đánh xuống hóa thành một hư ảnh ma thần đầu có hai sừng trực tiếp bao phủ lấy chân dương tử không ngờ lại định hạ thủ giết người đúng lúc này một tiếng sấm rền đinh tai nhức óc vang lên từ tiêu lôi đình ầm ầm đánh xuống trực tiếp phá tan hư ảnh ma thần kia từ tiêu thần lôi vân trung quân sợ hãi cả kinh thân hình nhanh chóng lui lại phía sau những người khác cũng ngước nhìn lên không trung long hổ sơn thiên sư phủ phép ngự lôi thiên hạ vô song trong thiên hạ người khống chế được lôi pháp như vậy ngoại trừ long hổ sơn thiên sư phủ còn ai vào đây nữa quả nhiên một người trung niên mặc đạo bào màu trắng khi chất như làn gió xuân từ sau đi tới lắc đầu nói chân dương tử đạo huynh còn chưa vào tiểu phàm thiên cơ mà ngươi lãng phí sức lực ở đây làm gì chân dương tử hừ lạnh nói ta ma ngoại đạo ai ai cũng có thể chu diệt trương hy linh long hồ sơn thiên sư phủ các ngươi nằm tại tây sở thế nhưng lại ngồi yên nhìn bái nguyệt giáo phát triển tới mức này chẳng lẽ trương gia thiên sư phủ các ngươi không thấy hổ thẹn à trương hy linh không biết nói gì nữa mình đã khuyên nhủ rồi sao còn kéo cả mình vào vân trung quân cười lên một tiếng quái dị nói hóa ra là tử tiêu thần quân trương hy linh có một số kẻ không biết điều có khuyên can cũng vô dụng trương hy linh thản nhiên đáp cái gì là tử tiên thần quân tại hạ chẳng qua là một đạo sĩ chép sách trong kim quang các mà thôi vân trung quân cười hắc hắc nói hạ bút như sấm động dụng võ như lôi âm toàn bộ thiên sư phủ cũng chẳng mấy ai có tư cách dùng lực lượng lôi đình sao chép lôi pháp trong kim quang các chân dương tử bên cạnh thấy hai người còn nói chuyện phiếm không khỏi cả giận nói trương hy linh ngươi có còn là người trong giới đạo môn chúng ta hay không nếu ngươi là người trong giới đạo môn vậy lập tức liên thủ với ta cùng chu sát tên tà ma này trương hy linh nghe vậy lập tức cau mày sao lão già này vẫn không hiểu chuyện như vậy đây là nơi chém giết ma đạo hay sao huống hồ thiên sư phủ mà diệt được bái nguyệt giáo đã không cần làm hàng xóm với bái nguyệt giáo trong thời gian dài như vậy bản thân đã nể mặt giới đạo môn mới ra tay cứu giúp biết sớm như vậy vừa rồi hắn đã chẳng quản nhiều như vậy trực tiếp tiến vào tiểu phàm thiên lúc này một giọng nam ôn hòa đột nhiên cất lên chân dương tử tiền bối chu sát tà ma lúc nào cũng được. Có điều đối với thuần dương đạo môn mà nói, nhiệm vụ hiện tại là dẫn mấy vị sư đệ thuần dương đạo môn vào tiểu phàm thiên đã. Chu sát tà ma, không tăng cường thực lực bản thân thì chu thế nào đây? Ngài có thực lực nhưng mấy vị sư đệ khác còn chưa có đâu. Theo giọng nói kia vang lên, một thanh niên dung mạo tuấn lãng mặc áo bào trắng mai tóc rối bù chậm rãi đi tới. Người thanh niên kia xét theo mức độ tuấn tú không tới mức kinh người như Lã Phụng Tiên và Danh Bạch Lộc, nhưng hai mắt hắn như mang theo thần quang quanh người hắn có một luồng khí thế mờ ảo vô hình như ẩn như hiện tựa như tiên nhân trên trời tóm lại đây là một nam nhân khiến người ta đã gặp là không thể quên tiểu thiên sư trương thừa trinh mọi người xung quanh lập tức ổ lên ánh mắt mọi người lập tức nhìn về phía trương thừa trinh sở hưu cũng nhìn về phía trương thừa trinh ánh mắt mang theo vẻ tò mò chẳng trách mọi người ngạc nhiên thanh danh của trương thừa trinh thật sự quá vang dội thân là thiên tài ngàn năm có một của trương gia thiên sư phủ khi ra đời lòng bàn tay trương thừa trinh tự có lôi văn trong lời đồn thậm chí hắn là đạo quân truyền thế hiển hách kinh người từ khi bước chân vào giang hồ trương thừa trinh chưa từng bại một lần chiến tích này không chỉ với võ giả thế hệ trẻ tuổi cho dù đối mặt với tông sư võ đạo thế hệ trước cũng vậy ngay trước sở hưu giết chết kiều liên đông đã là chiến tích chém giết tông sư võ đạo kinh người hiếm thấy trong thế hệ trẻ nhưng lúc đó sở hưu giết chết kiều liên đông không ai chứng kiến trận chiến đó y cũng đánh vô cùng gian nan có viêm xích tiêu ở bên cạnh phụ trợ sở hưu dốc hết thủ đoạn mới giết được kiều liên đông nhưng lần trương thừa trinh giết chết tông sư võ đạo lại là ngay trước mặt bao người hơn nữa những người chứng kiến trận chiến đó đều nói trương thừa trinh thậm chí không xuất thủ toàn lực toàn bộ quá trình vô cùng nhẹ nhàng cho nên sau trận chiến đó có người nói trương thừa trinh thậm chí lúc nào cũng có thể bước vào cảnh giới tông sư võ đạo chẳng qua hắn tu luyện bí pháp hay tích lũy căn cơ cố gắng áp chế cảnh giới bản thân nên mới chưa đột phá thôi hiện giờ mặc dù trương thừa trinh vẫn mang danh võ giả thế hệ trẻ tuổi nhưng không ai coi hắn như võ giả tiểu bối bởi vì trương thừa trinh còn kinh khủng hơn đại đa số tông sư võ đạo chứng kiến trương thừa trinh mở miệng thuyết phục chân dương tử theo góc độ khác chân dương tử cũng nghĩ tới nhiệm vụ của sư môn bèn hư lạnh một tiếng nói hôm nay tạm thời buông tha cho tên ma đạo ngươi một lần nếu để lão đạo thấy ngươi trong tiểu phàm thiên ta chắc chắn sẽ chém chết không tha nói xong lời này chân dương tử mới dẫn các đệ tử thuần dương đạo môn tiến vào tiểu phàm thiên vân trung quân nhìn trương thừa trinh cười hắc hắc nói tiểu thiên sư trương thừa trinh đi qua thật danh bất hư truyền khí độ vô song đáng tiếc có một số kẻ cứng đầu không nghe khuyên bảo trương hy linh cùng trương thừa trinh đều không nói gì thuần dương đạo môn vốn tính cách như vậy bọn họ cũng chẳng có cách nào ai cũng nhận ra thực lực vân trung quân vượt xa chân dương tử nếu đổi lại thành người khác đi thì cứ đi thôi thế nhưng chân dương tử lại ngoan cố đến cùng không biết nên nói hắn cứng đầu hay không biết tốt xấu lúc này vân trung quân lại nói với thực lực của tiểu thiên sư ngươi có vào tiểu phàm thiên hay không dường như không có gì khác biệt thậm chí những linh khí cơ duyên trong tiểu phàm thiên cũng chỉ là dệt hoa trên gấm với ngươi mà thôi. Ta không nghĩ lần này ngươi lại tới, còn tưởng ngươi sẽ nhường cơ hội này cho các đệ tử khác của Thiên sư phủ cơ. Giọng điệu của Vân Trung Quân không thiếu ý khích bác ly gián nhưng Trương Thừa Trinh chỉ thản nhiên đáp: "Ta chưa từng thấy bí cảnh kỳ dị như tiểu phàm thiên, lần này đến coi như trải sự đời. Trong Thiên sư phủ nhân duyên của ta cũng không tệ, cho dù ta không có cơ hội, chỉ cần ta muốn tiến vào những sư huynh sư đệ khác cũng sẽ nhường cơ hội cho ta." Dứt lời trong khu rừng sau lưng Trương Thừa Trinh không ngờ có đền 11 đệ tử thiên sư phủ chạy ra đứng sau lưng Trương Thừa Trinh. Cảnh tượng này khiến những người khác đỏ mắt không thôi. Đổi thành những tông môn khác chỉ có một hai chiếc chìa khóa, tất cả đều phải giao cho tông sư võ đạo, võ giả tiểu bối căn bản không có tư cách sử dụng. Thế nhưng tới chỗ thiên sư phủ, danh ngạch quý giá tiến vào tiểu phàm thiên lại có thể nhường tới nhường lui. Trong tiểu phàm thiên nguy hiểm nhất không phải nguy cơ gì khác mà chính là con người. Trong hai giới chính ma, thế lực khắp nơi khó tránh khỏi tranh đấu sống chết có điều khi ở bên ngoài mọi người còn tương đối kiềm chế những người như chân dương tử bất chấp tất cả cứ thấy người trong ma đạo là xuất thủ âu cũng là số ít văn trung quân cùng trương thừa trinh thăm dò nhau hai câu rồi trực tiếp dẫn đệ tử của mình vào tiểu phàm thiên sau khi hai nhóm người đi khỏi mọi người mới chất lưỡi cảm thán tiểu thiên sư trương thừa trinh quả nhiên danh bất hư truyền mặc dù vừa rồi trương thừa trinh không xuất thủ nhưng mọi người đều chứng kiến khí độ của trương thừa trinh lần này người dẫn đội của long hổ sơn thiên sư phủ là trương hy linh nhưng trương thừa trinh vừa xuất hiện mọi người đều quên mất trương hy linh còn tưởng trương thừa trinh mới là người cầm đầu thiên sư phủ lần này đây là một người luôn tỏa sáng rực rỡ chỉ cần nơi này có trương thừa trinh ánh sáng của hắn đủ che lấp bất cứ ai sở hưu chờ ở đây nửa ngày lại có không ít tông môn đến trong đó còn có một số cao thủ tán tu trong tay cũng cầm ít chìa khóa có điều phần lớn những người này đều tương đối an phận sau khi đến trực tiếp tiến vào tiểu phàm thiên không hề trì hoãn Sở Hưu còn thấy người của Chân Vũ giáo, thân là một trong tam đại đạo môn, không ngờ Chân Vũ giáo lại vô cùng kín tiếng chỉ có ba người tới. Ba người này chỉ có một võ giả thiên nhân hợp nhất cùng một vị tông sư võ đạo, đây cũng là chuyện khá kỳ lạ, có điều tuy Chân Vũ giáo trước nay kín tiếng nhưng trên giang hồ không ai dám coi nhẹ Chân Vũ giáo, thậm chí mặc dù hiện giờ Long Hồ Sơn Thiên sư phủ là người đứng đầu đạo môn nhưng vẫn rất tôn kính Chân Vũ giáo, bởi vì Chân Vũ giáo từng có một tiên nhân, Ninh Huyền Cơ một ninh huyền cơ đã phá tan cô luân ma giáo thống trị cả giang hồ năm xưa Ngày trước trong thời cô luân ma giáo hùng bá thiên hạ Nếu không có tiên nhân ninh huyền cơ xuất hiện ngang trời Giao đấu với độc cô duy ngã cuối cùng song song mất tích E là giờ trên giang hồ ma diễm vẫn phủ kín bầu trời Chính đạo vẫn suy thoái Cho nên bất luận thực lực chân vũ giáo hiện tại ra sao Tối thiểu có hào quang của tiên nhân Ninh huyền cơ, địa vị chân vũ giáo vẫn còn đó Tới chập tối, sở hưu còn chứng kiến người của vô tướng ma tông tới đây lần này người dẫn đầu chính là lục tiên sinh cùng hai võ giả thiên nhân hợp nhất lục tiên sinh cũng chứng kiến sở hưu ánh mắt hai người giao nhau một cái rồi lướt qua như không quen biết sau đó lục tiên sinh dẫn người vào trong tiểu phàm thiên tới gần tối lã phụng tiên rốt cuộc cũng dẫn bốn người thủy vô tướng tới sở huynh khiến ngươi chờ lâu rồi sở hưu lắc đầu nói không sao bọn tạ tiểu lâu chắc phải mai mới tới có điều ngươi bỏ qua vài màn hay ho rồi lã phụng tiên kinh ngạc nói ồ có chuyện gì hay à Văn Trung Quân của Bái Nguyệt Giáo giao thủ vài chiêu với chân dương tử của thuần dương đạo môn. Cửu đại thần vu tế quả nhiên không ai tầm thường. Còn cả tiểu thiên sư, Trương Thừa Trinh cũng đến. Lã Phụng Tiên hiếu kỳ, tiểu thiên sư, Trương Thừa Trinh là người thế nào? Người chưa thấy Trương Thừa Trinh luôn rất hiếu kỳ về hắn. Dù sao Trương Thừa Trinh cũng rất nổi tiếng trên giang hồ, Lã Phụng Tiên đã nghe tới tên Trương Thừa Trinh vô số lần. Sở hưu trầm ngâm nói, khó mà tả được, có điều dùng bốn chữ để hình dung rất thích hợp, đó là danh xứng với thực danh xứng với thực không phải là tán dương đề cao có điều nghĩ lại đồn đại về trương thừa trinh trên giang hồ bốn chữ này lại trở nên kinh khủng sở hưu cùng lã phụng tiên ngồi khoanh chân trên mặt đất tán gẫu sang sớm hôm sau trần thanh đế rốt cuộc cũng mang tạ tiểu lâu tới thấy sở hưu và lã phụng tiên còn đang chờ tại đây tạ tiểu lâu kinh ngạc vội vàng tới nói sở huynh lã huynh xin lỗi đã đến muộn sư phụ ta chỉ có một cái chìa khóa người muốn cả ta cũng tiến vào tiểu phàm thiên nên đi mua thêm một cái nữa thiên hạ minh vừa cuột khởi không lâu trong tay trần thanh đế chỉ có một chiếc chìa khóa cũng không lạ có điều thứ như chìa khóa tiểu phàm thiên này mà cũng mua được chuyện này đúng là ly kỳ sở hưu sắc mặt quái dị nói chẳng lẽ có người chịu bán thứ này cho người à tạ tiểu lâu nói ban đầu tên kia không có ý định bán có điều sau đó sư phụ nhất quyết muốn mua đối phương chỉ có thể bán sở hưu cùng lã phụng tiên liếc nhìn bóng lưng trần thanh đế đây là ép mua ép bán có điều chuyện này cũng phù hợp với tác phong của trần thanh đế thấy biểu cảm của sở hưu và lã phụng tiên tạ tiểu lâu vội vàng nói sư phụ ta là người rất tuân thủ quy củ giang hồ bên có chìa khóa chỉ là một thế gia nhỏ trong nhà vốn có một vị lão tổ là tông sư võ đạo có điều đã qua đời mấy năm rồi rất nhiều người biết họ có chìa khóa giờ tiểu phàm thiên đã khai mở nếu không có sư phụ ta chắc chìa khóa đó đã bị người ta cướp mất rồi hơn nữa thế gia kia thực lực rất yếu cho dù tiến vào tiểu phàm thiên chắc cũng không kiếm được gì tốt sư phụ ta đã cho bọn họ cái giá không thấp không khiến bọn họ chịu thiệt Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên nghe vậy sắc mặt càng quái dị. Trần Thanh Đế mà tuân thủ quy củ, hắn đang nói quy củ của mình đúng không? Tạ Tiểu Lâu chào hỏi Trần Thanh Đế một tiếng rồi ở lại đây chờ Mạc Thiên Lâm tới. Có điều chờ mấy canh giờ sau, người của Mạc gia tới thật, có điều chỉ có gia chủ Mạc gia, lại không có bóng dáng Mạc Thiên Lâm. Ba người liếc nhau, đều không nói gì, rõ ràng Mạc Thiên Lâm không tới được, hắn không có chìa khóa. Mạc gia dẫu sao cũng là một trong cửu đại thế gia, có điều giờ xem ra nội tình Mạc gia cũng rất đáng lo, toàn bộ mặc ra chỉ có một chiếc chìa khóa. Có điều Mạc Thiên Lâm không tới, Lạc Phi Hồng lại tới. Ta nói này, mấy người các ngươi đang đợi ta đấy à? Ha ha, bản cô nương hết sức cảm động. Có điều không lấy thân báo đáp đâu nhé. Lạc Phi Hồng mặc một bộ y phục võ sĩ màu trắng, tôn thêm những đường nét của nàng. Nhưng dáng vẻ này của Lạc Phi Hồng lại càng thêm sắc bén, gương mặt cũng mang nụ cười sáng sủa, khá hơn hẳn so với bộ dáng u ám lúc bị lạc ra bức hôn. Rõ ràng đã thoát khỏi bóng ma lúc trước. chứng kiến Lạc Phi Hồng Sở Hưu kinh ngạc nói, sao ngươi cũng tới? Lạc Phi Hồng thoát ly khỏi Lạc gia, chỉ có thể coi là võ giả tán tu, đương nhiên cho dù Lạc Phi Hồng có ở Lạc gia, Lạc gia cũng chẳng cấp cho Lạc Phi Hồng cơ hội tiến vào tiểu phàm thiên. Là Mạc Giã Tử đại sư cho ta chìa khóa. Lạc Phi Hồng nhún vai nói, Mạc Giã Tử đại sư thân là đại tông sư luyện khí, của cải của hắn còn nặng hơn tưởng tượng của các ngươi nhiều. Mạc Giã Tử đại sư bảo ta vào tiểu phàm thiên nhìn xem, nếu trong đó có một số thứ khoáng thạch quý hiếm thì mang ra cho hắn là được. Sở Hưu gật nhẹ đầu, Mạc Giã Tử đã coi Lạc Phi Hồng như con gái ruột, chìa khóa tiểu phàm thiên quả thật không có tác dụng với Mạc Giã Tử đại sư, cho nên nhường cho Lạc Phi Hồng cũng rất bình thường. Giờ Mạc Thiên Lâm không tới, bốn người Sở Hưu hàn huyên một lát rồi định sẵn phương vị, tiện cho việc tập hợp. Ngay lúc bọn Sở Hưu định tiến vào tiểu phàm thiên, một giọng nói mang theo ý hận vang lên sau lưng y, "Sở Hưu." Sở Hưu quay đầu lại, của hỉ thấy một nhóm người mặc áo trắng cầm trường kiếm trực tiếp đi tới trong nhóm người này có người quen cũ của sở hưu như phương thất thiếu cũng có người sở hưu từng thấy trên phù ngọc sơn đại chiến chính ma thủ tọa hình kiếm đường của kiếm vương thành vô hình kiếm bạch tiềm còn người đang nhìn sở hưu với vẻ đầy ý hận chính là tuấn kiệt trẻ tuổi gần với phương thất thiếu trong kiếm vương thành lâm khai vân ngay trước trong quan trung hình đường lâm khai vân bị sở hưu đánh bại tại chỗ khiến cho tâm cảnh bị phá hủy từ đó về sau không gượng dậy nổi nói thật đó cũng là lần đầu sở hưu chứng kiến có người tâm cảnh yếu ớt như lâm khai vân thân là võ giả lên lên xuống xuống thắng thắng, thắng thua thua đều là chuyện bình thường lâm khai vân này nói thẳng ra là thua không nổi hạng người như vậy sở hưu cũng bằng buồn nhớ tới có điều y cũng không ngờ lại có ngày thấy đối phương lâm khai vân này có vẻ đã khôi phục khỏi đà kích năm xưa thậm chí thực lực đã tăng lên tới ngũ khí triều nguyên có điều hắn vẫn kém xa phương thất thiếu ánh mắt đảo qua lâm khai vân vẻ mặt đầy ý hận sở hưu chào hỏi phương thất thiếu một tiếng phương huynh đã lâu không gặp Phương Thất Thiếu nhún vai một cái nói đúng là đã lâu không gặp. Còn nữa, chúc mừng Lã Huynh bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lâm Khai Vân thấy Sở Hưu không ngờ lại nói chuyện phiếm với Phương Thất Thiếu bên này, sắc mặt đã tức tới mức đen kịt. Phương Sư Huynh, kẻ này là Sở Hưu, là Sở Hưu từng có thủ oán với kiếm vương thành chúng ta. Ngươi không phân rõ giới hạn với hắn thì thôi giờ lại còn trò chuyện vui vẻ như vậy, rốt cuộc ngươi có ý gì? Trong mắt người ngoài hay trong mắt người quen như Sở Hưu, Phương Thất Thiếu ngoại trừ thực lực bản thân rất đáng tin cậy, còn lại toàn thân hắn từ trên xuống dưới không có chỗ nào đáng tin có điều lúc này nghe lâm khai vân nói vậy sắc mặt phương thất thiếu lại đột nhiên trầm xuống lạnh lùng nói phân rõ giới hạn lâm khai vân ngươi còn chưa tỉnh ngủ hay là ngủ nhiều quá mụ mị rồi ai cho ngươi tư cách nói năng với ta như vậy kẻ có thù oán với sở hưu là ngươi ngươi muốn tự chui đầu vào chỗ chết đi báo thù ta cũng chẳng ăn nể tình đồng môn cùng lắm ta khuyên ngươi một câu đừng tự tìm đường chết giờ ngươi còn muốn khích bác ta xuất thủ giúp ngươi Ngươi nghĩ ta ngu chắc, thù hận của mình thì tự mình giải quyết, đừng có chuyện gì cũng lôi Kiếm Vương Thành ra. Thanh danh Kiếm Vương Thành mất đi cũng là do loại người như ngươi đấy. Phương Thất Thiếu trước nay luôn có vẻ không đứng đắn, lúc này lại đột nhiên nổi giận, cục diện vô cùng áp lực. Bạch Tiềm nhíu mày nói, "Được rồi, Lâm Khai Vân ngươi đừng gây chuyện nữa. Lần này cho ngươi cơ hội không phải để ngươi gây chuyện mà là cho ngươi vào Tiểu Phàm Thiên tìm kiếm cơ duyên." Thấy Bạch Tiềm mở miệng, Lâm Khai Vân cho dù không phục hay không cam lòng với sở hưu cũng chỉ có thể nhịn. Phương Thất Thiếu tùy ý khoát tay với bọn người sở hưu một cái, trực tiếp cùng Bạch Tiềm tiến vào tiểu phàm thiên. Sau khi đi được một đoạn, Bạch Tiềm trầm giọng tuyền âm nói, Thất Thiếu, tên sở hưu kia không phải hạng dễ đối phó, cũng chẳng đi theo con đường ngay thẳng gì. Tốt nhất ngươi bớt qua lại với hạng người như vậy đi. Mặc dù Lâm Khai Vân không hiểu chuyện nhưng dù sao hắn cũng là sư đệ của ngươi, là tương lai của kiếm vương thành ta. Phương Thất Thiếu ủy oải chỉnh lại thanh trường kiếm sau lưng nói, cái gì là đường ngay, thế nào là đường tà. Ai đi nhanh đi xa, vậy đường của họ là đúng trên giang hồ này số người lọt mắt ta không nhiều không làm bằng hữu được vậy chỉ có thể làm kẻ địch thôi về phần tên lâm khai vân kia thứ cho ta nói thẳng nếu tương lai kiếm vương thành phải dựa vào loại người như hắn vậy kiếm vương thành cũng chẳng có tương lai gì sở hữu không để chuyện lâm khai vân trong mắt trên giang hồ này chẳng thiếu những người không tự biết mình như lâm khai vân kiếm vương thành hùng bá tây vực vốn làm việc cực kỳ bá đạo trong toàn bộ kiếm vương thành chỉ là phương thất thiếu mới là người khác biệt sở hưu cùng lã phụng tiên không tiếp tục trì hoãn nữa mà theo sát đó tiến vào trong tiểu phàm thiên vừa bước vào tiểu phàm thiên sở hưu lập tức cảm giác được một luồng thiên địa nguyên khí nồng nặc ập tới hơn nữa luồng thiên địa nguyên khí này không phải chỉ là nồng đậm bình thường quả thật đậm đặc tới mức như thực chất chủ động tràn vào cơ thể sở hưu thậm chí khiến tu vi sở hưu dường như tăng cường thêm một chút sở hưu không thể không thừa nhận tiểu phàm thiên này quả thật là bảo địa cho dù không nhận được thứ gì chỉ cần sống sót ra ngoài thôi đã là kiếm lợi rồi đảo mắt một vòng bên cạnh sở hưu không có bất cứ ai xem ra mọi người thật sự bị dịch chuyển ngẫu nhiên tới những nơi khác nhau có điều trước đó sở hưu và đám người lã phụng tiên đã bàn bạc xong bất luận bị di chuyển tới hướng nào đều đi theo hướng đông là được dù sao trên đường sẽ có cơ hội gặp mặt vừa đi sở hưu vừa cẩn thận quan sát phong cảnh trong tiểu phàm thiên toàn bộ tiểu phàm thiên chỉ cho sở hưu một loại cảm giác đó là hoang vu bốn phía đều là cây cối khổng lồ cao vút trên mây mặt đất lại là những thứ như phế tích thành trì lớn vẫn có thể nhìn ra được dấu tích xưa, có thứ giống như thành thị, có nơi lại giống di tích tông môn, có điều hầu hết đều đã bị phá tan thành từng mảnh, có thứ thậm chí bị chôn sâu dưới đất. Đi thẳng suốt dọc đường, các loại kỳ chân dị quả dưới thiên địa nguyên khí nồng đậm cơ hồ tiện tay là vặt được. Có điều tới cấp bậc hiện tại của Sở Hưu, y chỉ hái một chút linh dược thưa thớt trên lục chuyển. Linh dược thấp hơn lục chuyển không mấy tác dụng với Sở Hưu, cho nên sau khi lấy được những linh dược này y trực tiếp ném vào trong miệng không phải sở hưu không muốn lấy những linh dược này đi luyện đan mà là những linh dược trong tiểu phàm thiên này tương đối đặc thù. Một khi rời khỏi tiểu phàm thiên, linh khí tiêu tan cũng cực kỳ nhanh chóng. Có lẽ chuyện này cũng liên quan tới mức độ dư giả của linh khí trong tiểu phàm thiên, chỉ cần linh dược rời khỏi tiểu phàm thiên trong vòng 10 ngày linh khí sẽ tiêu tán hoàn toàn khô héo. Thời gian 10 ngày căn bản không kịp cho luyện đan sư luyện chế linh dược thành đan dược, cho nên trong tiểu phàm thiên mọi người chỉ có thể dùng linh dược luyện hóa tại chỗ. Đúng lúc này, phía trước vang lên âm thanh giao thủ sở hưu lại gần xem xét phía trước còn có không ít người trong đó vài võ giả thiên nhân hợp nhất tập hợp lại cùng nhau canh gác trước một cung điện như đã sụp đổ số võ giả còn lại cao thấp bất đồng có cảnh giới ngũ khí triều nguyên có thiên nhân hợp nhất tất cả đều bị ngăn bên ngoài trong đó có người tức giận nói hạ hầu thị cùng lục ra các ngươi thật quá đáng nơi này là mọi người cùng tìm thấy hai người các ngươi lại định bội bạc độc chiếm nơi này còn cần thể diện không vậy người canh giữ ngoài cửa di tích thật ra thuộc hai thế lực một là nam thương hạ hầu thị một là đại thế gia đông tề cao bình lục gia hai nhà này một ở phương nam đông tề một ở phương bắc đông tề phạm vi thế lực cách nhau rất xa đồng thời quan hệ giữa hai nhà còn là thông gia lúc này cũng rất tự nhiên liên hợp với nhau còn những võ giả khác chỉ lẻ loi một mình không có người dẫn đầu đương nhiên không đấu nổi hạ hầu thị và lục gia liên thủ trong đó một võ giả hạ hầu thị thản nhiên nói nếu cứ đắn đo thể diện hạ hầu thị ta đã chẳng có thực lực như ngày hôm nay chư vị ta khuyên các vị nên tiết kiệm chút sức lực đi tiểu phàm thiên lớn như vậy tội gì các ngươi phải tranh đoạt di tích với chúng ta có thời gian chẳng bằng tới chỗ khác thăm dò lần nữa đúng lúc này sở hưu cũng đi từ trong rừng ra thấy sở hưu đến mọi người đều nhìn sang dù sao sở hưu cũng là tuấn kiệt hạng tư trên long hồ bảng là cường giả có chiến tích giết chết tông sư võ đạo thấy sở hưu tới đây người của hạ hầu thị và lục gia đều hết sức cảnh giác tập trung chú ý về phía y võ giả hạ hầu thị kia lạnh lùng nói sở hưu đây không phải nơi ngươi có thể nhúng tay vào Hai vị tông sư võ đạo của Quan Trung Hình Đường ngươi đều không có mặt, ngươi ta nước sông không phạm nước giếng. Giờ mau đi đi, mọi người coi như không có chuyện gì xảy ra. Luận mức độ kiên kỵ, hơn 10 võ giả ở đây còn chẳng bằng mình Sở Hưu. Giờ người của Hạ Hầu thị và Sở gia chỉ sợ Sở Hưu liên thủ cùng những võ giả kia đối phó với bọn họ. Chỉ có điều ngoài dự liệu của mọi người, Sở Hưu nghe vậy chỉ gật nhẹ đầu, a lên một tiếng rồi trực tiếp quay người rời đi. Thấy thái độ đó của Sở Hưu, bất luận Hạ Hầu thị hay Lục gia đều ngây ngẩn. Sở Hưu này dễ nói chuyện như vậy từ bao giờ? Phải biết lời đồn đại về Sở Hưu trên giang hồ đều không tốt lành gì, tất cả đều công nhận Sở Hưu làm việc cực kỳ phách lối bất thường, ương ngạnh tới cực điểm, như hiện giờ có vẻ không giống phong cách của Sở Hưu. Có điều những võ giả bên kia thấy Sở Hưu rút lui, bọn họ cũng đành rút lui. Đúng như Hạ Hầu thị nói, trước khi xác định chính xác nơi này có trọng bảo xuất thế, tranh đoạt di tích ở đây còn chẳng bằng đi nơi khác tìm kiếm. Thấy tất cả mọi người đi khỏi, người của Hạ Hầu thị và Lục gia mới thở phào một hơi người của lục gia nghi ngờ nói giang hồ đồn đại tên sở hưu kia không phải hạng dễ đối phó sao đối phương lại rút lui như vậy chẳng phải hạ hầu thị ngươi từng giáp mặt với tên sở hưu kia rồi ư liệu có gì lừa gạt gì không võ giả hạ hầu thị kia không quan tâm vung tay lên nói tên sở hưu kia có bá đạo đến đâu cũng chẳng phải tông sư võ đạo chân chính giờ chúng ta có vài cao thủ thiên nhân hợp nhất ở đây hắn cũng phải kiêng rẻ thôi so với việc giao đấu tranh đoạt với chúng ta chẳng bằng bớt chút sức lực ra đi tìm nơi khác yên tâm tiếp đó chúng ta cứ an tâm thăm dò là được sau đó tìm được gì thì chia đôi với quan hệ của hai nhà chúng ta có gì cũng dễ bàn cả đúng lúc này từ trong rừng một kẻ mặc áo đen quanh người ma diễm ngập trời mang mặt nạ sắt không chút biểu cảm bước ra từ trong rừng rậm ngay khi thấy kẻ này người của hạ hầu thị cùng lục ra đều lập tức biến sắc là lâm diệp trong nhánh ẩn ma trước đó có lẽ bọn họ còn thấy lạ lẫm đối với cái tên này có điều sau khi chuyện tụ nghĩa trang lan truyền khắp giang hồ cái tên vị Tuấn Kiệt Ma Đạo Lâm Diệp giá trị ngang với vị trí trang chủ tụ nghĩa trang này cũng theo đó vang dội khắp võ lâm. Đối phương cũng không phải hạng dễ đối phó, cho nên người của Hạ Hầu Thị đang định nói lại những lời vừa nói với Sở Hưu. Để đối phương biết khó mà lui, có điều hắn vừa há mồm, Lâm Diệp đã động thủ. Ma khí vô biên bao phủ lấy bọn họ, khí huyết trên người bọn họ cũng bắt đầu sôi trào, khiến những võ giả thiên nhân hợp nhất này không khỏi rên lên một tiếng. Quanh người võ giả Hạ Hầu Thị lấp lánh ánh kim nguyên thần, có điều không đợi bọn họ động thủ, Hai tay Lâm Diệp đã múa lên, tinh thần lực cường đại bộc phát, nguyên thần vô hình ngưng tụ thành bảy dây đàn huyền cầm, theo hai tay Lâm Diệp tấu đàn, chỉ trong chốc lát ma âm truyền tới tai, chấn hồn u minh khúc, từng luồng sóng âm vô hình truyền tới trong đầu những võ giả hạ hầu thị kia, chỉ trong vòng một hơi thở đã trực tiếp phá nát tinh thần lực bọn họ. Hơi thở thứ hai đã khiến tinh thần lực bọn họ phản phệ, chờ đến thời gian hơi thở thứ ba, đám võ giả hạ hầu thị này không ngờ lại lộ vẻ hưởng thụ nhưng thất khiếu đồng thời chảy máu, trực tiếp ngã xuống đất bỏ mình. Những võ giả lục gia vừa định xông tới đã chứng kiến thảm trạng của Hạ Hầu thị, bọn họ lập tức sợ hãi cả kinh, quay người định bỏ trốn. Lâm Diệp này đúng là ma tính nặng nề, không nói hai lời vừa gặp đã ra tay giết người. Lần này Hạ Hầu thị và lục gia bọn họ cũng có tông sư võ đạo tiến vào, bọn họ nhất định phải báo cáo chuyện này lại, thậm chí liên hợp các tông môn chính đạo, vây giết tên ma đầu kia, có điều bọn họ không kịp trốn thoát, chỉ có thể trơ mắt nhìn ma khí quét qua sau lưng. Từng luồng khí huyết chảy ra từ thi thể hạ hầu thị dung nhập vào ma khí quanh người Lâm Diệp kia. Chỉ trong chốc lát, một pháp tướng Phật Đà sen lẫn ma khí và huyết khí hiện lên sau lưng Lâm Diệp, cầm ma đao trong tay ầm ầm chém xuống, huyết khí ngập trời, ma uy kinh thiên. Sát sinh ma Phật tướng, một đao chém một người, bất cứ cương khí hay binh khí gì dưới đao này tất cả đều tịch diệt, không tới 10 hơi thở sau trong trận đã không còn một người sống. Thu liễm lại cương khí của bản thân, Sở Hưu ung dung bước vào di tích. Giờ Sở Hưu mới phát hiện vẫn là thân phận ma đạo càng thuận tiện, không cần nói nhảm nhiều, muốn giết cứ giết. Dù sao cũng là ma đạo, có tệ hơn nữa thì còn tệ đến đâu được. Một lời không hợp trực tiếp động thủ là được, trước thực lực tuyệt đối cứ dùng đao trong tay và nắm đấm giải quyết vấn đề là nhanh chóng nhất. Chỉ xui xẻo cho người của Hạ Hầu thị và Lục gia, hai nhà bọn họ đều phái võ giả thiên nhân hợp nhất tuổi tác khá trẻ tới, chí ít cũng là những người tương lai có khả năng nhất định bước vào cảnh giới tông sư võ đạo. Nếu không bị Sở Hưu giết, những người này được linh khí trong tiểu phàm thiên rèn luyện lại nhận được một số linh dược tài nguyên trong tiểu phàm thiên tương lai bọn họ có tỷ lệ ba thành đạt tới tông sư võ đạo đừng nhìn tỷ lệ này không cao thực tế trên giang hồ số võ giả thiên nhân hợp nhất có thể thăng cấp lên tông sư võ đạo thậm chí không đủ một phần mười một phần mấy chục còn tạm có thể nói lần này tương đương với sở hưu giết chết hai đến ba tông sư võ đạo cả hạ hầu thị và lục gia đều lỗ to đương nhiên những chuyện này không liên quan gì tới sở hưu sau khi giải quyết những người này Sở Hưu lại thản nhiên bước vào trong đại điện của di tích kia. Tòa di tích này kiến trúc bên ngoài vốn như một đạo quan của đạo gia, hơn nữa diện tích còn không nhỏ. Sở Hưu bước vào bên trong, chứng kiến một bức tượng thiên tôn không đầu. Toàn bộ đại điện sụp đổ một nửa, chỉ thấy một màu đen kịt, phối hợp với bức tượng thiên tôn không đầu càng tôn thêm khung cảnh quỷ dị. Trong đại điện u tối chỉ có bức tượng thiên tôn không đầu, khung cảnh vô cùng quỷ dị. Có điều Sở Hưu lại không buồn để ý, kinh khủng nhất vĩnh viễn là người sống chứ không phải những tà ma quỷ quái đó. Sở hưu lục lọi trong đại điện của đạo quan một hồi lâu, không phát hiện thứ gì có giá trị. Có lẽ trước đó có nhưng giờ đều bị bụi bặm che lấp. Không ai biết những chuyện liên quan tới Tiểu Phàm Thiên. Tiểu Phàm Thiên chỉ mới thường xuyên xuất hiện trong ngàn năm gần đây. Đương nhiên cũng có thể đã xuất hiện từ trước, có điều không ai chú ý tới mà thôi. Chỉ có điều trong ngàn năm gần đây các loại quy luật của Tiểu Phàm Thiên mới được mọi người tìm ra, bắt đầu tổ chức quy mô tiến vào. Trong Tiểu Phàm Thiên đều là các di tích lưu truyền từ thời thượng cổ trong đó quý giá nhất là một số công pháp thượng cổ như thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú của sở hưu chỉ có điều đại điện của đạo quan này bị phá hủy nặng nề bên trong không có thứ gì tốt tránh khỏi đại điện sở hưu tiến vào gian nhà sau của đạo quan bên trong còn bị phá hủy nghiêm trọng hơn sở hưu đào sâu xuống bên dưới đình viện sụp đổ cũng không tìm ra thứ gì y nhíu mày thầm nghĩ mình không xui xẻo vậy chứ dựa theo kinh nghiệm trước nay bên trong di tích tiểu phàm thiên thường cất giữ tương đối phong phú hầu như không xuất hiện tình trạng trắng tay làm sao mình lại xui xẻo như vậy, giết bao người rồi mà di tích đầu tiên lại không thu hoạch được gì. Đúng lúc này, Sở Hưu đẩy gian phòng cuối cùng ở khu phía sau, nơi này ngược lại không hư hỏng gì, dường như là chỗ ở của một đệ tử trong đạo quan. Trên bàn đặt một quyển sách, được bảo tồn tương đối hoàn hảo. Sở Hưu nhìn thoáng qua chất liệu, mặc dù chỉ là giấy bình thường nhưng có vẻ đã được tẩm chất lòng kỳ hoa dị thảo gì đó, cho nên vẫn giữ được vạn năm bất hủ. Cầm quyển sách lên lật xem một lượt, Thứ này không phải bí tịch võ công mà là một bản nhật ký. Trên giang hồ rất ít võ giả có thói quen ghi nhật ký, vì đại đa số võ giả tông môn cùng thế gia sinh hoạt tương đối buồn tẻ. Cả ngày ngoại trừ tu luyện là lại tu luyện, không có gì đáng ghi chép. Hơn nữa người viết quyển nhật ký này dường như có tật nói nhiều, thứ linh tinh lật vặt gì cũng ghi lại. Sở hưu đọc một lúc lại thấy hứng thú. Thông qua nhật ký này sở hưu cũng được biết đạo quan có tên Linh Bảo Quan. Người viết nhật ký là đệ tử chân truyền của Linh Bảo Quan. Trong nhật ký ghi chép đại đa số những chuyện lý thú trong đạo quan. Hôm nay nhị sư huynh nhìn lén vương quả phụ ở thôn đông tắm rửa, bị sư phụ phát hiện. Sư phụ phạt sư huynh chép một ngàn lần linh bảo kinh. Sư huynh đúng là ngốc, nhìn lén ai mà chẳng bị phạt chép linh bảo kinh một ngàn lần, sao không đi nhìn lén tiểu hoa cô nương xinh đẹp nhất trong làng. Sư huynh còn nói người lớn phải ngắm dáng, trẻ con mới nhìn mặt. Dù sao ta cũng thấy tiểu hoa cô nương là xinh đẹp nhất. Hôm nay sư phụ bắt được một con linh thú bạch hổ, nói muốn lột ra tặng cho trưởng môn lăng tiêu tông làm quà buổi trưa thôi văn sư thúc ở nhà bếp làm thịt hổ thật khó ăn nhị sư huynh còn lén lút xin thôi văn sư thúc đuôi hổ ta biết ngay nhị sư huynh định ăn mảnh trên người bạch hổ chắc chắn ngon nhất là đuôi hổ ha ha hôm nay tam sư huynh dạy ta ất mộc trường xuân quyết ta chỉ học tới trưa là xong còn dùng hạt giống thúc đẩy sinh trưởng tạo ra một đóa hoa đuôi chó trước mặt tiểu hoa cô nương tiểu hoa cô nương rất vui vẻ ta muốn hôn nàng nhưng tiểu hoa cô nương lại tức giận còn nói ta xấu Sao lại vậy chứ? Nhị sư huynh đưa vương quả phụ một đóa hoa là được hôn vương quả phụ, mà vương quả phụ còn rất vui vẻ. Sao tiểu hoa cô nương lại tức giận nhỉ? Chẳng lẽ hoa đuôi chó khó nhìn ư? Ai, nữ nhân thật khó hiểu. Hôm trước đại sư huynh bước vào cảnh giới chân đan, ngưng tụ ra 36 luồng linh bảo hào quang. Sư phụ nói võ công của đại sư huynh đã đạt tới tiểu thành, có tư cách hành tẩu giang hồ. Thật hâm mộ đại sư huynh, lúc nào ta mới ngưng tụ được chân đan đây? Chắc phải rất lâu nữa. Dù sao trong quan đại sư huynh là người tu luyện khắc khổ nhất, lúc chúng ta đang chơi đại sư huynh cũng tu luyện. Khi nhị sư huynh nhìn lén vương quả phụ tắm rửa, đại sư huynh cũng vẫn tu luyện. Vốn dĩ Sở Hưu còn đang vui vẻ đọc nhật ký, có điều khi tới đoạn này y lại chợt giật mình. Trong nhật ký này đại sư huynh chỉ là đệ tử lứa trẻ, nhưng hắn lại bước vào cảnh giới chân đan, trở thành tông sư võ đạo. Cho dù như vậy sư phụ hắn mới chỉ nói võ công của hắn tiểu thành, có tư cách hành tẩu giang hồ. Rốt cuộc là trong thời thượng cổ đạo quan này uy danh hiển hách hay võ đạo thời thượng cổ kinh khủng như vậy, tông sư võ đạo mới xem như tiểu thành. Có điều theo suy nghĩ của Sở Hưu, hẳn là trường hợp trước, vì đám người thủy vô tướng cũng đã nói trong thời thượng cổ nguyên khí nồng đậm, trình độ bình quân của võ giả khi đó mạnh hơn hiện tại một chút nhưng lại không tới mức trái với lẽ thường như vậy. Chỉ ít thời đỉnh phong đám người thủy vô tướng nằm giữa cảnh giới chân đan và chân hỏa luyện thần, đẳng cấp võ đạo thời thượng cổ cũng có chút khác biệt so với hiện tại. Tối thiểu trong thời thượng cổ cảnh giới chân đan chỉ là cảnh giới chân đan, không ai gọi võ giả cảnh giới chân đan là tông sư võ đạo. Sở Hưu tiếp tục xem, nội dung tiếp đó khiến y càng hứng thú. Đại sư huynh bước vào cảnh giới chân đan có vẻ càng kích thích các vị sư huynh khác. Nhị sư huynh không lén lút đi tìm Vương Quả phụ nữa, ban đêm cũng bắt đầu tu luyện. Tam sư huynh không đi nghiên cứu những võ công trận pháp lung tung nữa, bắt đầu chuyên tâm tu luyện. Bọn họ đều cố gắng khắc khổ như vậy, ta cũng nên cố gắng mới đúng. Hôm nay sư phụ giảng tới thiên nhân hợp nhất, nói muốn hiểu rõ thiên địa trước hết phải hiểu rõ bản thân. Tam hoa tụ đỉnh vốn là ảo, đằng vân dưới chân cũng không phải thật. Tu hành vốn do chính bản thân mình, không nhìn thấu chính mình sao thấy rõ được thiên địa. Đoạn nhật ký này rất dài, cũng may chủ nhân quyền nhật ký vốn là người lắm lời cho nên hắn ghi lại tất cả những lời sư phụ đã nói không sót một chữ, khiến Sở Hưu xem tới nhập thần. Trước nay Sở Hưu xuất thân dân dã, không có sư phụ chỉ điểm, con đường võ đạo y theo đuổi là đạo chiến đấu sát phạt. Nhưng hạch tâm bản nguyên võ đạo lại hơi yếu, Sở Hưu đồng tu ba nhà đạo Phật ma, thế nhưng thú phù hợp với tâm tính căn cơ của y chỉ có ma công, riêng điểm này Sở Hưu không cần người dạy. Vài thứ trong võ công Phật môn khi Sở Hưu tiếp nhận truyền thừa của Đàm Uyên đại sư cũng bù đắp đôi chút, chỉ có võ công đạo môn Sở Hưu học được ít, lĩnh ngộ lại càng ít. Lần duy nhất Sở Hưu có lĩnh ngộ là khi y tham gia Thần binh đại hội, đi ngang qua Thủy Vân Quan nghe Huyền Thành đạo trưởng của Thủy Vân Quan giảng đạo về ngũ khí triều nguyên, từ đó mới có lĩnh ngộ. Còn sư phụ chủ nhân quyền nhật ký này cũng là quan chủ linh bảo quan. Người này rõ ràng là một vị cao nhân trong đạo gia, lý giải đối với đạo gia đã tới mức phản phức quy chân. Trong nhật ký này chỉ ghi chép một số cảm ngộ của sư phụ hắn đối với chân lý của đạo gia, không phải công pháp. Thế nhưng lại cho sở hưu một cảm giác như thể hồ quán đỉnh, khiến cho khí thế quanh người sở hưu cũng dần dần sôi trào, từng luồng chân khí lượn lờ lai động. Toàn thân sở hưu chìm vào một trạng thái kỳ dị, khí tức mờ ảo lượn lờ quanh người sở hưu. Tiên tử vọng khí thuật bất giác thi triển, có điều không phải nhìn người khác mà là nhìn bản thân. Tam Hoa Tụ Đỉnh vốn là ảo, Đằng Vân dưới chân cũng không phải là thật. Một giấc mộng dài rồi cũng tỉnh, vô căn vô cực bản quy trần, đại đạo trí lý, phiêu miểu hư vô, chỉ có bản thân mới là tồn tại chân thật nhất. Từ cảnh giới Tam Hoa Tụ Đỉnh tới ngũ khí Triều Nguyên, Sở Hưu kiểm tra lại hai cảnh giới quan trọng nhất đối với bản thân. Khí thế trên người Sở Hưu cũng từ thiên nhân hợp nhất rơi xuống ngũ khí Triều Nguyên, lại rơi xuống tới Tam Hoa Tụ Đỉnh cuối cùng lại nhảy trở lại thiên nhân hợp nhất, có điều lúc này khí thế của y càng thêm ngưng thực thâm hậu hơn hẳn trước kia, hơn nữa tai họa ngầm về nguyên thần của y đã đột ngột bù đắp. Thần y Phong bất bình nói Sở Hưu phải đột phá tới tông sư võ đạo hoặc dựa vào linh dược hoặc công pháp, thế nhưng giờ Sở Hưu không dùng cả ba cách này đã chữa trị được tai họa ngầm, có thể nói đây cũng là một cơ duyên. Cuốn nhật ký này tăng cường thực lực Sở Hưu còn nhiều hơn một bộ công pháp. Nhật ký sắp bị Sở Hưu lật hết. Thế nhưng những trang cuối nhật ký lại khiến Sở Hưu dựng cả tóc gáy, đại kiếp nạn thượng cổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đại sư huynh trở về mang theo tin tức của Tam Thanh Điện, sắc mặt sư phụ rất khó coi, mấy sư huynh khác cũng rất bối rối, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Địa Long xoay người, Thanh Cương trấn hoàn toàn bị hủy diệt, còn có đá lửa từ trên bầu trời đánh xuống thôn nhưng đều bị linh bảo hào quang của sư phụ đánh tan. Người trong thôn tới bái tạ sư phụ, nói sư phụ là thần tiên sống, nhưng sắc mặt sư phụ vẫn rất khó coi sư phụ nói kiếp đã bắt đầu linh bảo quan được hương hỏa một phương che chở giờ kiếp nạn bắt đầu vậy phải che chở cho những người khác đại sư huynh nhị sư huynh tam sư huynh tứ sư huynh bọn họ đi cả rồi ta cũng muốn đi nhưng sư phụ nói ta còn nhỏ đi chỉ thêm phiền chết nhị sư huynh chết rồi trước khi chết còn bảo ta đem di vật giao cho vương quả phụ tam sư huynh cũng chết trước khi chết còn nói muốn giao tổng cương ngũ hành trận pháp mà sư huynh nghiên cứu ra cho ta nhưng ta không muốn học tam sư huynh ngươi có thể sống lại không sống lại rồi tự mình dạy ta tứ sư huynh thích ăn thịt cũng chết rồi ngũ sư huynh thích uống trộm rượu cũng đã chết vì sao các ngươi lại chết sư phụ chết rồi vì sao vì sao vì sao đại sư huynh trở về không còn tay nữa sư huynh nói chúng ta phải đi do linh bảo quan che chở cho một phương do sư phụ đã chết nên tam thanh điện cho linh bảo quan hai danh ngạch rời khỏi nhưng sao lại chỉ có hai danh ngạch chúng ta chết mất nhiều người như vậy sao mới chỉ có hai danh ngạch ta không muốn đi, ta vẫn phải đi. Đại sư Huynh hỏi ta có muốn lưu lại hộp báu không, có lưu lại chút hương hỏa cho Linh Bảo Quan hay không. Ta cự tuyệt, hương hỏa Linh Bảo Quan ở trên người đại sư Huynh, trên người ta, không ở trên những công pháp đó. Ta đi đây, tạm biệt, tiểu hoa cô nương, khép quyển nhật ký lại, sở hưu thở dài một hơi. Quyển nhật ký này ghi chép lại rất nhiều, đại kiếp nạn thượng cổ rốt cuộc là kiếp thế nào. Linh Bảo Quan này rốt cuộc định đi đâu, những thứ này đều là câu đố, câu đố liên quan tới thượng cổ. Sở Hưu rất hứng thú với những bí ẩn thời thượng cổ như vậy, tin rằng cũng nhiều người hứng thú như y. Có điều hiện tại Tiểu Phàm Thiên không phải thời điểm nghiên cứu những chuyện này, Sở Hưu cũng là người hết sức thực tế. Hắn rất hứng thú với những chuyện này, nhưng lại không quan trọng bằng lợi ích trước mắt. Cho nên Sở Hưu trực tiếp thu nhật ký vào trong hộp báu không gian, ra khỏi đạo quan. Vốn dĩ Sở Hưu định trực tiếp rời đi, có điều khi thấy những thi thể của Hạ Hầu Thị và Lục Gia trên mặt đất y lại vỗ mạnh lên đầu, đột nhiên nghĩ ra điều gì. Sở Hưu lập tức lục soát thi thể thu thập chìa khóa tiểu phàm thiên trong tay đám người này thật ra trước kia sở hữu rất ít khi lục soát thi thể một là vì đại đa số người chết trong tay y đều có thực lực yếu hơn y trên người không có gì tốt còn những kẻ mạnh hơn hắn nếu xuất thân tán tu đương nhiên không có gì tốt xuất thân tông môn cũng chỉ lác đác vài thứ những đệ tử đại tông môn ngoại trừ những thứ thường dùng còn lại phần lớn đan được tài nguyên đều đặt trong tông môn không ai mang cạnh người rêu dao nếu là công pháp càng như vậy lúc thường họ sẽ ghi nhớ trong đầu cho dù có người mang theo bên người cũng chỉ là một quyển trong công pháp chứ không phải toàn bộ các đại tông môn vì đề phòng công pháp mất đi nên đệ tử tới cảnh giới nào mới được nhận công pháp cảnh giới đó lo ngại nhất là chuyện đánh mất công pháp nếu chỉ một quyển công pháp thì cho dù có bị người khác đoạt mất cũng chẳng mấy tác dụng nếu có ai thông qua một quyền công pháp thôi diễn ra toàn bộ công pháp hoàn chỉnh vậy người này chắc chắn là cường giả tuyệt đỉnh trên giang hồ số người trong tay hắn chắc chắn còn mạnh hơn cả vạn lần so với công pháp bị đoạt nếu đã vậy hắn làm thế còn nghĩa lý gì nữa cho nên đừng nhìn sở hưu giết nhiều người nhưng số lượng bảo vật mà y đoạt được lại không có bao nhiêu nhưng giờ chìa khóa tiểu phàm thiên lại là thứ rất khó lường trong tiểu phàm thiên nếu ngươi bị người khác giết chết vậy chìa khóa cũng sẽ bị người ta đoạt mất cho nên mỗi lần tiến vào tiểu phàm thiên nhân số các tông môn lại bất đồng lần trước ngươi có 5 chiếc chìa khóa thế nhưng lần này ngươi bị giết mất bốn người ngươi lại không giết được ai vậy lần tiếp theo ngươi tiến vào tiểu phàm thiên chỉ có một cái cũng tức là một thế lực bị suy yếu cho nên tông môn cường thịnh sẽ càng ngày càng nhiều chìa khóa, còn tông môn suy yếu càng lúc càng ít. Giờ sở hưu tìm được tới 9 cái chìa khóa, xem như thu hoạch tương đối khá, đương nhiên cũng là y phá hoại quy củ. Quy củ ngầm của tiểu phàm thiên là đầu tiên tranh đoạt tài nguyên, không ai chủ động giết người, coi việc cướp đoạt chìa khóa là mục đích chủ yếu. Thế nhưng sở hưu lại ngược lại, sau khi y lấy thân phận lưu ra xuất hiện, thậm chí không nói một chữ đã lập tức ra tay tàn sát. Chuyện này rõ ràng không hợp quy củ, đương nhiên từ khi sở hưu quyết định dùng thân phận lâm diệp xuất thủ y đã không định tuân thủ quy củ lúc này ở một nơi cách sở hưu trăm dặm một tòa tháp nghiêng cao hơn trăm trượng sừng sững giữa đại địa mặc dù ma tháp này có vẻ đã tổn hại không còn hình dáng năm xưa nhưng rõ ràng toa ma pháp cao cả trăm trượng này cũng không phải vật phàm tục lúc này vài chục võ giả thiên nhân hợp nhất đang tranh đoạt trong tầng đầu tiên của ma tháp mấy chục võ giả này thậm chí của mười mấy thế lực rất hiếm người cùng thế lực căn bản không thể liên thủ cho nên lúc này chứng kiến một di tích khổng lồ như vậy bọn họ đều không nhịn được lao nhau giao chiến trong số những người này có lã phụng tiên có điều cho dù thực lực lã phụng tiên không yếu nhưng cũng không thể giết khỏi vòng chiến đấu hỗn loạn này thật ra trong số những võ giả tiến vào tiểu phàm thiên số võ giả thế hệ trẻ tuổi như sở hưu và lã phụng tiên không nhiều đại đa số là những võ giả thiên nhân hợp nhất tuy không còn trẻ tuổi nhưng cũng không quá giả về mặt tuổi tác và tiềm lực bọn họ không cách nào sánh nổi với sở hưu và lã phụng tiên nhưng tương lai bọn họ cũng có tiềm lực thăng cấp lên tông sư võ đạo đồng thời về mặt tích lũy lực lượng bọn họ cũng không yếu hơn những tuấn kiệt trẻ tuổi quá nhiều thậm chí số võ giả thiên nhân hợp nhất cấp bậc như lục tiên sinh ngày trước cũng không ít cho nên lúc này cho dù lã phụng tiên đã bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất đồng thời tu luyện cả cửu tiêu luyện ma kim thân cùng ma thần vô song kích nhưng trong thời gian ngắn hắn cũng không cách nào đánh bại tất cả những người này chiếm hạng đầu hắn vẫn còn thủ đoạn khác đó chính là thần binh của lã ôn hầu năm xưa vô song có điều vô song là thần binh cửu chuyển đồng thời ngày trước được lã ôn hầu rót quá nhiều lực lượng vào tôi luyện khiến cho lúc này lã phụng tiên vận dụng vô song quá tốn sức tiêu hao rất lớn cho nên vô song chỉ được lã phụng tiên coi như thủ đoạn ẩn giấu binh khí lúc thường của hắn vẫn là thanh phương thiên họa kích trước kia trong số những võ giả này lã phụng tiên là một trong những người mạnh nhất nhưng hắn cũng là một trong những người bị nhắm tới nhiều nhất tương tự tuấn kiệt trẻ tuổi khác cũng bị nhắm vào và đà kích chuyện này cũng có nguyên nhân là môn phái khác muốn chèn ép đối phương Giống như Nhan Phi Yên, Nhan Phi Yên còn chưa tới cảnh giới Thiên Nhân Hợp Nhất, nàng vẫn là ngũ khí triều nguyên. Có điều dựa vào kiếm pháp của Việt nữ cung cùng một số thủ đoạn khác, nàng cũng không sợ võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất bình thường. Chỉ có điều, rất đáng tiếc, trong tiểu phàm thiên không có võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất bình thường. Người có tư cách tiến vào nơi này hoặc có tiềm lực hoặc có thực lực, cho nên Nhan Phi Yên giao chiến cũng vô cùng gian khổ. Đặc biệt là có một võ giả Thiên Nhân Hợp Nhất của Tàng Kiếm Sơn trang nhắm vào Nhan Phi Yên. Đừng tưởng trong ngũ đại kiếm phái không có tranh chấp trên thực tế giữa ngũ đại kiếm phái tranh chấp mới là lớn nhất giết người trước mặt mọi người cũng là triệt để vạch mặt có điều trong quần chiến như vậy muốn chèn ép lại không thành vấn đề nhan phi yên thở dốc một tiếng nhìn người trung niên trước mặt lạnh lùng nói trình viễn đông người tốt xấu gì cũng là tiền bối giang hồ thế nhưng cứ đứng đây nhắm vào một nữ tử nhu nhược như ta không thấy xấu hổ hay sao trình viễn đông kia cười lớn nếu ta nhắm vào những người khác chắc chắn đã thấy xấu hổ rồi có điều nhan cô nương ngươi đâu có phải là nữ tử nhu nhược ngày trước lâm cung chủ của quý phái gây không ít chuyện khó xử cho tàng kiếm sơn trang chúng ta trang chủ đã căn dặn chúng ta sau khi tiến vào tiểu phàm thiên phải chú ý chăm sóc các sư muội việt nữ cung một chút cung chủ việt nữ cung lâm phong nhã tính tình vốn không tốt về mặt thanh danh giang hồ cũng không ưu đãi gì đối với nữ nhân lâm phong nhã tính khí không tốt đắc tội với không ít người những người đó có lẽ thấy nàng là nữ nhân bên ngoài thì không chấp nhận nhưng sau lưng lại có lúc trả thù trường kiếm trong tay trình viễn đông mang theo một loạt kiếm quang một giết một kiếm thậm chí ngưng tụ thành một kiếm trận cỡ nhỏ ỉ vào lực lượng áp đảo áp chế nhan phi yên khổ sở không thể tả ngay lúc nhan phi yên sắp không chịu đựng nổi nữa một thanh phương thiên họa kích thế mạnh lực trầm đánh tới từ một hướng khác một tiếng nổ lớn vang lên trực tiếp đánh lui trình viễn đông lắc lắc cánh tay phát run trình viễn đông nhìn về phía người vừa tới ánh mắt đầy kiên kỵ tiểu ôn hầu lã phượng tiên danh tiếng của tiểu ôn hầu lã phượng tiên mặc dù không lớn như hảo hữu trí giao của hắn sở hưu có điều người đứng trong 10 hạng đầu long hổ bảng có ai là hạng đơn giản huống hồ trên người kẻ này còn có truyền thừa của thượng cổ ma thần lã ôn hầu không phải hạng dễ đối phó trình viễn đông nhìn nhan phi yên cười lên quái dị việt nữ cung không có nam đệ tử nhưng thời khắc mấu chốt nhất vẫn phải dựa vào nam nhân thôi mị lực của nhan cô nương đúng là rất lớn trước thì có người thừa kế thương thủy danh thị danh bạch lộc trồng cây si mãi không rời giờ lại có tiểu ôn hầu lã phượng tiên ra tay anh hùng cứu mỹ nhân chật chật đúng là không thể trêu vào không thể trêu vào tiếp tục đánh nữa liệu hòa thượng tông huyền kia có động phàm tâm với ngươi hay không nói xong trình viễn đông trực tiếp xoay người rời đi dù sao hắn cũng không định hạ thủ giết nhan phi yên giờ thấy lã phụng tiên tới hắn cũng biết khó mà lui có điều lúc này nhan phi yên lại bị những lời của trình viễn đông làm cho giận tới mức mặt mũi đỏ bừng những lời vừa rồi của hắn căn bản là châm chọc bản thân ai cũng có thể làm chồng chỉ biết khoe khoang tư sắc tìm nam nhân làm chỗ dựa định lực của nhan phi yên không tệ nhưng lúc này nàng cũng bị trình viễn đông chọc cho nổi giận có điều sau khi tỉnh táo lại nhan phi yên vẫn thi lễ với lã phụng tiên nói đa tạ lã công tử đã cứu ta lần nữa lã phụng tiên gật đầu nói nhan cô nương không cần khách khí cô nương cũng không cần để ý mấy lời của tên kia vốn không nhiều nữ nhân xông sáo giang hồ nếu cứ nghe mấy câu khích bác của những kẻ như hắn vậy còn làm được việc gì nữa không cần quan tâm thị phi bên mép kẻ khác làm tốt việc của mình là đủ nhan phi yên gật nhẹ đầu có điều vẫn thở dài một tiếng lã phụng tiên thấy nhan phi yên có vẻ không vui bèn chuyển đề tài nhan cô nương lần này việt nữ cung các ngươi có bao nhiêu người tới tiểu phàm thiên ngươi không tới tụ họp với các nàng à nhan phi yên lắc đầu nói không cần tụ họp chỉ mình ta tới thôi lã phụng tiên nghe vậy giật mình chỉ mình ngươi tới thôi ngay cả sư phụ ngươi cũng không tới à theo suy nghĩ của lã phụng tiên mặc dù thế hệ này thực lực việt nữ cung không đủ có điều căn cơ vẫn còn sao lại chỉ có một chiếc chìa khóa được chuyện này không hợp lý nhan phi yên nhìn ra suy nghĩ của lã phụng tiên bèn giải thích gia sư thương thế chưa khỏi lần trước nhờ ơn của lã công tử mặc dù ta mời phong bất bình phong thần y tới chẩn đoán chữa trị cho gia sư nhưng vẫn phải tĩnh dưỡng một thời gian mới lành trong tiểu phàm thiên tranh đấu kịch liệt những võ giả tiểu bối chúng ta đã giao đấu kịch liệt như vậy nếu tông sư võ đạo giao thủ chắc chắn còn khốc liệt hơn cho nên sư phụ dứt khoát từ bỏ cơ hội tiểu phàm thiên lần này còn trong việt nữ cung ta những đệ tử khác thực lực không đáng nhắc tới có tiến vào tiểu phàm thiên sợ chỉ là tới đưa chìa khóa cho kẻ khác cho nên cũng không tới lã phụng tiên gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu. Đây là lần đầu tiên hắn tiến vào tiểu phàm thiên, nhưng cũng nhìn ra mức độ cạnh tranh kịch liệt của nơi này. Ngay cả thực lực như Nhan Phi Yên cũng không cách nào bảo hộ cho bản thân. Nói chi những võ giả yếu hơn, đúng lúc này phương xa truyền tới một luồng chấn động ma khí, thân hình sở hưu xuất hiện trước trận chiến, lập tức khiến mọi người rối loạn. Còn khi Lã Phụng Tiên thấy sở hưu dùng thân phận lâm diệp xuất hiện, trong mắt lại lóe lên vẻ khác lạ, rõ ràng là nghĩ tới điều gì. Sở hưu không chủ động nói thân phận lâm diệp trong nhánh ẩn ma với Lã Phụng Tiên, nhưng tương tự y cũng không hề giấu giếm chuyện này sau lần trước sở hưu bị trọng thương thật ra lã phụng tiên đã mơ hồ đoán được thân phận của sở hưu dù sao chuyện lần trước huyên náo rất lớn đồng thời sở hưu lại vừa vặn bế quan khiến nguyên thần bản thân bị tổn thương vĩnh viễn trên đời này nào có chuyện trùng hợp như vậy cho nên lúc này sở hưu dùng thân phận lâm diệp xuất hiện lã phụng tiên đã khẳng định người này chính là sở hưu còn lúc này mọi người xung quanh thấy sở hưu tới không hẹn mà cùng tạm thời ngừng tay ánh mắt nhìn về phía sở hưu đầy vẻ kiên kỵ Trước đó bọn họ không kiên kỵ Nhan Phi Yên là do Nhan Phi Yên chỉ là hạng nữ lưu, phần lớn danh tiếng là do thân phận chứ không phải do thực lực. Còn đối mặt với Lã Phụng Tiên, mặc dù bọn họ cũng khá kiêng kỵ nhưng lại không quá nặng. Nguyên nhân là vì Lã Phụng Tiên chỉ vừa bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, hơn nữa chiến tích của hắn trên Long hồ bảng cũng không quá trói mắt. Nhưng vị Lâm Diệp trước mặt lại bất đồng, đây là người đã ép trang chủ tụ nghĩa trang nhiếp nhân Long phải đem cả vị trí trang chủ ra đổi lấy đầu y. Sau chuyện ở Bắc Yên, vô số cao thủ tụ nghĩa trang chết trong tay y vô số tán tu nổi danh tại bắc yên cũng chết trong tay y cuối cùng thậm chí mọi người còn nghe nói nhiếp nhân long vô cùng tức giận mời cả thanh long hội xuất thủ thế nhưng vẫn không giết được đối phương lâm diệp này không hổ danh tuấn kiệt do so nhánh ẩn ma bồi dưỡng ra thực vô cùng kinh khủng cũng khiến bọn họ hết sức kiên kỵ có điều ngay lúc bọn họ định nói gì đó sở hưu lại mở miệng trước đây là một tòa ma tháp mọi người ở đây đều sửng sốt cái này còn cần ngươi nói chắc có là thằng ngu cũng nhìn ra phong cách kiến trúc này rõ ràng không phải đạo gia và phật gia nếu ta không nhìn lầm trong số những người ở đây chỉ mình ta thuộc về ma đạo cho nên tòa ma tháp này có duyên với ta cũng nên thuộc về ta chư vị giải tán đi mọi người ở đây sửng sốt không ai ngờ lâm diệp lại nói như vậy trình viễn đông của tàng kiếm sơn trang cười lạnh một tiếng nói lâm diệp rốt cuộc bản thân ngươi ngu ngốc hay ngươi coi chúng ta là thằng ngu đây ngươi với ma tháp này có duyên ta còn nói toàn bộ tiểu phàm thiên có duyên với ta đấy ngươi tưởng ngươi là tiểu thiên sư trương thừa trinh chắc chỉ nói một câu đã đòi chúng ta rút lui với chút chiến tích đó của ngươi còn chưa đủ tư cách thế nhân đều công nhận tiểu thiên sư trương thừa trinh đã có thực lực sánh ngang với đại đa số tông sư võ đạo nếu trương thừa trinh ở đây lại nhất quyết lên tiếng bá đạo như vậy thêm vào uy danh của long hổ sơn thiên sư phủ có lẽ còn dùng một lời dọa lui hơn 10 người được nhưng rõ ràng bất luận thân phận vốn có của bản thân sở hưu hay thân phận ma đạo lâm diệp này đều không đạt tới hiệu quả đó sở hưu nhíu mày nói vậy ý các ngươi là nhất quyết cướp đồ của ta mọi người ở đây không khỏi cau mày rốt cuộc tên lâm diệp này có ý gì tu luyện ma công tới hỏng cả đầu óc rồi à có điều không đợi mọi người phản ứng lại sở hưu đã bước ra một bước quanh người ma diễm ngập trời một quyền đánh ra ma diễm vô biên bao phủ lấy cương khí vàng nhạt ập xuống tôn lên sở hưu như thần như ma một võ giả thiên nhân hợp nhất đứng phía trước y lập tức cảm thấy áp lực cường đại như ngọn núi lớn đè xuống đối mặt với lực lượng cường đại như vậy võ giả đứng mũi chịu xào kia rất muốn trốn nhưng một quyền của sở hưu đã phong tỏa tất cả mọi đường né tránh xung quanh hắn khiến hắn có muốn trốn cũng chẳng trốn được tránh cũng chẳng tránh xong võ giả kia cũng quyết định rất nhanh chóng thấy mọi phương vị né tránh đều bị phong tỏa hắn không lùi mà tiến quanh người bộc phát huyết khí nồng đậm dung nhập vào cương khí bản thân phát ra lực lượng cực hạn của bản thân muốn ngăn cản thế quyền này của sở hưu nhưng rất đáng tiếc hắn vẫn đánh giá thấp lực lượng hiện tại của sở hưu một quyền đánh xuống chấn động mạnh mẽ tới mức mặt đất rung động hai lần một làn xương máu bùng lên, võ giả kia bị Sở Hưu đánh chết tại chỗ. Vừa rồi trong linh bảo quan, Sở Hưu thông qua vài lời giảng đạo trong nhật ký đền bù căn cơ đạo môn của bản thân. Chuyện này không chỉ khiến tai họa ngầm về nguyên thần của Sở Hưu được loại bỏ mà còn khiến căn cơ cùng cảnh giới võ đạo của y tiến thêm một bước. Sở Hưu đồng tu cả đạo Phật ma, như tạo thành thùng nước ba mặt. Mặt nào thấp nhất chính là giới hạn của thùng nước. Còn giờ Sở Hưu đã bù đắp hạn cuối của bản thân cho nên thực lực của y cũng tăng thêm nhiều. Nhìn mọi người xung quanh sở hưu thản nhiên nói người trong ma đạo chúng ta làm việc tương đối gọn gàng linh hoạt nếu các ngươi muốn cướp đồ của ta vậy ta chỉ có thể giết sạch các ngươi thôi vừa rồi ta đã cho các ngươi cơ hội để các ngươi tự đi khỏi giờ nếu các ngươi không đi được ta tự mình tiễn các ngươi lên đường nếu đổi thành một đám người ô hợp một quyền lập uy vừa rồi của sở hưu có thể dọa lui không ít người có điều đám người này đều là tuấn kiệt trẻ tuổi trong các phái hoặc tinh nhuệ trong các thế lực lớn của võ lâm tố chất bọn họ đương nhiên hơn xa đám ô hợp kia sở hưu lớn tiếng dọa người như vậy không những không khiến đám người lùi bước ngược lại làm cho bọn họ càng thêm phẫn nộ vì hành động bá đạo của y cho nên lập tức có người giận dữ hết lớn hung đồ ma đạo dám ngông cuồng như vậy đúng là vô pháp vô thiên chư vị cùng tiến lên trước tên giết chết tên hung đồ ma đạo này đã rồi cùng nhau tranh đoạt hắc ma tháp này vài chục võ giả thiên nhân hợp nhất đồng loạt đánh tới hơn nữa không ai là hạng tầm thường uy thế tạo thành cho dù tông sư võ đạo bình thường cũng cảm thấy sợ hãi khó giải quyết thế nhưng sở hưu lại không hề e ngại không phải sở hưu quá mức tự tin mà võ công ma đạo của y am hiểu nhất chính là cục diện quần chiến như hiện tại nhan phi yên đứng bên cạnh cũng định xuất thủ trước đó mặc dù nàng bị trình viễn đông chèn ép nhưng dẫu sao nàng cũng là đệ tử việt nữ cung cũng có trách nhiệm trừ ma vệ đạo nếu không động thủ sau này ra ngoài không biết những người trong giang hồ sẽ nói nàng ra sao có điều không đợi nhan phi yên đông thủ lã phụng tiên đã kịp thời cản lại nhan cô nương nếu ngươi tin ta xin chớ xuất thủ nếu không ngay cả ta cũng không cứu được ngươi nhan phi yên chỉ vào giữa trận kinh ngạc nói lâm diệp kia làm việc quá mức điên cuồng dám lấy một địch vài chục người như vậy cho dù có là tông sư võ đạo cũng chẳng dễ chịu gì chắc chắn hắn sẽ chết lã huynh giờ ngươi không tính là chính đạo cũng không tính là ma đạo nhưng chỉ cần ngươi cùng ta giết chết vài tên hung đồ ma đạo trong tiểu phàm thiên sau khi thanh danh lan truyền ngươi cũng sẽ có thêm chút uy danh trên giang hồ dù sao cũng tốt hơn đi theo cái tên sở hữu tiếng xấu khắp nơi kia Lã Phụng Tiên trầm ngâm trong chốc lát rồi nói: "Lã Phụng Tiên ta không đi theo đường chính cũng chẳng theo đường tà, chỉ đi con đường của chính ta, không quan tâm người khác nói thế nào. Về phần Lâm Diệp, ta chỉ có thể nói đối phương còn mạnh hơn ta gấp 10 lần, thậm chí trăm lần. Ta không hề khoa trương đâu." Nhan Cô Nương tốt nhất nghĩ kỹ rồi hãng làm. Nghe Lã Phụng Tiên nói vậy, Nhan Phi Yên lập tức biến sắc. Nàng và Lã Phụng Tiên mới chỉ tiếp xúc vài lần, có điều nàng cũng đã hiểu khá rõ về Lã Phụng Tiên. Lã Phụng Tiên là người rất kiêu ngạo, trong thiên hạ số người khiến hắn thừa nhận bản thân không bằng rất ít hơn nữa nhan phi yên cũng biết thực lực của lã phụng tiên thế nhưng giờ lã phụng tiên lại nói tên lâm diệp kia mạnh hơn hắn gấp 10, thậm chí gấp trăm lần rốt cuộc thực lực tên lâm diệp này cường đại tới mức nào có điều mạnh đến đâu nhan phi yên cũng nhanh chóng chứng kiến đối mặt với đám võ giả lao tới tinh thần lực trong đầu sở hưu ngưng tụ thành thực chất hóa thành bảy dây đàn huyền cầm tiếng đàn êm tai lan truyền nhưng những võ giả xung quanh nghe được lại như ma âm rót vào tai lao nhau kêu rên. Bọn họ kẻ chậm lại người ngưng bật, tu vi yếu một chút, thậm chí lỗ tai đã chảy máu. Trước đó Sở Hưu dùng Chấn Hồn U Minh Khúc đối phó với người của Hạ Hầu thị. Do bản thân bọn họ là người sử dụng tinh thần lực nên Sở Hưu mới có thể khiến tinh thần lực của đối phương phản phệ, không cần mình ra tay cũng khiến đối phương tự sụp đổ. Cho nên hiện giờ Chấn Hồn U Minh Khúc của Sở Hưu không giết được nhiều người như vậy, nhưng thủ đoạn giết người của y không chỉ có một. Trong lúc mọi người xung quanh đều bị Chấn Hồn U Minh Khúc chấn cho thất điên bát đảo, sở hưu lại dùng hai tay kết ấn chỉ trong chớp mắt ma khí vô biên bao phủ một phần lực lượng tinh thần của y ngưng tụ thành hình người lao về phía võ giả thiên nhân hợp nhất gần nhất võ giả thiên nhân hợp nhất kia hoảng hốt định thiêu đốt tinh huyết liều mạng có điều không đợi hắn hành động tấm lưới tinh thần lực vô biên đã bao phủ lấy hắn cưỡng ép kéo nguyên thần của hắn ra khiến võ giả kia gào lên đau đớn thê lương khiên ti hồn võng bị khiên ti hồn võng kéo như vậy hình người màu đen trực tiếp xông vào cơ thể đối phương chỉ trong chớp mắt Thân hình võ giả thiên nhân hợp nhất kia cứng đờ tại chỗ, thần sắc đờ đẫn. Đây là đoạt phách di hồn trong nhiếp hồn cửu đại thức, cũng là thủ đoạn bá đạo nhất, cần phối hợp với khiên ti hồn võng sử dụng. Trước tiên dùng khiên ti hồn võng lôi kéo một phần nguyên thần đối phương ra, sau đó dùng tinh thần lực bản di hồn đoạt phách, khiến đối phương hoàn toàn trở thành con rối của mình. Hơn nữa Sở Hưu cũng phát hiện đặc tính của chiêu này cùng loại với thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp không biết lúc trước tổ sư côn luân ma giáo sáng tạo ra nhiếp hồn cửu đại thức này rốt cuộc có tham khảo thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp hay không có điều giờ không phải lúc suy nghĩ chuyện này võ giả kia dưới sự điều khiển của sở hưu đã trực tiếp xoay người đánh tới người phía sau hắn không chết vẫn giữ lại bản năng chiến đấu hơn nữa hung hãn không sợ tử vong chẳng khác gì lấy mạng đổi mạng chỉ trong thời gian ngắn ngủi hắn đã trả giá bằng thân thể trọng thương đổi lại hai mạng người hoàn toàn không để ý tới thương thế bản thân không để mọi người tới gần sở hưu một bước có điều hắn chỉ có một người, rõ ràng không đối phó với tất cả được. Ngay lúc hắn phát hiện áp lực của bản thân càng lúc càng lớn, Sở Hưu cũng cảm thấy bộ thân thể này sắp tới lúc đầu hết đèn tắt, cho nên y trực tiếp điều khiển võ giả này tự bạo. Một tiếng nổ lớn vang lên, xương máu bắn ra đầy trời. Những võ giả gần nhất không tránh kịp bị chấn động tới mức hộc máu trọng thương. Ma đạo có vô số thủ đoạn quỷ dị nhưng nhiếp hồn cửu đại thức của Sở Hưu cho dù trong số rất nhiều công pháp của Cô Luân Ma giáo ngày trước cũng là một trong những môn quỷ dị nhất lúc này tai họa ngầm của sở hưu về mặt nguyên thần đã được bù đắp lực lượng nguyên thần của y thậm chí nâng cao một bước võ giả cung cấp cho dù là người chuyên tu tinh thần lực như nam thương hạ hầu thị cũng không cánh nào sánh nổi sở hưu cho nên những võ giả này không ai ngăn được khiên ti hồn võng và đoạt phách di hồn của sở hưu một võ giả tự bạo xong sở hưu lại trực tiếp thay đổi mục tiêu dùng khiên ti hồn võng lôi kéo nguyên thần rồi thi triển đoạt phách di hồn khống chế tinh thần đối phương dùng phương pháp thô bạo cưỡng ép biến người khác thành con rối lao lên liều mạng chém giết đây là lần đầu sở hưu dùng cách này còn chưa quá thuần thục sau khi người đầu tiên tự bạo sở hưu trực tiếp bộc phát tất cả tinh thần lực của bản thân không ngờ lại khống chế tới ba người cùng đám người xung quanh chém giết chết một lại khống chế một nếu thụ thương quá nặng thì trực tiếp tự bạo phương thức giao chiến quỷ dị này khiến đám người càng đánh càng ít bọn họ còn chưa chạm tới người sở hưu đã vẫn lạc gần 10 người cũng có người mặc kệ những con rối kia tấn công sở hưu dù sao ba con rối cũng không thể ngăn cản được mấy chục người có điều chỉ vài người lẻ tẻ, nếu tới trước người sở hưu, vậy chẳng khác nào tự tìm đường chết. Dưới lực lượng cường đại của sở hưu, một quyền đánh không chết thì hai quyền, hai quyền đánh không chết thì ba quyền. Lực lượng hoàn toàn áp đảo khiến tất cả mọi người tuyệt vọng. Bọn họ chưa từng gặp kẻ nào kinh khủng như vậy. Trên giang hồ võ đạo phong phú, mỗi người am hiểu theo hướng bất đồng. Đại đa số võ giả am hiểu tinh thần lực, độc vật hay thủ đoạn quỷ dị khác thì năng lực cận chiến sát phạt không mạnh. Thậm chí có thể nói là vô cùng yếu ớt. Thế nhưng tới tên Lâm Diệp này lại ngược lại, tu vi thân thể đối phương cũng vô cùng cường đại, lực lượng cực kỳ khủng khiếp, đối mặt với người như vậy, bọn họ không tìm ra được chút hy vọng chiến thắng nào. Một tâm tình tuyệt vọng không khỏi dâng lên từ trong đáy lòng mọi người. Nhan Phi Yên bên cạnh kinh hãi nhìn Sở Hưu giữa trận dùng sức một mình đồ sát mấy chục người, gương mặt vẫn còn nguyên biểu cảm sợ hãi. Rốt cuộc nhánh ẩn ma kiếm đâu ra con quái vật nào? Vừa bước vào giang hồ đã có thực lực kinh khủng đến thế, với thực lực của Nhan Phi Yên nếu nàng xông lên chắc chắc cũng không phải đối thủ của lâm diệp cho dù có đủ loại thủ đoạn của việt nữ cung có lẽ cũng chỉ miễn cưỡng giữ được mạng mà thôi mãi tới lúc này nhan phi yên mới nhớ tới những lời lâm phong nhã khuyên bảo mình trước khi tiến vào tiểu phàm thiên những lời khuyên liên quan tới mức độ cạnh tranh tàn khốc trong tiểu phàm thiên và những nguy hiểm trong đó trong này cao thủ tụ tập tất cả mọi người đều đến vì lợi ích không quan tâm tới thanh danh và địa vị của ngươi trong thế giới bên ngoài ngoại trừ cẩn thận chỉ có càng thêm cẩn thận trong tiểu phàm thiên không có bất cứ bí quyết gì khác lã công tử ngươi lại cứu ta lần nữa nhan phi yên thở dài một hơi nói cám ơn lã phụng tiên bên cạnh lã phụng tiên nhìn tình cảnh giữa trận sừng sốt một hồi rồi mới lắc đầu nói không sao trong tiểu phàm thiên nguy cơ từ phía nhan cô nương chỉ có một mình phải chú ý thật cẩn thận mới có thể đi tới cuối cùng thật ra lúc này trong lòng lã phụng tiên kinh hãi chẳng kém gì nhan phi yên mặc dù hắn biết thực lực sở hưu nhưng lại không biết sở hưu dùng thân phận lâm diệp có thể bộc lộ bao nhiêu thực lực Thế nhưng giờ xem ra Sở Hưu có đổi thân phận khác thực lực vẫn kinh khủng như vậy, Sở Huynh không hổ là Sở Huynh. Còn lúc này trong trận chiến đã có hơn 10 người chết trong tay Sở Hưu, đám người đã nảy sinh ý thoái lui. Lâm Diệp này đúng là quá bá đạo, nếu hắn không có thực lực mọi người cũng chẳng ngại liên thủ giết chết hắn, coi như trừ ma vệ đạo. Thế nhưng bọn họ không ngờ thực lực của Lâm Diệp này lại kinh khủng tới mức độ này. Thế này còn đánh gì nữa, chịu chết chắc. Tòa hắc ma tháp này tuy có vẻ không phải vật phàm nhưng rõ ràng bọn họ không lấy được rồi tiểu phàm thiên lớn như vậy chắc chắn có thứ sánh được với hắc ma tháp thậm chí có di tích tốt hơn hắc ma tháp bọn họ không muốn chết tại đây có điều đúng lúc này có người đột nhiên hô lớn cao tăng đại quang minh tự tới rồi mọi người nhìn sang quả nhiên thấy hai đệ tử đại quang minh tự mặc tăng y màu trắng đang chạy về phía này hai tăng nhân áo trắng trong đó một trẻ tuổi ở trần tùy ý choàng một chiếc áo tăng có điều mọi người vẫn thấy được những cơ bắp hùng tráng như được đúc từ sắt thép vị này không phải ai khác chính là minh vương tông huyền còn đi theo bên cạnh tông huyền là một hòa thượng trung niên để dâu quai nón cao lớn uy vũ xem khí thế trên người rõ ràng là tông sư võ đạo ở đây đã có người nhận ra hòa thượng trung niên này chính là thủ tọa đạt ma viện của đại quang minh tự phật diễm tôn giả hư hành cũng là người tương đối trẻ tuổi trong số thủ tọa lục đại võ viện của đại quang minh tự thấy đại quang minh tự không chỉ có tông huyền tới mà cả một vị tông sư võ đạo cũng tới đám võ giả ở đây lập tức hưng phấn hẳn lên trình viễn đông của tàng kiếm sơn trang lại trực tiếp hô lớn hư hành thủ tọa Ma đầu kia ngấp nghé hắc ma tháp sau lưng chúng ta, ra tay tàn ác sát hại hơn 10 người của chúng ta rồi. Mong hư hành thủ tọa đứng ra làm chủ cho chúng ta, diệt trừ tà ma. Mọi người vô thức liếc nhìn Trình Viễn Đông, thầm nghĩ sao kẻ này lại ăn nói khép nép như vậy. Mặc dù bọn họ cũng muốn Đại Quang Minh tự xuất thủ đối phó với Lâm Diệp, có điều tên Trình Viễn Đông này nói chuyện thật chẳng xuôi tai, thế nào là đứng ra làm chủ. Nói như thể địa vị bọn họ đều dưới Đại Quang Minh tự vậy. Mặc dù thực tế đúng là như vậy, nhưng bọn họ dẫu sao cũng là tinh nhuệ của những đại phái đứng đầu giang hồ, bản thân vẫn có chút ngạo khí. Có điều đúng lúc này, Trình Viễn Đông lại đột nhiên cảm giác được hàn ý bao phủ quanh người. Trình Viễn Đông vô thức nhìn lại, vừa vặn đối mặt với ánh mắt âm trầm của Sở Hưu. Chuyện này khiến Trình Viễn Đông âm thầm run rẩy trong lòng, thầm hô một tiếng không ổn. Trước đó trong lúc giao thủ thật ra Sở Hưu không nhắm vào ai, dù sao đều là kẻ địch, ai ở gần y hơn thì y giết kẻ đó trước, giết người tùy duyên. Còn Trình Viễn Đông này lại là hạng người tương đối gian xảo. Hắn vô thức cảm thấy không đúng cho nên từ khi xuất thủ luôn ở sau cùng, thậm chí không hề thụ thương. Còn lúc này sau khi hắn lắm miệng xong, ánh mắt Sở Hưu đã đặt lên người hắn. Trong phương diện bỏ chạy giữ mạng, Trình Viễn Đông cũng thật quả quyết, vừa phát giác không đúng hắn thậm chí không có tâm tư ở lại đối đầu, trực tiếp quay người bỏ trốn. Lúc này quanh người Sở Hưu ma khí lượn lờ, huyết khí từ những thi thể trên mặt đất dung nhập vào ma khí quanh người Sở Hưu, hóa thành một tôn sát sinh ma Phật tướng vô cùng tà ác quỷ dị, đánh thẳng về phía Trình Viễn Đông vốn dĩ trình viễn đông còn cách sở hưu khá xa chỉ cần những võ giả khác ngăn cản sở hưu một chút hắn vẫn có cơ hội bỏ trốn thế nhưng những lời tự tìm đường chết vừa rồi của trình viễn đông lại khiến những võ giả ở đây khó chịu hơn nữa thực lực sở hưu bày ngay đó ai dám chống lại sở hưu trong thời điểm này cho nên sau khi sở hưu xuất thủ đám người này thậm chí vô thức lựa chọn né tránh ma khí vô biên cùng mùi máu tanh gây mũi đánh tới sau lưng trình viễn đông trong tình huống nguy cấp trình viễn đông kinh hãi trực tiếp lựa chọn thiêu đốt tinh huyết muốn bỏ trốn có điều ngay thời khắc vừa thiêu đốt tinh huyết, hắn lại hoảng sợ phát hiện khí huyết bản thân không chịu khống chế của bản thân. Tinh huyết cơ thể hắn bắt đầu thiêu đốt kịch liệt, qua lại tán loạn, căn bản không cách nào sử dụng để tăng tốc. Không đợi Trình Viễn Đông phản ứng lại, dưới một đao đầy ma uy của sát sinh ma Phật tướng, Trình Viễn Đông đã trực tiếp bị chém thành hai nửa. Hư Hành ở phía sau chứng kiến cảnh tượng này lập tức bừng bừng lửa giận, phẫn nộ quát: "To gan, lại dám làm ra thứ tà ma quỷ quái như vậy sỉ nhục Phật môn ta, nên giết, đáng chết!" Trước đó Hư Hành nghe Trình Viễn Đông nói còn chưa kịp phản ứng, hắn không nhận ra Lâm Diệp là ai, thân là thủ tọa Đạt Ma viện, Hư Hành là người trong giới cao tầng ở Đại Quang Minh Tự. Mặc dù hắn có nghe nói tới võ giả trẻ tuổi trong 10 hạng đầu Long Hồ bảng, có điều cái tên Lâm Diệp chỉ vừa xuất hiện trên 10 hạng đầu Long Hồ bảng. Hư Hành không thể cả ngày chú ý tới động tĩnh của bọn tiểu bối trên Long Hồ bảng, cho nên hắn cũng rất xa lạ với cái tên Lâm Diệp này. Thế nhưng không đợi hắn suy nghĩ rõ ràng, Lâm Diệp lại dám ra tay ngay trước mặt hắn xuất đao chém chết trình viễn đông đây rõ ràng là đang khiêu khích hắn đồng thời sát sinh ma phật tướng của sở hưu mặc dù thoát thai từ đại kim cương thần lực có điều cuối cùng sở hưu lại đem cả ma công của bản thân dung nhập vào đại kim cương thần lực trong lúc giết chóc sáng tạo ra sát sinh ma phật tướng mặc dù đây là võ công ma phật hợp nhất nhưng trước mặt tăng nhân chính tông phật môn như hư hành từ tà ma quỷ quái như sát sinh ma phật tướng này rõ ràng là báng bổ và sỉ nhục phật môn bọn họ tông huyền cùng ta ra tay diệt trừ tà ma này dứt lời quay người hư hành bừng bừng Phật quang chói mắt, đánh về phía Sở Hưu. Bước chân Tông Huyền chậm hơn một chút nhưng cũng theo đó đánh tới. Mắt thấy hư hành và Tông Huyền cùng xông lên, Sở Hưu thầm hô không ổn, đụng phải hai vị này, lớn chuyện rồi. Sở Hưu biết thực lực Tông Huyền vô cùng đáng sợ, đủ sánh vai với một số tông sư võ đạo thực lực cường đại. Còn hư hành kia mặc dù y không biết thực lực ra sao nhưng nếu đối phương đã là thủ tọa của Lục Đại Võ Viện trong Đại Quang Minh Tự, vậy chắc chắn không yếu, một người đến Sở Hưu còn miễn cưỡng giao thủ được nhưng hai người sở hưu không hề nắm chắc có điều đúng lúc này lã phụng tiên trước đó vẫn không xuất thủ lại đột nhiên cười lớn bước chân đạp ra cầm phương thiên họa kích trong tay chỉ vào tông huyền trầm giọng nói từng nghe danh minh vương tông huyền của đại quang minh tự trong lòng vẫn mong mỏi không thôi tại hạ tán tu bắc yên lã phụng tiên lần này tới đây muốn khiêu chiến minh vương mong tông huyền đại sư chỉ giáo thêm thấy hành động này của lã phụng tiên mọi người ở đây đều biến sắc không ai ngờ lã phụng tiên lại ra mặt khiêu chiến tông huyền ngay lúc này Nhan Phi Yên đứng bên cạnh muốn kéo Lã Phụng Tiên lại. Đáng tiếc đã chậm, Lã Phụng Tiên đột nhiên nhảy ra khiêu chiến Tông Huyền, chuyện này quả thật vượt ngoài dự đoán mọi người. Lã Phụng Tiên nhận được truyền thừa của Lã Ôn Hầu, đứng trong 10 hạng đầu Long Hồ bảng. Trên giang hồ cũng có chút danh tiếng, có điều so với Tông Huyền, hai người vẫn là một trên trời một dưới đất. Quan trọng nhất là Lã Phụng Tiên nhảy ra khiêu chiến đúng lúc Tông Huyền chuẩn bị đối phó với Lâm Diệp kia. Mọi người xung quanh ngược lại không nghi ngờ Lã Phụng Tiên có quan hệ gì với Lâm Diệp, có điều theo bọn họ thấy lã phụng tiên này đúng là không biết điều. Có lẽ đột nhiên từ võ giả tán tu không su dính túi trở thành người trong 10 hạng đầu long hồ bảng, còn nhận được đại cơ duyên đại truyền thừa khiến cho tâm địa lã phụng tiên bành trướng. Không phân rõ đông tây nam bắc nữa, lúc này hắn thấy tông huyền đến lập tức nhảy ra mở miệng khiêu chiến. Chuyện như vậy trên giang hồ cũng không hiếm thấy. Hơn nữa người gặp chuyện này nhiều nhất chính là Trương Thừa Trinh cùng Tông Huyền. Thậm chí một số hạng tôm tép không su dính túi suốt ngày bám theo sau mông bọn họ khiêu chiến, ảo tưởng mình có thể đánh bại người mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi hiện tại dương danh giang hồ lã phụng tiên này trông rất thanh tỉnh cơ mà sao giờ lại không chịu suy nghĩ như vậy nhan phi yên nhìn lã phụng tiên nhíu chặt lông mày nàng muốn ngăn cản nhưng lã phụng tiên đã mở miệng đã không kịp nữa rồi mặc dù nhan phi yên và lã phụng tiên mới gặp mặt không nhiều có điều theo nàng thấy lã phụng tiên không phải loại người trầm mê trong danh lợi cũng không phải võ sĩ vừa thấy cao thủ cường giả là bất chấp tất cả mở miệng khiêu chiến giờ hắn mở miệng khiêu chiến tông huyền là thật sự không biết điều sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của hắn còn lúc này giữa trận hư hành ra tay trước đã giao thủ cùng sở hưu thấy lã phụng tiên đứng ra khiêu chiến tông huyền sở hưu thở dài một tiếng y biết lã phụng tiên đã nhận ra thân phận của y chuyện này sở hưu sẽ ghi nhớ có điều giờ không phải lúc nói những thứ này sở hưu thậm chí không nhìn sang lã phụng tiên một cái cũng giả vờ là người lạ trực tiếp đón đánh hư hành quanh người hư hành cương khí phật diễm bừng bừng Lực lượng nóng rực tỏa ra vô số ánh sáng. Theo một quyền của hư hành đánh xuống, lửa giận ngập trời, chiếu sáng vạn cổ. Thân hình Sở Hưu không hề lui bước, trước đó y chém giết nhiều võ giả như vậy, lại lấy ma huyết đại pháp thu nạp huyết khí của đối phương. Giờ đối mặt với hư hành, ma khí cùng huyết khí quanh người Sở Hưu đã hòa thành một thể, đấm ra một quyền, cũng là ma diễm ngập trời, sát cơ bừng bừng. Một bên là ma diễm huyết khí màu đỏ thấm quỷ dị, một bên lại là Phật diễm rực rỡ chiếu sáng vạn cổ. Hai loại lực lượng hoàn toàn khác biệt giao đấu mặc dù cảnh giới của sở hưu kém hơn hư hành nhiều có điều uy thế lại chẳng hề kém cạnh mọi người xung quanh lao nhau biến sắc hóa ra tên sở hưu kia lúc trước còn chưa ra tay toàn lực nếu vừa rồi hắn cũng sử dụng uy thế như vậy mọi người xung quanh không nói toàn bộ bị diệt sạch nhưng chắc chắn sẽ chết thêm vài người còn lúc này tông huyền thấy lã phụng tiên đứng ra khiêu chiến trong mắt hắn lóng lánh ánh sáng dừng lại một chút như đang tự hỏi một lát sau tông huyền phun ra một chữ được dứt lời tông huyền lập tức đấm một quyền về phía lã phụng tiên trong ánh phật quang vô biên cương khí đột nhiên bùng nổ thế quyền như thái sơn áp đỉnh những nơi nó đi qua vạn pháp tan vỡ đối với tông huyền mà nói hai người vây công một lâm diệp hắn không chút hứng thú nếu không phải hư hành là trưởng bối của hắn ra lệnh cho hắn xuất thủ tông huyền chắc chắn không ra tay cho nên giờ thấy lã phụng tiên khiêu chiến tông huyền không hề do dự đáp ứng nắm chặt phương thiên họa kích trong tay lã phụng tiên không vui không buồn thậm chí trong mắt dường như còn có chiến ý cùng hương phấn Thật ra Lão Phụng Tiên không phải loại võ si, thích đi lung tung khiêu chiến linh tinh, thích giao thủ với những người khác. Cả chiến ý và sát ý của hắn đều kém xa sở hưu. Lần này này Lão Phụng Tiên đứng ra mặc dù có ý giải vây cho sở hưu, có điều được giao thủ với Minh Vương, Tông Huyền trong đồn đại cũng khiến Lão Phụng Tiên cảm thấy hưng phấn. Lúc này đón lấy một quyền uy thế vô song của Tông Huyền, quanh người Lão Phụng Tiên tràn ngập ma khí đe nhánh. Có điều không như sở hưu ma diễm ngập trời mà lại vô cùng tinh khiết, chỉ bám lên quanh người hắn cùng thanh phương thiên họa kích phương thiên họa kích ầm ầm chém xuống khi thế hùng hồn tăng lên tới cực hạn lưỡi đao hình mặt trăng trên thân kích lóe lên vẻ sắc bén khiến những võ giả quan chiến đều cảm thấy chói mắt cơ thể máu thịt và phương thiên họa kích cấp bậc bảo binh va chạm lực lượng đơn thuần ra đấu phật quang hóa giải ma khí quanh người lã phụng tiên lực lượng cường đại theo đó ập tới thậm chí khiến lã phụng tiên không cầm được phương thiên họa kích trong tay thân hình không ngờ lại bay ngược ra ngoài lui lại hơn 10 trượng mới miễn cưỡng ngừng lại nhìn tông huyền ánh mắt lã phụng tiên lóe lên vẻ kinh ngạc lực lượng thật cường đại bản thân lã phụng tiên cũng sở trường về lực lượng lúc trước hắn không tập trung tu luyện công pháp luyện thể nhưng bản thân lã phụng tiên có thần lực trời sinh cho nên lực lượng bản thân hắn không kém hơn một số võ giả tu luyện công pháp luyện thể sau đó lã phụng tiên lại tu luyện cửu tiêu luyện ma kim thân lực lượng bản thân hắn đã tăng thêm vài lần thế nhưng giờ đối mặt với tông huyền vẫn không địch lại có điều chuyện này cũng có thể hiểu được lã phụng tiên chỉ mới bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất tu luyện cửu tiêu luyện ma kim thân chưa bao lâu còn tông huyền đã rèn luyện trong cảnh giới này vài năm hơn nữa còn là đệ tử đại quang minh tự duy nhất trong bao năm tu luyện thành công bảo nguyệt quang vương lưu ly luyện kim thân một quyền đánh bay lã phụng tiên gương mặt tông huyền không lộ chút biểu cảm nào có điều trong con ngươi che phủ bởi phật quang lại lộ ra thần sắc thất vọng lã phụng tiên này yếu hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn cũng yếu hơn nhiều so với sở hưu từng giao chiến khiến hắn phải xuất thủ toàn lực đối với kẻ không đủ tư cách làm đối thủ của mình tông huyền rất thiếu kiên nhẫn một quyền đánh ra Tông Huyền đã không còn tâm tư dây dưa với Lã Phụng Tiên, hai tay nết ấn quyết ầm ầm đánh xuống. Minh Vương chấn ngục, Chu Tà diệt ma, chấn ngục Minh Vương ấn. Đón lấy đòn chấn ngục Minh Vương ấn uy thế vô biên kia, Lã Phụng Tiên nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt mơ hồ lộ ra màu đỏ tươi. Phương Thiên Họa kích trong tay múa lên, đó là một bộ kích pháp nhìn như đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô số biến hóa, đại khai đại hợp. 36 kích hòa thành một thể, như thần như ma, ầm ầm đánh xuống. Ngay lúc va chạm, mặt đất dưới chân lã phụng tiên ầm ầm vỡ vụn lực lượng cường đại bộc phát bước chân tông huyền bất động lã phụng tiên cũng không hề lui lại như hổ khẩu hắn đã dạn nứt xuất hiện từng vệt máu nhưng lã phụng tiên vẫn không lui một bước ma thần vô song kích đây mới là kích pháp trí cường mà lã ôn hầu từng dùng để tung hoành thiên hạ cửu tiêu luyện ma kim thân chỉ là cơ sở nếu không có thân thể mạnh mẽ làm cơ sở người tu luyện thậm chí không có tư cách sử dụng ma thần vô song kích thấy lã phụng tiên ngăn cản được một đòn chấn ngục minh vương ấn của mình ánh mắt tông huyền không khỏi lộ vẻ kinh ngạc nhưng khiến hắn càng kinh ngạc là lã phụng tiên ương ngạnh vượt ngoài dự kiến của hắn mặc dù lã phụng tiên cứng rắn chống đỡ không hề lui bước nhưng thực tế giờ lã phụng tiên đã nằm trong thế hạ phong nhưng đối mặt với tông huyền sau khi ngăn cản ấn quyết của đối phương lã phụng tiên lại chủ động xuất thủ phương thiên họa kích trong tay hắn mang theo ma khí cùng bạo múa lên từng vệt sáng đỏ máu dung nhập vào kích pháp mạnh mẽ hùng hồn mỗi kích đánh ra lã phụng tiên đều cảm giác thấy lực lượng bản thân thiêu đốt điên cuồng nhưng lúc này hai mắt hắn đã bị ma khí đỏ thẫm che phủ không mất đi lý trí nhưng chiến ý vô song như thần như ma ma thần vô song kích được sở hưu thi triển tới cực hạn mặc dù mỗi đòn đều tiêu hao cực lớn nhưng uy lực cũng vô cùng cường đại không ngờ giao chiến với tông huyền hơn 10 chiêu mà bất bại thành tích này đã rất hiếm thấy có điều sau 10 chiêu rõ ràng lã phụng tiên đã lộ vẻ xa sút ma thần vô song kích tiêu hao thật sự quá lớn uy lực môn kích pháp này cường hãn dị thường người thực lực không đủ thậm chí không có tư cách sử dụng Lã Phụng Tiên có tư cách, có điều mỗi kích hắn dùng ra đều tương đương với vận dụng một võ thuật trí cường. Hắn chỉ vừa bước vào cảnh giới thiên nhân hợp nhất, không duy trì được tiêu hao như vậy bao lâu. Ngay khi thấy Lã Phụng Tiên lộ vẻ suy yếu, thân hình Tông Huyền lại đột nhiên tiến tới, đón lấy một kích của Lã Phụng Tiên, không hờ ngay tay hắn lại trực tiếp nắm lấy phương thiên họa kích của Lã Phụng Tiên. Hai tay Tông Huyền tràn ngập Phật quang, cánh tay thậm chí hóa thành một màu lưu ly trong suốt, thấy được cả xương cốt như kim cương bạch ngọc bên trong. Nát, theo tông huyền quát khẽ một tiếng không ngờ hắn lại trực tiếp bóp nát phương thiên họa kích trong tay lã phụng tiên phương thiên họa kích trong tay lã phụng tiên là do trần thanh đế đưa cho mặc dù không phải thần binh nhưng cấp bậc cũng lên tới lục chuyển uy lực không yếu chẳng qua không bằng thiên ma vũ của sở hưu mà thôi thế nhưng trước lực lượng cơ thể hùng mạnh của tông huyền bảo binh lục chuyển cũng có thể bị bóp nát có thể thấy lực lượng cơ thể hắn khủng khiếp như nào binh khí bị hủy lã phụng tiên cũng bị lực lượng cường đại đó đánh bay một luồng máu tươi chảy ra nơi khóe miệng Thấy cảnh này, mọi người xung quanh không khỏi lắc đầu. Trước đó bọn họ cho rằng tâm địa của Lã Phụng Tiên quá mức bành trướng, dám tới khiêu chiến Tông Huyền. Thế nhưng giờ xem ra Lã Phụng Tiên quả thật có chút tài năng, còn có thể đánh với Tông Huyền tới mức này. Có điều rất đáng tiếc, Tông Huyền vẫn là Tông Huyền đứng hạng hai trên Long Hồ Bảng, thực lực của hắn đã vượt qua cực hạn của cảnh giới thiên nhân hợp nhất. Lã Phụng Tiên thua cũng không phải là lạ, hắn chống đỡ được nhiều chiêu như vậy chứ không bị một ấn của Tông Huyền đánh chết. Vậy đã đủ vinh quang rồi, nhìn Lã Phụng Tiên hộc máu, tông huyền không tiếp tục xuất thủ sắc mặt không biểu cảm nói nhận thua lã phụng tiên chỉ khiêu chiến chứ không phải từ chiến cho nên tuy lúc giao đấu tông huyền không hạ thủ lưu tình sau đó hắn cũng không ra tay giết người chỉ cần lã phụng tiên nhận thua tông huyền sẽ không tiếp tục xuất thủ nhưng lã phụng tiên quả quyết lắc đầu thấy thế tông huyền không chú do dự tay nắm đại uy đức minh vương ấn sau lưng hắn ngưng tụ thành minh vương pháp tướng một ấn đánh xuống chấn thiên tuyệt địa lã phụng tiên không nhận thua tông huyền chỉ có thể đánh tới khi đối phương nhận thua chiêu đại uy đức minh vương ấn này ngày trước tông huyền cũng sử dụng khi giao thủ với sở hưu cho dù là sở hưu cũng chỉ miễn cưỡng ngăn cản với lực lượng của lã phụng tiên hiện tại nếu cứng rắn đối chọi lại chắc chắn sẽ trọng thương đại uy đức minh vương uy áp thiên địa lực lượng cường đại khiến cả không gian cũng xuất hiện một luồng uy áp mạnh mẽ ấn pháp chưa tới phạm vi 10 trượng xung quanh lã phụng tiên đã xuất hiện đã chìm sâu xuống vài thước ngay lúc tất cả mọi người cho rằng lã phụng tiên đã thua chắc lã phụng tiên lại lấy một thanh phương thiên họa kích từ trong hộp báu không gian ra thanh phương thiên họa kích này cao khoảng một trượng ma khí đen nhánh bao phủ lấy thân kích ly long màu đen lượn vòng quanh kích phát ra một tiếng long ngâm ma khiếu thần binh vô song hai tay lã phụng tiên nắm lên vô song chỉ trong khoảnh khắc hai mắt hắn đã phủ một màu đỏ thẫm còn trên thân kích vô song hai mắt ly long không ngờ cũng trở thành một màu đỏ thẫm như lã phụng tiên một kích đánh ra đơn giản tới cực hạn nhưng lại bộc phát ra uy thế khiến người ta kinh sợ một tiếng nổ lớn vang lên đại uy đức minh vương do phật quang lưu ly tạo thành bắt đầu vỡ vụn Phật quang cũng bị ma khí thôn phệ che lấp, cuối cùng ầm ầm vỡ tan, thậm chí ngay cả Tông Huyền cũng bị đánh lui hơn 10 bước. Mọi người xung quanh lặng ngắt như tờ, ánh mắt nhìn về phía Lã Phụng Tiên đã mang vẻ kính sợ. Không ngờ Lã Phụng Tiên lại xuất một kích đánh lui Tông Huyền. Tình hình này khiến tất cả mọi người thậm chí nghi ngờ đôi mắt mình. Uy lực của thần binh cửu chuyển cường đại đến vậy ư? Có điều mọi người ở đây không ai là hạng tầm thường, sau khi kinh ngạc cũng nhanh chóng nhận ra trạng thái hiện tại của Lã Phụng Tiên cũng không được tốt. Thần binh vô song quả thật rất mạnh, nhưng nếu vận dụng thần binh vô song không có bất cứ gánh nặng hay tiêu hao gì chắc lã phụng tiên đã dùng từ sớm cần gì sử dụng bảo binh lúc trước thần binh cửu chuyển đặc biệt là thần binh vô song mà lã ôn hầu lưu lại tiêu hao thật sự quá lớn vừa rồi lã phụng tiên chỉ xuất một kích có điều sắc mặt hắn đã bắt đầu trắng bệch mặc dù lúc trước gương mặt lã phụng tiên cũng rất trắng có điều màu trắng hiện tại là màu nhợt nhạt của bệnh tật suy si yếu tông huyền xoa xoa cánh tay nhìn về phía lã phụng tiên dùng giọng nói không mang theo chút tình cảm nào nói vì sao không nhận thua ngươi không dùng được lực lượng như vậy bao lần đâu lã phụng tiên cầm vô song trong tay trầm giọng nói ta muốn xem xem cực hạn của chính ta ở dâu tông huyền nói nhưng sau khi ngươi thấy cực hạn của mình có lẽ ngươi sẽ bị thương ngươi biết bị thương trong tiểu phàm thiên này đại biểu cho điều gì rồi đấy lã phụng tiên không nói gì chỉ cầm vô song trong tay chỉ về phía tông huyền tông huyền gật nhẹ đầu hắn hiểu ý lã phụng tiên thân hình tông huyền lại lao tới phía sau là phật quang rực rỡ ngưng tụ thành một pháp tướng dược sư vương phật từ bi trang nghiêm ngưng tụ như thật pháp tướng được đúc bằng cương khí này tựa như lưu ly vô cùng trói mắt uy thế này đừng nói võ giả thiên nhân hợp nhất cho dù một số tông sư võ đạo yếu một chút cũng không đạt được tới trình độ này có thể thấy lực lượng căn cơ của tông huyền đã cường đại tới mức nào đối mặt với uy thế này quanh người lã phụng tiên bừng bừng ma khí tay cầm thần binh ma thần vô song kích được hắn thi triển chỉ trong chốc lát đã khuấy động cả phong vân biến sắc ma khí mãnh liệt đánh tới tôn lên lã phụng tiên như thần như ma vô cùng cuồng bạo giờ đám người thủy vô tướng không ở đây nếu họ chứng kiến cảnh tượng lã phụng tiên hiện tại có lẽ sẽ càng thêm trung thành càng cho rằng lã phụng tiên là ôn hầu đại nhân chuyển thế không vì điểm gì khác chỉ vì bộ dáng lã phụng tiên hiện tại quả thật quá giống lã ôn hầu năm xưa nếu nói trước đó lã phụng tiên chỉ giống lã ôn hầu tám thành nhưng giờ hắn vận dụng thần binh vô song dùng ma thần vô song kích chém giết chính diện quả thật giống lã ôn hầu tới chín thành chín thần binh cửu chuyển phối hợp với ma thần vô song kích lã ôn hầu như thần như ma chém giết kịch liệt với tông huyền cùng pháp tướng dược sư vương phật phía sau có điều sau mỗi chiêu giao thủ sắc mặt hắn lại trắng bệch thêm một phần sau 10 chiêu mặt đất dưới chân hai người đã bị đánh nát pháp tướng dược sư vương phật đã bi đánh nát nhưng sắc mặt lã phụng tiên giã như tờ giấy trắng cánh tay cầm vô song cũng bắt đầu run rẩy rõ ràng đã tiêu hao quá độ thân sắc tông huyền vẫn lạnh lùng tới cực điểm không chút thay đổi thậm chí hắn chưa tiêu hao bao nhiêu đây mới là điểm kinh khủng của tông huyền lần trước khi sở hưu giao thủ cùng tông huyền y đã phát hiện sự kinh khủng của tông huyền không ở thân thể mạnh mẽ cũng không ở minh vương ấn xuất thần nhập hóa mà mà ở căn cơ nội tình thâm hậu của hắn khi ngươi dốc hết toàn lực nhưng tới cuối cùng lại phát hiện đối phương vẫn còn lực lượng lúc đó sẽ tuyệt vọng tới mức nào có điều lúc này thần sắc tông huyền tuy vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng lại âm thầm chấn động lực lượng chân chính của lã phụng tiên kém xa chính mình nhưng trên người lã phụng tiên lại có tính chất vô cùng dẻo dai bẻ không cong đánh không nát gặp mạnh càng mạnh. Cũng như ngày trước khi Lã Phụng Tiên bị Tụ Nghĩa Trang truy sát, mặc dù người tới mỗi lúc một mạnh nhưng Lã Phụng Tiên vẫn có thể giết ra khỏi vòng vây. Cho dù hắn đã trọng thương tới cực hạn nhưng vẫn như đánh mãi không chết. Đúng lúc này một tiếng nổ lớn vang lên trực tiếp ngắt đứt trận chiến giữa Lã Phụng Tiên và Tông Huyền. Mọi người vô thức nhìn lại, tầng thứ nhất ầm ầm vỡ vụn, toàn bộ Hắc Ma Tháp sụp xuống một tầng, cũng nghiêng thêm một chút. Trong lúc Lã Phụng Tiên và Tông Huyền giao thủ, Sở Hưu và Hư Hành cũng chẳng hề nhàn rỗi, bọn họ giao chiến không ngờ đánh tới bên trong hắc ma tháp ban đầu sở hưu và hư hành giao thủ vài chiêu tông sư võ đạo như hư hành quả thật không phải cấp bậc mà hiện tại sở hưu có thể đối đầu cho dù sau khi đốn ngộ thực lực sở hưu tăng cường cũng vậy có điều nếu bảo sở hưu bỏ chạy như vậy y không cam tâm nếu không có lã phụng tiên đứng ra ngăn cản tông huyền sở hưu chắc chắn sẽ vận dụng bí pháp bỏ trốn tông huyền cộng thêm một vị thủ tọa của đại quang minh tự cho dù lòng tin của sở hưu có bành chướng tới đâu cũng không tới mức mù quáng như vậy có điều giờ Lã Phụng Tiên đã đứng ra dốc hết toàn lực ngăn cản Tông Huyền giúp y, nếu Sở Hưu không vớt lại ít đồ vậy thật quá có lỗi với hành động đó của Lã Phụng Tiên. Cho nên sau khi chống đỡ hai chiêu của hư hành, Sở Hưu trực tiếp bộc phát tốc độ cực hạn, trốn vào trong Hắc Ma Tháp. Trước đó tất cả mọi người tranh đoạt trong Hắc Ma Tháp nhưng không tiến vào bên trong, cho nên sau khi Sở Hưu đi vào việc đầu tiên y làm là nhìn khắp bốn phía xem có đồ tốt gì không. Tòa Hắc Ma Tháp này trước kia hẳn là tổng bộ của một tông môn chính đạo, tầng thứ nhất là đại sảnh xem ra đã tan hoang tới cực hạn khắp nơi trong đại sảnh đều là vết tích sụp đổ không có gì giá trị ngay lúc sở hưu vừa đảo mặt một lượt hư hành đã theo sau tiến vào sở hưu nhíu mày sao tốc độ lão hòa thượng này nhanh vậy vừa thấy sở hưu hư hành đã phẫn nộ quát ma đạo tặc tử ngươi trốn không thoát chết đi cho ta dứt lời hư hành tay niết ấn quyết tạo thành vạn tự phật ấn tỏa ra phật diễm vàng kim trực tiếp chấn áp về phía sở hưu có điều lúc này sở hưu lại không muốn đấu đá gì với hư hành thân hình hắn lập tức lao thẳng lên tầng hai đồng thời sát sinh ma phật tướng bộc phát ngăn cản quyền ấn kia làm dấy lên một luồng chấn động lực lượng khổng lồ theo lực lượng trong tháp hoàn toàn bộc phát tầng thứ nhất vốn đã đổ nát không chịu nổi ầm ầm vỡ vụn tiếp đó là cảnh tượng mọi người đều chứng chứng kiến lúc này sở hưu đã lên tới tầng thứ hai còn hư hành đã bị chôn dưới mặt đất thấy cảnh này chân mày sở hưu càng nhíu sâu hơn có vẻ mức độ mục nát của hắc ma tháp này còn vượt ngoài dự đoán của y vậy chẳng phải phần lớn những thứ bên trong đều tan tành cả rồi à đối với đại đa số tông môn trong môn phái bọn họ chắc chắn có trận pháp bảo vệ cho dù không có trận pháp cũng có một số kiến trúc quan trọng như đại sảnh tàng kinh các được gia cố trận pháp tránh gặp sự cố hư hại gì với quy mô như hắc ma tháp bên trong chắc chắn có trận pháp gia cố không thể nào mới giao thủ có một chiêu đã bị đánh nát một tầng có điều rõ ràng trong đại kiếp nạn thượng cổ hắc ma tháp đã bị trọng thương trận pháp bên trong cũng bị hủy diệt giờ đang vô cùng yếu ớt không có trận pháp thủ hộ vậy một số đan dược công pháp trong hắc ma tháp liệu có mục nát hay không chuyện này cũng rất có khả năng đúng lúc này hư hành bị trôn bên dưới gầm lên một tiếng đá vụn gạch ngói quanh người bị hắn chấn thành bột phấn trực tiếp đánh về phía sở hưu sở hưu bên kia không hề trì hoãn tầng hai không có đồ tốt thì lên tới tầng ba nếu thật sự không tránh khỏi thì giao thủ với hư hành một chiêu tạm thời khiến đối phương ngừng lại rồi tiếp tục trốn cho nên bên ngoài chỉ thấy hắc ma tháp sụp đổ từng tầng một tốc độ nhanh chóng tới cực hạn chẳng khác gì đang tự hủy hắc ma tháp mấy chục tầng chỉ trong thời gian ngắn đã mất đi phần nửa Lúc này trong tháp, Sở Hưu vừa chạy vừa lục lọi cũng chẳng có bao nhiêu thu hoạch. Mấy tầng bên trên có trụ sở, có phòng tĩnh thất luyện công, có đan phòng phòng chế thuốc, thậm chí có cả tàng thư các. Thế nhưng phần lớn các thứ trong đó đã mục nát, các thứ linh dược chân quý trong đó đều đã tan thành cho bụi. Trong đó còn có một số đan dược, Sở Hưu cũng chẳng có thời gian mở nắp xem xét, trực tiếp phất tay thu hết vào hộp báu không gian sau đó tiếp tục chạy lên. Tàng thư các càng khiến Sở Hưu thất vọng, nơi này đã là người đi nhà trống, dường như có người vội vàng thu dọn mất chín thành một số thư tịch sót lại cũng đã mục nát cho nên sau khi sở hưu tiến vào tàng thư các kinh phong thổi tới những thư tịch tàn mát dưới đất lập tức biến thành cho bụi ma đạo tặc tử chết đi lúc này sau lưng sở hưu cũng vang lên tiếng gầm của hư hành sở hưu hừ lạnh một tiếng ma khí huyết khí qua người bộc phát đấm ra một quyền lực lượng cường đại va chạm lại sập một tầng lầu thân hình sở hưu cũng bị đánh bay có điều sở hưu lại mượn lực lượng này thuận thế lên thêm một tầng nhưng ngay lúc này Sở Hưu lại đột nhiên cảm ứng được ngay trong lúc ma khí của y bộc phát, tầng trên như có thứ gì cảm ứng được ma khí của y, tỏa ra một luồng chấn động. Cảm giác được chấn động ma khí trên hắc ma tháp, thân hình Sở Hưu không hề dừng lại, trực tiếp phóng lên phía trên. Hư Hành cũng đã nhận ra chấn động ma khí này, không khỏi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đuổi theo Sở Hưu, trong mắt đã có ý thẹn quá hóa giận. Vốn hắn còn tưởng mình đối phó với tiểu bối ma đạo này chỉ dễ như trở bàn tay, nào ngờ thực lực tiểu bối ma đạo này lại cường đại đến vậy mặc dù nội tình còn chưa bằng tông sư võ đạo như mình nhưng lực bộc phát đã có thể giao thủ vài chiêu với bản thân hơn nữa đối phương còn am hiểu bí pháp loại thân pháp tốc độ bản thân không chậm khiến hư hành trong lúc nhất thời cũng không cách nào bắt được đối phương lúc này hư hành cũng cảm giác được phía trên hắc ma tháp tỏa ra chấn động tiểu bối ma đạo này muốn giành trước hắn lấy được thứ trên đó đúng là nằm mơ nói mộng quanh người sở hưu tràn ngập cương khí trực tiếp đánh nát sàn nhà mấy tầng dưới rốt cuộc mới lên tới tầng có chấn động ma khí tầng này khác với những tầng dưới trong những tầng dưới hoặc là phòng luyện đan hoặc là mật thất hoặc là từng dãy phòng làm nơi ở cho võ giả còn tầng này xem bộ dáng cũng là nơi ở nhưng lại chiếm chọn một tầng hiển nhiên chủ nhân tầng này địa vị bất phàm hẳn là người nắm quyền trong hắc ma tháp trên tầng sau cùng treo bảy thanh đao trên vách tường bảy thanh đao này đặt trong bảy vỏ đao bằng da màu đen nối liền nhau tiện cho vác trên lưng và vận dụng vừa rồi thứ tỏa ra ma khí chính là vỏ đao bằng da này sở hữu thậm chí cảm giác được trong vỏ đao bằng da tỏa ra ma khí âm hàn hiển nhiên không phải vật phàm sở hưu lập tức kết luận vỏ đao không phải vật phàm vật đao bên trong chắc chắn càng bất phàm còn dưới vách tường là một bàn sách trên bàn bày lột loạt sách bằng da thú bừa bộn thời kỳ thượng cổ một số võ giả có thói quen dùng sách bằng da thú để viết lại công pháp điển tịch những tấm da thú này đều là da linh thú hoặc hung thú sau khi xử lý có thể giữ được vạn năm mà không hỏng sở hưu không hề do dự trực tiếp nắm lấy bảy thanh đao cùng sách da thú trên bàn có điều đúng lúc này phía sau y lại xuất hiện phật diễm hừng hực ầm ầm đánh xuống hư hành đã xuất hiện sau lưng y một quyền thế mạnh lực trầm trực tiếp đánh vào hậu tâm sở hưu một quyền này tới quá nhanh sở hưu căn bản không kịp cướp lấy bảy thanh đao kia chỉ có thể tạm thời xoay người ngăn cản hư hành huyết khí cùng ma khí ầm ầm bộc phát sở hưu còn muốn mượn lực lượng của hư hành thừa cơ đoạt đao có điều hư hành dẫu sao cũng là kẻ lão luyện trên giang hồ cùng một sai lầm sao có thể phạm phải hai lần ngay lúc lực lượng bộc phát hai tay hư hành niết thành ấn quyết miệng thốt lên từng âm tiết vang rền chấn minh phích lịch từng âm tiết chấn cho khí huyết sở hưu sôi trào thân hình bất giác ngưng bặt bí kỹ của đại quang minh tự cửu biến sư tử hống sở hưu từng lĩnh giáo cửu biến sư tử hống này có điều lúc đó chỉ là một chiêu còn giờ hư hành xuất thủ dùng tới tứ biến trong cửu biến chấn cho sở hưu đầu choáng mắt hoa chết đi hư hành từ trên trời đánh xuống phật diễm bốc lên bồ đề bảo thụ hiển hiện trong phật diễm quanh người vô số lực lượng thiên địa quấn quanh bồ đề bảo thụ chấn áp xuống sở hưu bên dưới phật diễm tịnh thế bồ đề chấn ma áp lực cường đại đột nhiên đánh tới đây là một đòn toàn lực của tông sư võ đạo cho dù sở hưu cũng cảm thấy một cảm giác nguy hiểm tuột độ trong khoảnh khắc này khí huyết quanh người sở hưu thiếu đốt huyết khí vô biên tràn vào sát sinh ma phật tướng khiến cho ma đao trong sát sinh ma phật tướng không biết từ khi nào hóa thành màu đỏ máu đây không đơn thuần là sát sinh ma Phật tướng nữa mà là một loại biến hóa dung hợp cả Hóa huyết thần đao và sát sinh ma Phật tướng. Trong phù Ngọc Sơn đại chiến chính ma, Sở Hưu đã nhận được Hóa huyết thần đao. Chuyện này rất nhiều người chứng kiến, trừ phi Sở Hưu nắm chắc giết chết hư hành tại chỗ, bằng không y không thể trực tiếp sử dụng Hóa huyết thần đao trước mặt hư hành. Có điều trình độ của Sở Hưu đối với ma huyết đại pháp và Hóa huyết thần đao đều không thấp. Võ thuật Thiên biến vạn hóa, sao phải cố chấp cái vẻ ngoài? Giờ Sở Hưu vận dụng cũng là Hóa huyết thần đao, chẳng qua không phải tự mình sử dụng mà là kết hợp với pháp tướng bản thân sử dụng. Trừ phi là võ giả cũng tu luyện Hóa huyết thần đao tới đây, bằng không không ai có thể nhìn ra được. Sát sinh ma Phật tướng quỷ dị chém ra một đao, trường đao màu máu phá tan tất cả, Phật diễm bừng bừng cũng bị ma đao đỏ máu chém rách. Trong ánh sáng đỏ máu đó, Bồ đề bảo thụ cũng bị nhát đao chém đứt, sau khi thiêu đốt khí huyết sắc mặt Sở Hưu thoáng trắng bệch nhưng thân hình không hề dừng lại, lui thẳng về phía bảy thanh đao kia hư hành vừa bị hóa huyết thần đao của sở hưu bước lui lúc này thấy y lao thẳng về phía bảy thanh đao bèn hừ lạnh một tiếng hai tay hắn niết thành ấn quyết kỳ dị cương khí xung quanh thiêu đốt kịch liệt ngay cả thiên địa nguyên khí xung quanh cũng bị nhen lửa phật diễm vô biên thiêu đốt hết thảy phương viên trăm trượng xung quanh tầng ma tháp này hóa thành hỏa vực vô biên hơn nữa hỏa vực kia còn không ngừng thu nhỏ mỗi khi thu nhỏ một trượng uy lực lại căng cường một phần phật diễm này còn có tính chất chấn ma chu tà trong hỏa vực này một khi Sở Hưu vận dụng ma công y sẽ bị áp chế gấp bội, sắc mặt hư hành cũng hơi tái đi, cho dù hắn là tông sư võ đạo nhưng giờ bày ra một hỏa vực cường đại như vậy cũng rất tốn sức. Có điều võ đạo chân đan trong cơ thể hắn liên tục dẫn dắt lực lượng thiên địa tiến vào thân thể bổ sung cho lực lượng bản thân. Lực bộc phát của tiểu bối ma đạo trước mặt quả thật kinh người, có điều hư hành lại càng quyết đoán, hắn trực tiếp thiêu đốt tầng ma tháp này, hủy diệt toàn bộ đống đồ ma đạo này đi, xem ngươi còn đoạt thế nào ánh mắt sở hưu lóe lên một luồng sáng lạnh lão lừa chọc này đúng là khó chơi tới cực hạn mắt thấy hỏa vực đánh tới sở hưu tay niết ấn quyết tinh thần lực của y chỉ trong chớp mắt đã bị rút gần hết chỉ còn lại một ít nhỏ nhoi cảm giác tiêu hao tinh thần lực hết sức khó chịu giờ sở hưu khó khăn lắm mới bù đắp được tai họa ngầm về nguyên thần của bản thân nhưng đối mặt với lão hòa thượng hư hành khó dây này y vẫn phải vận dụng toàn lực mới được sức mạnh tinh thần hùng hồn quẩn quanh trong hư không ngưng tụ thành một mũi tên vô hình dùng tâm thần sở hưu làm cung bắn thẳng về phía hư hành đây là diệt hồn tiễn trong nhiếp hồn cửu đại thức năng lực của nó hết sức đơn giản chỉ là bộc phát lực lượng tinh thần tới mức cực hạn lấy hồn đánh hồn diệt trừ nguyên thần của đối phương trong chín môn bí pháp nguyên thần trong nhiếp hồn cửu đại thức thật ra đều thiên hướng tà ác quỷ dị như khiên ti hồn võng cùng chấn hồn u minh khúc chỉ có diệt hồn tiễn này đi theo con đường cường mãnh tới cực hạn mặc dù là bí pháp nguyên thần nhưng lại mạnh mẽ hung hãn như võ thuật cận chiến chém giết diệt hồn tiễn vừa bắn ra tiếng gào thét vô thanh đã tuyền tới mặc dù hư hành không nghe được âm thanh nhưng hắn có thể cảm thấy một luồng uy áp nguyên thần cường đại đang đánh về phía mình hư hành tay niết thủ ấn dược sư vương phật ánh kim lưu ly hộ thể muốn trốn sang một bên nhưng hắn vừa có hành động đã lập tức cảm nhận được một luồng khí cơ khóa chặt lấy bản thân quỹ tích của diệt hồn tiễn đã biến ảo gần như đồng thời với động tác né tránh của hắn vô cùng quỷ dị vừa rồi khi thi triển diệt hồn tiễn sở hưu còn lưu lại một chút tinh thần lực một chút tinh thần lực này chính là để y thi triển thiên tử vọng khí thuật khi vận dụng loại công pháp này lại phối hợp với thiên tử vọng khí thuật quả thật là chiêu bài tất sát uy lực tăng cường gấp bội biến ảo thân hình mấy lần hư hành rốt cuộc từ bỏ bất luận hắn trốn tránh thế nào mũi tên kia cũng như giòi bám trong xương dán chặt không chịu buông tha ngay khi diệt hồn tiễn tới gần hư hành nổi giận gầm lên một tiếng kim quang lưu ly bừng lên khí huyết bành trướng mạnh mẽ chống chọi lại mũi tên nguyên thần này nhưng giờ tinh thần lực sở hưu đã không kém hơn tông sư võ đạo thậm chí còn mạnh hơn tông sư võ đạo không tu luyện bí pháp nguyên thân như hư hành mũi tên ngưng tụ tất cả tinh thần lực của sở hưu nhẹ nhàng va chạm với phật quang lưu ly lập tức phá tan phật quang lực lượng khí huyết nồng đậm cũng không thể ngăn cản hoàn toàn mũi tên này uy lực của diệt hồn tiễn ầm ầm bộc phát cơn bão tinh thần quét qua hư hành rên lên một tiếng đau đớn sắc mặt trắng bệch thậm chí ngay đôi mắt cũng mất đi tiêu cự đây rõ ràng là biểu hiện nguyên thần thụ thương vài hơi sau hư hành mới tỉnh táo lại mặc dù trong đầu vẫn đau đớn kịch liệt như bị vặn xoắn nhưng hư hành vẫn định xuất thủ đáng tiếc đã chậm thời gian vài hơi thở rất ngắn nhưng cũng đủ làm rất nhiều chuyện những lĩnh vực phật diễm kia không được lực lượng của hư hành chống đỡ nên không khuếch trường nữa sở hưu cũng thuận lợi lấy được bảy thanh đao cùng quyển sách gia thú đến lúc hư hành khôi phục tinh thần tầng này đã không chịu nổi sức mạnh cường đại của hai người ầm ầm sụp đổ mắt mắt thấy sở hưu lấy đi bảy thanh đao kia hư hành hư lạnh một tiếng không để ý tới cảm giác đau đớn như bị vặn xoắn trong đầu, lại lao tới đánh một quyền về phía Sở Hưu. Mặc dù tinh thần lực của hắn đã bị diệt hồn tiễn kia làm cho trọng thương nhưng hư hành vốn không cần tinh thần lực, hơn nữa với nghị lực của hắn cũng có thể chịu được cảm giác đau đớn kịch liệt từ tinh thần lực. Mang theo vỏ đao nối tiếp nhau kia, Sở Hưu vô thức nắm lấy chuôi đao, ánh mắt lóe lên luồng sáng lạnh. Thân phận Lâm Diệp trước nay chưa từng dùng đao pháp, Sở Hưu cũng lo bị bại lộ. Có điều lúc này y đã nhận được bảy thanh ma đao có vẻ rất bất phàm này. Vậy chỉ cần không sử dụng võ thuật tiêu biểu như A Tỳ đạo tam đao, vậy không lo bị nhìn ra. Sở Hưu tiện tay nắm một chuôi đao, rút ra, có điều ngay khi trường đao rời vỏ, thân sắc Sở Hưu đột nhiên biến đổi. Một luồng lực lượng từ trường đao truyền tới, rời khỏi vỏ đao trường đao như giải khai phong ấn. Chỉ trong chốc lát khí tức kỳ dị bộc phát, không phải ma khí mà là một loại chấp niệm, tham, tham trong tham lam. Ngay khi cầm được thanh trường đao đó, ý chí Sở Hưu lập tức bị luồng ý tham lam đó bao phủ, hai mắt đỏ bừng cảm giác tham lam vô tận bao phủ. Giờ khắc này Sở Hưu muốn có được hết thảy, muốn thôn phệ hết thảy. Một đao đó chém ra, thiên địa nguyên khí trong phương viên trăm trượng bị thu nạp sạch sẽ, tất cả đều bị thanh trường đao kia thôn phệ. Trước nay lý giải của Sở Hưu đối với võ thuật đều hết sức cực đoan. Đối với Sở Hưu, võ đạo chỉ là một loại công cụ của y, đã là công cụ vậy nhất định phải hoàn toàn nghe theo lệnh của chủ nhân. Cho nên bất luận công pháp mang theo cảm xúc tiêu cực tới cực hạn như A Tỳ đạo tam đao hay ma khí mãnh liệt trên thiên ma vũ đều không thật sự ảnh hưởng tới Sở Hưu. Nhưng giờ ngay khi Sở Hưu cầm tới thanh ma đao này, ý tham trong đó đâm thẳng vào lòng người, dẫn phát vô số dục niệm tâm ma, thiếu chút nữa khiến Sở Hưu không nắm giữ được. Có thể nói trừ phi vứt bỏ thất tình lục dục, rèn luyện tâm trí như sắt thép vô dục vô cầu mới có thể hoàn toàn ngăn cản ảnh hưởng của một đao này. Nhưng nếu ai thật sự làm được tới mức vứt bỏ thất tình lục dục, Vậy đó đã không phải là người mà là thần. Có lẽ ngay cả Tông Huyền cũng không làm được tới mức này. Sở hưu có tham lam, hơn nữa y còn hết sức tham lam. Thấy đồ tốt y muốn cướp, thấy lợi ích y muốn đoạt. Tất cả những gì mà một kẻ ích kỷ có, sở hưu đều có. Cho nên một đao tham lam của hắn chém ra cơ ngừng biến lớn. Một đao chém ra như kình thôn thiên hạ, đao mang quét qua hết thảy. Đón lấy thế đao kia, sắc mặt hư hành đột nhiên biến đổi. Luồng lực lượng kia thôn tính hết thảy, thế đao chém tới không chỉ xé tan phật diễm cương khí của hắn mà còn thôn phệ tất cả uy lực càng lúc càng lớn đây quả thật là đem lực lượng phòng thủ của đối phương hóa thành lực lượng tấn công của bản thân mình hư hành chưa từng thấy đao nào quỷ dị kinh khủng như vậy trong lúc vội vàng hai tay hắn niết thành kim cương ấn quanh người bừng lên ánh sáng vàng kim lưu chuyển muốn dùng lực lượng cơ thể chống cự lại thế đao kia chắp tay trước ngực phật quang vàng kim bừng lên nhưng dưới ánh đao kia tất cả đều bị thôn tính chỉ cần là cương khí bất luận phật ma trước mặt đao này đều là hư ảo. Một tiếng nổ lớn vang lên, hư hành trực tiếp bị một đao kia chém cho hộc máu bay ngược lại, thân hình đụng vào tường tháp, rơi ra bên ngoài. Thanh ma đao quỷ dị thôn phệ hết thảy sau khi chém bay hư hành còn chưa vừa lòng, còn muốn chủ động thôn tính khí huyết sở hưu tấn công lần nữa. Để át có thêm kinh phí làm video dài và hay hơn, rất mong mọi người ủng hộ để át có kinh phí mua bản dịch. Cảm ơn mọi người nhiều nha.